Chương 709 một phen chìa khóa. Lâm Thanh Hạm đem một bộ nhào vào trên bàn bản vẽ thu lên, này phúc bản vẽ, đúng là lần này hồi Tô gia khi, Tô Văn Hiến giao cho Lâm Thanh Hạm, bản vẽ thượng sở hoa mà, cũng đúng là viện phúc lợi vị trí địa phương. Khi đó, Lâm Thanh Hạm từng hỏi qua Tô Du, cái này Tô Văn Hiến, rốt cuộc có bao nhiêu cường, cái gọi là Tô Thị, lại là như thế nào cường đại. Tô Du rõ ràng nói cho Lâm Thanh Hạm, thị tộc cường hoành, không phải bất luận cái gì một cái thế lực có thể chống lại, bao gồm Trương Huyền Quang Minh Đảo. Đồng thời, Tô Du cũng luôn mãi nhắc nhở Lâm Thanh Hạm, hiện tại, ngàn vạn không cần trêu chọc Tô Thị, nếu không, không riêng Tô gia sẽ nghênh đón hủy diệt tính đả kích, bao gồm Trương Huyền Quang Minh Đảo, cũng muốn thừa nhận Tô Thị lửa giận, cái loại này lửa giận, là hiện tại Quang Minh Đảo, sở vô pháp thừa nhận. Lâm Thanh Hạm thu hảo bản vẽ, đứng dậy, giữ chặt mỗi ngày tay nhỏ, nàng nhìn mắt bên cạnh bàn trà, mặt trên còn phóng nàng phía trước vì Trương Huyền phao trà ngon. Người bảo hộ ta như vậy nhiều lần, tổng không thể, vẫn luôn làm ngươi vì ta đi phạm hiểm đi, ngươi là Quang Minh đảo chủ, ngươi là địa ngục quân vương, ngươi không phải vì ngươi một người mà sống, ngươi không thể thật sự vì ta đi cùng toàn thế giới là địch, ta cũng không đáng ngươi làm như vậy. Lâm Thanh Hạm rời đi ánh mắt, bước nhanh đi ra văn phòng. Ở Lâm Thanh Hạm rời đi Lâm Thị cao ốc kia một khắc, Trương Huyền cũng rời đi Lâm Thanh Hạm vì Thôi viện trưởng chuẩn bị khách sạn. Trương Huyền không có thông chí bất luận kẻ nào, chuẩn bị một mình đi trước sân bay, đang lúc Trương Huyền đánh chiếc xe, chuẩn bị lên xe khi, một đạo mỏng manh thanh âm, từ một bên vang lên. Trương Huyền tiểu ca ca. Đang muốn lên xe Trương Huyền, ở nghe được thanh âm này nháy mắt, cả người chấn động, tiểu ca ca cái này xưng hô, cho tới nay, chỉ có một người như vậy kêu hắn. Trương Huyền chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, liền thấy một người đầy mặt dơ hề hề, tóc đều dính ở bên nhau nữ hài, đang đứng ở khách sạn một chỗ góc chung. Trúc Linh. Trương Huyền đi nhanh chiều này nữ hài đi đến. Trương Huyền tiểu ca ca. Nữ hài la lên một tiếng, trực tiếp nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực, phát ra gào khóc thanh. Trương Huyền như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng ở chỗ này nhìn thấy Trúc Linh, Trúc gia bị giết, xem Trúc Linh hiện tại dáng vẻ này, mấy ngày nay thời gian. Chỉ sợ là cái này Trúc gia tiểu công chúa trong cuộc đời hắc ám nhất mấy ngày. Hảo, đừng khóc, Trương Huyền duỗi tay, giúp Trúc Linh lau trên mặt nước mắt. Trúc Linh không ngừng phát ra nức nở, nàng từ đều hải bôn đảo đến nơi đây, dọc theo đường đi, không dám lộ diện, không dám bại lộ một chút ít hành tung, di động không dám dùng, thẻ ngân hàng không dám soát, ngay cả người nhiều địa phương, nàng cũng không dám đi. Trương Huyền chú ý tới, Trúc Linh môi khô nứt, trên mặt dơ hề hề cho bụi hạ. Là một Trương sắc thái tái nhợt mặt. Trương Huyền, nhà ta, Trúc Linh nức nở nghẹn ngào, nhà ta xong rồi. Ta biết, này không phải nói chuyện địa phương. Trương Huyền mọi nơi nhìn thoáng qua, trước theo ta đi. Trương Huyền lôi kéo Trúc Linh, bước nhanh rời đi nơi này. Trúc gia bị giết, Trúc Thị đem toàn bộ Trúc gia diệt khẩu, tuyệt đối không có khả năng mặc kệ Trúc Linh liền như vậy chạy trốn, tuyệt đối có người, vẫn luôn truy tra Trúc Linh hành tung. Trương Huyền dùng chính mình thân phận chứng khai gian khách sạn, trước đưa Trúc Linh đến phòng rửa mặt, đồng thời lại hỏi trước đài muốn chút đồ ăn, cùng với một thân sạch sẽ quần áo. Hơn 20 phút sau, đã rửa mặt xong, thay một thân sạch sẽ quần áo Trúc Linh từ tắm rửa gian đi ra, có thể nhìn đến, Trúc Linh hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới ở tắm rửa gian mới khóc lớn một hồi. Về nhà các ngươi sự, ta đã biết, ngươi như thế nào sẽ ở Ngân Châu. Trương Huyền đem một phần cơm hộp mở ra. Đặt lên bàn, lại đây, vừa ăn vừa nói. Trúc Linh cũng là đói lả, mấy ngày nay thời gian, nàng căn bản không có tiền ăn cơm, uống nước liền mượn cơ hội chạy đến khách sạn linh tinh địa phương, đi trong phòng vệ sinh uống chút nước máy, ăn, càng là đói cực kỳ cái gì đều tắc một chút. Hiện tại, đối mặt này thơm ngào ngạt cơm hộp, Trúc Linh một cái kính hướng trong miệng mãnh bái. Trương Huyền chưa nói cái gì đừng có gấp ăn từ từ linh tinh nói, no hán tử không biết đói hán tử đói. Một cái không có ai quá đói người, là không biết đói khát người đối đồ ăn có bao nhiêu khát vọng, Trương Huyền, là cảm thụ quá đói khát người, đối với Trúc Linh tình huống hiện tại, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta mua hai phân, đừng sợ không đủ, Trương Huyền lại lấy ra một phần cơm hộp, đẩy đến Trúc Linh trước mặt. Đủ, đủ rồi, Trúc Linh liên tục gật đầu. Trương Huyền nhìn Trúc Linh dáng vẻ này, trong lòng phát lạnh, một cái Trúc gia đại tiểu thư, thế nhưng thành dáng vẻ này. Hai phân tràn đầy cơm hộp, chỉ là không đến 5 phút thời gian, đã bị Trúc Linh ăn cái sạch sẽ, đương mồm to uống xong một lọ thủy sau, Trúc Linh mới vỗ vỗ bụng, đói khát cảm trở thành hư không.
Trương Huyền ca, nguyên bản ông nội của ta làm ta đi Quang Minh đảo tìm ngươi, nhưng ta thật sự không biết nên như thế nào thượng đảo, liền chạy tới Ngân Châu tìm ngươi. Ngươi như thế nào biết ta ở vừa mới cái kia khách sạn? Trương Huyền kỳ quái nói. Ta đi theo ngươi, Trúc Linh nhỏ giọng nói, ta vẫn luôn đều ở Lâm Thị cao ốc bên ngoài chờ, hôm nay nhìn đến ngươi, liền đi theo ngươi đã đến rồi. Đi theo ta, ngươi như thế nào làm được? Trương Huyền trong lòng giật mình, chính mình bị người đi theo, thế nhưng không có phát hiện. Là cái này, Trúc Linh vội vàng chạy đến tắm rửa gian, từ chính mình kia thân dơ hề hề trong quần áo lấy ra một quyển giấy chất thư tịch, giao cho Trương Huyền. Trương Huyền nhìn mắt, sách này tịch bìa mặt trình màu xanh biển, sờ đến trong tay, có một loại niên đại xa xăm khuynh hướng cảm xúc, chính là lại không có một chút bị thời gian hao tổn cảm giác, ngược lại còn có vẻ mới tinh, liền cùng mới vừa ứng soát ra tới giống nhau. Hơn nữa, ở bắt được quyển sách này nháy mắt, Trương Huyền liền có một loại cảm giác, một loại cả người hơi thở, đều bị vô hạn thu nhỏ lại cảm giác. Loại cảm giác này, Trương Huyền phi thường quen thuộc, ở hắn trước kia chấp hành sát thủ nhiệm vụ thời điểm, chuyên môn học tập quá như thế nào đi che giấu thu nhỏ lại chính mình hơi thở, ở cố tình mà làm hạ, Trương Huyền cũng có thể làm chính mình hơi thở vô hạn thu nhỏ lại. Một người, nếu thời gian dài bị một người khác nhìn chằm chằm, như vậy sẽ có một loại cảm giác. Mà khi hắn bị cái loại này cố ý che giấu hơi thở người theo dõi lại lớn lên thời gian, đều sẽ không có quá lớn cảm giác. Loại này thu nhỏ lại hơi thở, Trương Huyền có thể lý giải, nhưng là, đơn giản là bắt được quyển sách này, hơi thở đã bị vô hạn thu nhỏ lại, này hoàn toàn ra ngoài Trương Huyền nhận chi. Trương Huyền mở ra thư tịch, trang sách rất mỏng, cũng chỉ có mười mấy trang, nhưng đều là trống rỗng. Trương Huyền ca, ông nội của ta làm ta đem cái này giao cho ngươi. Đây là cái gì? Trương Huyền lặp lại lật xem quyển sách này, thậm chí đem nội khí đánh vào trang sách thượng, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, chỉnh quyển sách, như cũ là trống rỗng. Không biết, Trúc Linh lắc lắc đầu, ông nội của ta nói, đây là một phen chìa khóa. Chìa khóa, Trương Huyền mày hơi hơi nhăn lại, cái gì chìa khóa? Gia Gia cũng không nhiều nói cho ta. Trúc Linh nhìn chằm chằm Trương Huyền trong tay đồ vật, toàn bộ Trúc Gia, chính là bởi vì này một quyển sách. Mới đưa tới diệt môn tai ương, Gia Gia chỉ nói, này chìa khóa có thể mở ra đồ vật, sẽ làm sở hữu thị tộc phát cuồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 710 thị tộc lại như thế nào? Chìa khóa. Trương Huyền nhìn chằm chằm thư tịch trên tay. Có thể làm thị tộc phát cuồng đồ vật, khó trách, Trúc Thị sẽ đột nhiên ra tay tiêu diệt Trúc Gia, nói vậy, chính là vì quyển sách này đi. Trương Huyền nhìn về phía Trúc Linh, ra tiếng nói. Người Gia Gia hắn hiện tại, còn sống sao? Trúc Linh mắt to trung tức khắc che kín mờ mịt, lắc lắc đầu, thanh âm đều mỏng manh rất nhiều, ta không biết, ta chạy thời điểm, nghe thấy bọn họ vẫn luôn hỏi ông nội của ta đồ vật ở đâu. Trương Huyền duỗi tay gõ gõ mặt bàn, suy tư nói, nếu nói như vậy nói, Trúc lão nhân không nhất định sẽ xảy ra chuyện, đi trước đều hải rồi nói sau, người đem liên quan tới người biết đến, có quan hệ Trúc thị đồ vật, đều nói cho ta nghe. Trúc Linh dùng sức gật gật đầu. Vậy đi thôi, thời gian không thể kéo lâu lắm. Trương Huyền đứng dậy, chiều ngoài phòng đi đến. Trúc Linh đi theo Trương Huyền phía sau, hai người ra khách sạn, đánh chiếc xe, thẳng đến sân bay. Xe mới vừa khai thượng vòng thành cao tốc, Trương Huyền nhìn mắt ngoại kính chiếu hậu, mở miệng nói, sư phó, phiền toái đi trước tranh thành Nam công nghiệp viên khu đi. Lái xe tài xế không có ra tiếng, trực tiếp ở vòng thành cao tốc thượng vòng một vòng lớn. Xử đến công nghiệp viên khu. Thành Nam công nghiệp viên khu, đã vứt bỏ. Trương Huyền ở chỗ này, diệt quá Thứ Mân người, diệt quá Triệu Gia người. Trương Huyền mang theo Trúc Linh xuống xe. Trương Huyền ca, chúng ta như thế nào đột nhiên tới nơi này a? Trương Huyền không có trả lời Trúc Linh, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, theo sau mở miệng nói, xuất hiện đi, như thế nào cũng là thị tộc người, lén lút, nhưng không có gì ý tứ. Ha ha. Không hổ là Lục tiên sinh truyền nhân, này phân nhạy bén, chính là viễn siêu thường nhân a. Một đạo tiếng cười vang lên, một người thân xuyên bình thường hưu nhàn trang trung niên nam nhân, chính đạp ở trên hư không trung. Quang Minh đảo, danh khí rất lớn đâu. Lại một đạo cười duyên tiếng vang lên, một người trung niên nữ nhân, ăn mặc một cái màu đen váy dài, cũng đạp ở không trung. Này hai người, một tả một hữu, đem Trương Huyền kẹp ở bên trong. Trương Huyền ca, bọn họ. Bọn họ là Trúc thị người. Trúc Linh ở nhìn đến hai người nháy mắt, liền nhận ra hai người thân phận. Không cần Trúc Linh nói,
Trương Huyền cũng có thể đoán được này hai người địa vị. Thế giới này, ngự khí cao thủ không nhiều như vậy, càng miễn bàn một chút liền xuất hiện hai gã hóa hình cao thủ, không phải thị tộc đứng hàng thứ 9 Trúc Thị, lại có thể có ai. Kia váy đen nữ nhân nhìn Trúc Linh, che miệng cười khẽ, tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là làm chúng ta hảo tìm đâu, nhìn dáng vẻ, kia kiện bảo bối, thật sự có thể che giấu hơi thở, làm một cái bình thường võ giả, đều có thể chạy thoát chúng ta hai người tầm mắt. Trương Huyền từ quần áo nội trong túi lấy ra Trúc Linh cho hắn kia bổn sách bìa trắng, ở trong tay giơ giơ lên, cười hỏi, các ngươi hai người, nói chính là cái này sao? Trương Huyền đúng không, Lục tiên sinh đệ tử, được xưng có được 10 vạn địa ngục hành giả địa ngục quân vương. Trung niên nam nhân hư không đạp bộ, liền giống như ở đi bậc thang giống nhau, chậm rãi đi đến trên mặt đất, chúng ta Trúc Thị, không nghĩ cùng Lục tiên sinh truyền nhân là địch, còn hy vọng ngươi không cần cùng chúng ta đối nghịch, rốt cuộc, ngươi chỉ là Lục tiên sinh truyền nhân, đều không phải là Lục tiên sinh. U, Trương Huyền khóe miệng dương lên, nghe lời này, Lục lão nhân ở các ngươi thị tộc, còn rất có uy vọng a. Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Trương Huyền, ngươi muốn rõ ràng, phía trước ở Trúc gia, đều không phải là ngươi xem ở Lục tiên sinh mặt mũi thượng, buông tha chúng ta Trúc thị người, mà là chúng ta Trúc thị, xem ở Lục tiên sinh mặt mũi thượng, tha ngươi một lần, đồng thời cũng tha Trúc gia một lần, hôm nay, là Trúc gia tự tìm tử lộ, cùng ngươi không quan hệ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tự lầm, ổn ngồi ngươi thế tục thế lực bá chủ chi vị liền hảo, kia đồ vật, không phải ngươi có thể có được. Đúng không? Trương Huyền đem trong tay sách bìa trắng một lần nữa thu lên, các ngươi là cho Lục lão nhân mặt mũi, vẫn là kiêng kỵ Lục lão nhân a? Hoặc là nói, các ngươi là sợ, Lục lão nhân để lại cho ta chút cái gì chuẩn bị ở sau. Mà cái này chuẩn bị ở sau, là có thể đem các ngươi thị tộc, hoàn toàn phá hủy. Trung niên nam nhân cười cười, kiêng kỵ đảo không đến mức, ta còn là câu nói kia, ngươi chỉ là Lục tiên sinh truyền nhân, đều không phải là Lục tiên sinh bản nhân, ngươi là thế tục thế lực bá chủ. Nhưng đặt ở thị tộc giữa, cái gì đều không phải, tùy tiện một người ngự khí cảnh, đều có thể đem ngươi chém giết, đương nhiên, ngươi khả năng còn không rõ ngự khí rốt cuộc là có ý tứ gì. Trương Huyền thấp hèn đầu, trầm mặc mấy giây, đột nhiên phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, Trương Huyền tiếng cười càng lúc càng lớn, theo hắn thanh âm gia tăng, hắn cả người thân thể, cũng đang run rẩy lên. Ngươi cười cái gì, trung niên nam nhân quát lớn một tiếng. Không phải Lục lão nhân bản nhân. Liền hắn sao không thể đối với các ngươi thị tộc động thủ sao? A, Trương Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, ở Trương Huyền ánh mắt giữa, tràn ngập sát ý, các ngươi diệt Trúc gia, hiện tại lại đây, cùng ta giảng là Trúc gia tự tìm tử lộ. Tự ta trong tay muốn đồ vật, luôn mồm nói cho ta không cần tự lầm, các ngươi thị tộc ghê gớm sao? Thị tộc liền không thể sát sao? A, Trương Huyền, ta khuyên ngươi, trung niên nam nhân vừa muốn mở miệng. Liền thấy Trương Huyền cả người nháy mắt bạo khởi, chiều chính mình vọt tới. Trương Huyền giơ lên nắm tay, một con khí hình mãnh hổ, từ Trương Huyền phía sau trực tiếp phát ra, mở ra bồn máu mồm to, chiều trung niên nam nhân cắn xé mà đi. Trung niên nam nhân thần sắc bỗng nhiên biến đổi, sao có thể? Ngươi sao có thể có được khí? Ngự khí, thực ghê gớm sao? Trương Huyền lại lần nữa đánh ra một quyền, một con chừng nửa người lớn nhỏ khí hình bọ ngựa, múa may sắc bén lưỡi hái. Chém về phía trung niên nam nhân vòng eo. Chuyện này không có khả năng. Ngươi sao có thể đã có thể hóa hình? Trung niên nam nhân trong mắt mang theo kinh hãi. Hắn trong người trước hóa ra một tầng khí tường, lại bị mãnh hổ một chưởng xé rách. Tên kia váy đen nữ nhân thời điểm mấu chốt vọt lại đây, ngăn cản trụ Trương Huyền đánh ra mãnh hổ. Trung niên nam nhân cũng nhân cơ hội nhẹ nhàng thở ra, lấy một cổ cường đại khí đem Trương Huyền đánh ra kia chỉ bọ ngựa chụp tán. Làm xong này hết thảy sau, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng, Trương Huyền sở biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn toàn ra ngoài bọn họ hai người dự kiến. Hai người bọn họ vốn tưởng rằng, Trương Huyền chỉ là một cái bình thường võ giả, lại không nghĩ rằng, lại là hóa hình cao thủ, hơn nữa xem kia mãnh hổ cùng bọ ngựa ngưng thật trình độ, thực lực so với chính mình muốn cao hơn không ít. Các ngươi thị tộc, cao cao tại thượng, đem người thường coi là con kiến, các ngươi thị tộc, tự nhận cao nhân nhất đẳng, vênh váo tự đắc. Lại không có ý thức được, các ngươi chỉ là tham sống sợ chết, các ngươi là thị tộc, thì tính sao? Nếu thật còn cường đại, hà tất lánh đời không ra? Trương Huyền song quyền đều xuất hiện, hung hăng oanh hướng hai người mặt. Một nam một nữ đồng thời duỗi tay ngăn cản, lại bị Trương Huyền song quyền đồng thời oanh bay ra đi. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hai người, hắn ánh mắt giữa, một mảnh màu đỏ tươi, Trương Huyền chính mình cũng chưa chú ý tới,
từ hắn quyền tiêm phát ra khí mặt trên, chất chứa một mạt nhàn nhạt màu đỏ. Vô năng hạng người, đâu ra ngạo khí? Trương Huyền Chân vừa bước mà, mặt đất ra nẻ, hắn thả người dựng lên, như đại bàng chi điểu, hướng hai người chộp tới. Chương 711 nhớ kỹ ngày này đi. Hai người đối mặt Trương Huyền công kích, lần này không dám ngăn cản, chiều hai cái phương hướng trốn đi. Đi lấy kia nữ oa, trung niên nam nhân hét lớn một tiếng, Trương Huyền chiến lực, luôn mãi điên đảo hắn dự đánh giá. Trung niên nam nhân cùng váy đen nữ nhân, bất quá là vừa nhập hóa hình cảnh, ở trúc thị xem ra, này hai người bắt lấy một cái trúc linh, vẫn là nhẹ nhàng, chẳng sợ này trúc linh thật sự chạy trốn tới Quang Minh đảo thượng, có hai gã hóa hình cao thủ ra ngựa, Quang Minh đảo cũng bảo không dưới trúc linh. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là Trương Huyền một người, khiến cho chính mình hai người liên thủ không địch lại. Cao thủ, có thể ở một kích chi gian, nhìn ra rất nhiều đồ vật tới. Váy đen nữ nhân nghe được trung niên nam nhân nói sau, đương trường duỗi tay, bay thẳng đến trúc linh chộp tới, mà trung niên nam nhân, tắc mạnh mẽ ra tay, muốn bám trụ Trương Huyền. Hừ, cái gì cao cao tại thượng, sử dụng thủ đoạn, cũng liền như thế. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, tùy tay đánh ra một trường. Một cổ hỗn loạn hồng mang khí xoáy tụ, thẳng đến váy đen nữ nhân mà đi. Mắt thấy váy đen nữ nhân tay phải bắt đến trúc linh trên người, sinh sôi bị này khí xoáy tụ bức lui. Bên kia, Trương Huyền lại lần nữa hướng trung niên nam nhân tạp ra một quyền, đối mặt Trương Huyền này một quyền, trung niên nam nhân không dám làm bất luận cái gì chống cự, Trương Huyền nắm tay uy lực, trung niên nam nhân vừa mới đã lĩnh hội tới rồi. Trung niên nam nhân ở Trương Huyền này một quyền hạ, vừa mới làm ra né tránh động tác, liền cảm giác một trận hấp lực truyền đến. Sao có thể? Trung niên nam nhân nhịn không được kinh hô một tiếng, này hấp lực truyền đến địa phương, đúng là Trương Huyền nắm tay sở đi địa phương. Trương Huyền đánh ra khí, uy lực quá mức mạnh mẽ, đã có thể đối trung niên nam nhân thân hình tạo thành ảnh hưởng. Cao thủ so chiêu, sinh tử bất quá một cái chớp mắt chi gian, trung niên nam nhân né tránh động tác bị này cổ hấp lực thoáng một ảnh hưởng, liền làm hắn né tránh tốc độ biến chậm, tuy rằng tránh đi yếu hại vị trí, lại không có thể tránh thoát Trương Huyền này tràn ngập lực lượng một quyền. Trung niên nam nhân bị Trương Huyền một quyền nện ở ngực, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cả người đều về phía sau bay đi. Cùng lúc đó, Trương Huyền cũng là hai chân dùng sức, cả người chiều váy đen nữ nhân phóng đi. Váy đen nữ nhân thấy trung niên nam nhân tại đây ngay lập tức chi gian liền bị thua, càng là không dám cùng Trương Huyền tranh phong, bước chân liên tục lui về phía sau. Nhưng nàng lui về phía sau tốc độ, lại có thể nào mau quá Trương Huyền, Trương Huyền một tay trước chảo. Trực tiếp chảo phá váy đen nữ nhân trước người cái lồng khí, khóa trụ đối phương cổ, dùng sức nhắc tới. Váy đen nữ nhân hai chân cách mặt đất, liền khí đều vận lên không được, hai chân không ngừng loạn đẳng, duỗi tay muốn bẻ ra Trương Huyền bàn tay, lại liền Trương Huyền cánh tay thượng khí đều không thể phá vỡ. Bên kia, trung niên nam nhân thấy đồng bạn bị chảo, hét lớn một tiếng, cả người nhảy lên, lấy một cái chiến phủ thức hạ phách chiều Trương Huyền đánh úp lại. Rác rưởi. Trương Huyền trong miệng nhẹ thở, một cái tay khác, nhanh như tia chớp liền điểm tam hạ. Này tam hạ, người thường liền xem đều thấy không rõ, nhưng Trương Huyền lại rất tự tin biết, chính mình này tam hạ, phân biệt điểm ở trung niên nam nhân ba chỗ tử huyệt thượng, hơn nữa lấy khí nhập thể, đem này ba chỗ tử huyệt toàn bộ phong bế. Trung niên nam nhân cả người giống như điện giật giống nhau, động tác cứng đờ ngã trên mặt đất. Trương Huyền, người thật sự, váy đen nữ nhân gian nan phát ra âm thanh. Người thật sự, muốn cùng chúng ta. Trúc thị là địch. Vô nghĩa, Trương Huyền ngón tay dùng sức, trực tiếp bóp gãy váy đen nữ nhân cổ, đồng thời, lại nâng lên chân, thật mạnh dẫm hạ, trung niên nam nhân đầu, ở Trương Huyền này một dưới chân, giống như dưa hấu giống nhau nổ tung. Tại đây đồng thời, Trương Huyền trong mắt màu đỏ tươi, cũng chậm rãi đạm đi. Trúc Linh đứng ở một bên, như vậy huyết tinh một màn, không những không có làm nàng trong lòng sợ hãi. Ngược lại cho nàng một loại hả giận cảm giác. Lúc này đây, Trương Huyền không có lại sai người tới thu thập này hai cổ thi thể, tùy tay đem váy đen nữ nhân thi thể ném tới một bên. Đi thôi, Trương Huyền hướng Trúc Linh mở miệng. Nga, hảo, Trúc Linh sửng sốt một chút, vội vàng chạy chậm đuổi kịp Trương Huyền. Trương Huyền hai người dần dần đi xa, hai cổ thi thể, liền lặng lặng nằm ở công nghiệp viên khu, này hai cổ thi thể, là Trương Huyền cố ý lưu lại nơi này. Đi cấp phía chính phủ xem. Đều hải trúc gia. Toàn bộ trúc gia trang viên, đại môn chói chặt. Bên trong cánh cửa mấy ngày không người xuất nhập. Đại sảnh giữa,
một thân xuyên màu đen áo dài trung niên nam nhân ngồi ở chủ vị thượng, nhìn chung quanh bốn phía. Ở chủ vị phía dưới, còn đứng mười mấy cá nhân, bọn họ đứng ở chỗ này, dẫn tới không khí đều xuất hiện rõ ràng dao động, những người này, tất cả đều là ngự khí cao thủ. Làm thị tộc xếp hạng thứ 9 Trúc Thị, này trong tộc ngự khí cao thủ nhiều, viễn siêu Triệu Thị Chi Lưu. Thế nào, có tin tức sao? Ngồi ở chủ vị thượng người nọ, đúng là ngày đó độ diệt Trúc Gia khi, lấy cương đao để ở Trúc Nguyên cửu ngực người. Còn không có tin tức truyền quay lại tới, kia tiện nha đầu Huệ Chí Bảo mà chạy, không dễ tìm kiếm, bất quá hiện tại đã có thể xác định, kia tiện nha đầu liền ở Tây Bắc một cái tiểu thành thị. Một người phụ nữ trung niên nói. Chủ vị người trên gật gật đầu, lại hỏi, lão gia hỏa kia nguyện ý há mồm sao? Thứ này hắn rốt cuộc là từ đâu tìm tới, từ nào được đến tin tức? Hắn vẫn là không nói. Một người 30 xuất đầu nam nhân trả lời, lão gia hỏa mạnh miệng thực, hắn hẳn là biết, hắn muốn nói, mệnh liền không có. A, chủ vị thượng người nọ cười lạnh một tiếng, nếu hắn khi nào cảm thấy chết so tồn tại càng thoải mái thời điểm, hắn liền nguyện ý nói. Ta hiểu được. Chủ vị người trên đứng dậy, hảo, hôm nay đem các vị đều tụ lại đây, cũng không phải đơn thuần hỏi cái này chút vấn đề, là có chuyện muốn tuyên bố. Chủ vị người trên nói xong, trong đại sảnh người, tất cả đều đem ánh mắt phóng tới hắn trên người, hắn trầm ngâm một phen, theo sau mở miệng nói, lúc này đây, nếu bị lão gia hỏa kia buộc trước tiên xuất thế, tuy rằng ở cục diện thượng có chút bị động, nhưng đều không phải là không có chỗ tốt, mau chóng đem người tràn ra đi, tìm kiếm linh thạch. Tuy rằng ở cái này khí suy thời đại, linh khí khô kiệt, nhưng như cũng có rất nhiều còn chưa khai quật linh thạch đặt ở bên ngoài, kia một ngày sắp đã đến, chúng ta cần thiết muốn đuổi ở tuyệt đại bộ phận người phía trước. Này một đời, chúng ta đem tái hiện Trúc Thị huy hoàng. Toàn bộ trong đại sảnh người, trên mặt tất cả đều tràn đầy trào dâng chi sắc, bọn họ rất rõ ràng, cái gọi là kia một ngày, rốt cuộc chỉ chính là cái gì, chờ đến kia một ngày buông xuống, sở hữu thị tộc, đem sẽ không lại chịu ước thúc. Chờ đến kia một ngày buông xuống, thời đại này, sẽ trở thành thị tộc thời đại. Thả, là từ trước tới nay, thời đại tốt đẹp nhất. Một trận máy bay hành khách, từ Ngân Châu cất cánh, thẳng đến Đều Hải mà đến, 4 cái giờ sau, đáp xuống ở Đều Hải sân bay. Trương Huyền cùng Trúc Linh hai người, từ sân bay đi ra. Trúc nha đầu, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Trương Huyền vừa đi, một bên mở miệng hỏi. 9 tháng 30 hào, làm sao vậy, Trương Huyền ca? Trúc Linh nghi hoặc, không rõ Trương Huyền như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nhớ kỹ ngày này đi, Trương Huyền hít sâu một hơi, này liền xem như, ngày nghỉ trước cuồng hoan. Trương Huyền bước nhanh đi ra sân bay. Liền ở Trương Huyền đi ra sân bay kia một khắc, vô số ngồi ở sân bay thân ảnh, có nam có nữ, có già có trẻ, cơ hồ đồng thời nhích người, chiều sân bay ngoại đi đến. Chương 712 tề tụ. Thế giới ngầm từng truyền như vậy một câu. Quang Minh đảo 10 vạn địa ngục hành giả, trải rộng thế giới các nơi, nghe một người hiệu lệnh, không chỗ không ở. Lúc ấy có người từng hỏi, nếu là địa ngục hành giả tề tụ, sẽ là bộ dáng gì? Vấn đề này, cho tới nay, đều không có người có thể trả lời, bởi vì chưa từng có người gặp qua địa ngục hành giả tề tụ một màn, chưa từng có bất luận cái gì một cái ngầm thế lực, có thể làm Quang Minh đảo như thế coi trọng đối đãi, chẳng sợ vương sẽ, cũng chưa từng có. Địa ngục hành giả tề tụ một màn. Đã từng không có phát sinh, lại không đại biểu về sau sẽ không phát sinh. Đương Trương Huyền cùng Trúc Linh bước ra sân bay trong nháy mắt kia, vô số đạo thân ảnh, rậm rạp, đi theo Trương Huyền phía sau. Này đó thân ảnh, có nam có nữ, có già có trẻ, có người cẩm y hoa phục, có người quần áo tả tơi, bọn họ làm hoàn toàn bất đồng chức nghiệp, tất cả tại giờ khắc này, bước ra tương đồng nện bước. Trương Huyền đi tuốt đàng trước phương, hắn phía sau đi theo đám người. Tựa như một con hung thú miệng khổng lồ, Trương Huyền sở chỉ chỗ, đó là bọn họ lưỡi đao sở hướng chỗ. Đều Hải trên đường phố, tử quán nội, thương trường chung, một đạo lại một đạo bóng người, tại đây trong lúc nhất thời, nghĩ cùng cái địa phương tụ tập. Một thân thuần trắng hán phục tương lai, ngồi ở khách sạn phòng cửa sổ sát đất trước, trà lau phần lưng kéo dài ra pháo quản, đột nhiên gian, tương lai đồng tử co rụt lại, mặt mang mỉm cười, mở ra cửa phòng, bước đi ra ngoài. Đương tương lai bước ra khách sạn đại môn một khắc, một đạo lại một đạo thân ảnh, từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến nàng phía sau. Tương lai sải bước, chiều một phương hướng đi đến. Đều Hải Phổ Giang Thượng, một con thuyền du thuyền cập bờ. Một người đầu chọc bạch nhân đại hán nhảy xuống bong tàu, dừng ở bến tàu, vô số con thuyền cập bờ, rậm rạp thân ảnh từ trên thuyền hiện thân,
cùng đầu chọc đại hán cùng nhau, chiều Trúc Gia Trang viên phương hướng đi đến. Phí Lôi Tư dẫn theo một cái công văn bao, từ bao nội lấy ra một phen bỏ túi màu bạc súng lục, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Vòng thành cao tốc thượng, một chiếc lại một chiếc xe tải chạy nhanh mà qua, Alex trong tay loan đao lập lòe hàn mang. Một thân phết đất váy dài nguyệt thần, hấp dẫn vô số tầm mắt, nàng bổn cao quý thánh khiết, lại nhân trong tay roi dài, mang theo một cổ dã tính. Một chiếc Aston Martin 47 chạy nhanh ở trên đường phố, một tờ dây thanh khởi một trận nổ vang, Bạch Trì trong miệng ngậm một cây xì gà, một tay bắt lấy tay lái, một phen màu đen đại đao, an tĩnh nằm ở bên cạnh hắn trên ghế phụ. Ám kim sắc áo choàng bị gió thổi khởi, tóc đỏ kỳ dị tạo hình chịu chỉ không ngừng. Điều hải trên đường phố đột nhiên xuất hiện này rất nhiều quỷ dị một màn, tự nhiên khiến cho phía chính phủ chú ý. Đủ loại điện thoại, đã đánh bạo điều hải phía chính phủ máy bàn. Cùng lúc đó, Quang Minh đảo điện thoại, cũng vang vọng không ngừng. Quản gia Peace khoan thai tiếp khởi điện thoại, thị tộc quát tháo, đây là thế giới ngầm chiến tranh, chú ý, ta nói chính là, chiến tranh. Hỏa đã đốt tới Hoa Hạ, các ngươi cũng nên lấy ra lúc trước hiệp nghị, lại hảo hảo xem nhìn. Peace nói xong, không đợi đối phương có cái gì hồi phục, liền trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Đều hải, Trúc Gia Trang Viên. Trang viên đại môn trói chặt, Trúc thị thượng trăm thành viên, đều đãi ở trang viên nội, này trang viên trải qua Trúc Gia kinh doanh, chẳng sợ không ra khỏi cửa, cũng hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Ai, ngươi đừng nói, kia lão xương cốt miệng còn rất ngạnh, móng tay đều cho hắn lột sạch, liền câu tiếng kêu thảm thiết đều không có. Chính là, cái này làm cho ta thực khó chịu a. Hai gã Trúc thị trẻ tuổi, nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm. Ngươi nói chúng ta lần này xuất thế, quang diệt một cái Trúc Gia sao? Này không ý gì a, lần trước tộc trưởng thế nào cũng phải làm đem người toàn giết, một cái nữ cũng chưa lưu, làm đến một chút việc vui đều không có. Lần sau chúng ta nhưng đến nhiều lưu điểm tâm, ta nghe nói, cái này thế tục thế lực, có cái kêu Quang Minh đảo, kia mặt trên nữ nhiều thực a, đủ loại đều có. Người nói chúng ta ngày nào đó sát thượng Quang Minh đảo, đem những cái đó cô bé toàn lưu lại, mỗi ngày đổi hưởng dụng, kia mới là nhân sinh một đại khoái sự. Ha ha, một cái thế tục thế lực mà thôi, chỉ cần tộc trưởng không ước thúc người ta, chỉ là hai ta, là có thể đem này thế lực toàn bộ tiêu diệt. Hoặc là nói, thế tục một đám con kiến, nói thật, ta đều có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn đến, này đó thế tục thế lực nhìn thấy chúng ta thì tộc khi kia kinh hãi ánh mắt. Cái gì thế giới đệ nhất, đều là đàn rác rưởi mà thôi. Hai gã Trúc thị thanh niên, cất tiếng cười to, trò chuyện lên, không kiêng nể gì, phảng phất ở bọn họ trong mắt, chỉ cần không phải thị tộc, liền giống như heo chó. Liền ở hai gã thanh niên tiếng cười to hạ. Trúc gia kia màu đỏ thắm ngoài cửa lớn, có một cái rộng mở đại đạo. Trước kia, này đại đạo trước, tổng hội tụ tập rất nhiều người, tới phản Trúc gia tầng này quan hệ, từ lần trước Trương Huyền sau khi xuất hiện, Trúc lão gia tử tự mình lên tiếng, nơi này đã không ai dám tới. Xoạch, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân, đạp lên Trúc gia trước cửa này đại đạo thượng. Theo này một đạo tiếng bước chân xuất hiện, rậm rạp tiếng bước chân, đi theo vang lên. Nếu từ trên cao đi xem, kia rậm rạp thân ảnh, giờ phút này đang từ bốn phương tám hướng, hướng này nói tụ tập mà đến. Trương Huyền đi tuốt đàng trước phương, mỉm cười mở miệng, tới. Lão đại, có thể không tới sao, Trúc lão nhân tuy rằng cũ kỹ điểm, người kỳ thật cũng không tệ lắm, tổng không thể nhìn Trúc ra, liền như vậy bị người khi dễ đi. Tương lai phát ra thanh thúy thanh âm. Tóc đỏ khoác hắn ám kim sắc áo choàng, đi ở Trương Huyền phía sau, này cũng không phải cái thứ nhất thị tộc. Phí Lôi Tư vừa đi tới, một bên đem hắn thượng thân tây trang cởi ra, tùy tay một ném, kia bỏ túi súng lục ở trong tay hắn không ngừng đánh toàn. Nguyệt thần cầm trong tay roi dài đi tới, vứt đi kia thánh giới cảm giác, tràn ngập một loại dã tính khác thường mỹ cảm. Đầu chọc đại hán hải thần mắng một hàm răng trắng, dẫn theo hắn kia với hải hạ 3.000 mễ chỗ vớt đi lên thủy thủ đao. Alex phía sau cõng hai thanh trăng tròn loan đao, ở hắn đem này đối xong đao gỡ xuống nháy mắt, phát ra một trận kim thiết vang lên tiếng động. Lão đại, như thế nào sát? Bạch Trì vai kháng màu đen đại đao, bước đi tới. Như thế nào sát? Trương Huyền phát ra một đạo cười khẽ thanh, đương nhiên là, một cái không lưu. Một trương màu đen mặt quỷ mặt nạ, bị Trương Huyền từ phía sau gỡ xuống, mang ở trên mặt. Cùng thời gian, tương lai đám người, cũng đều mang lên mặt nạ. Kia đi theo bọn họ phía sau vô số thân ảnh, đồng dạng từ phía sau lấy ra mặt nạ mang lên.
Một trận kim thiết vang lên, tiếng động vang lên, mỗi người, ở mang lên mặt nạ nháy mắt, từ phía sau lấy ra một phen lưỡi dao sắc bén, cầm ở trong tay, chỉ xéo mặt đất. Bạch Chỉ giơ lên đại đao, hét lớn một tiếng, lấy trúc thị máu, tế điện, trúc gia vong hồn. Bạch Chỉ này một tiếng, phóng lên cao. Còn đãi ở trúc gia trang viên nội trúc thị mọi người, rành mạch, nghe thế một tiếng hô, cái này làm cho bọn họ trong lòng giật mình. Hai gã nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm trúc thị trẻ tuổi ánh mắt lộ ra nghi hoặc, theo sau hét lớn một tiếng, người nào tại đây kêu gào. Giết các ngươi người. Chương 713 chiến. Phanh một tiếng trọng vang. Trúc gia cửa lớn sơn son đỏ chịu một cổ ngoại lực, trực tiếp băng khai. Trúc thị kia hai gã trẻ tuổi vừa muốn có điều động tác, liền cảm giác cả người đều không thể nhúc nhích, không phải bọn họ không thể, mà là không dám. Một cổ nồng đậm sợ hãi tâm lý áp bách bọn họ, làm cho bọn họ nhấc không nổi một chút sức lực tới. Trước mặt thân ảnh, mang đến áp lực, dường như một tòa núi lớn, kia trương mặt quỷ mặt nạ, sinh động như thật, răng nanh triển lộ, muốn ăn thịt người huyết nhục. Ngươi, một người trúc thị người trẻ tuổi đánh nha run, không phải bọn họ quá yếu, là trước mặt người này, mang đến uy áp quá cường. Thị tộc không ra, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng chung quy kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Trương Huyền bị nhân xưng làm địa ngục quân vương, chết ở hắn thủ hạ người, chồng chất lên, tuyệt đối có thể xếp thành một tòa tiểu sơn, chẳng sợ không đi nói chuyện, chỉ là cái loại này cảm giác áp bách, liền đủ để cho người thường sợ hãi. Trương Huyền không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp đánh ra song quyền, oanh bạo hai người đầu, máu tươi vẩy ra. Người nào dám tới ta trúc thị kêu gào, một người trúc thị trung niên nam nhân lao ra, hắn có ngự khí cảnh thực lực. Tu hú chiếm tổ. Cũng dám hô to gọi nhỏ, Bạch Chỉ lăng không chém ra một đao, hỗn loạn một cổ sắc bén đến cực điểm khí, thẳng đến tên này trúc thị trung niên nam nhân mà đi. Ở vô số linh thạch vận thượng đảo sau, đại trưởng lão không có do dự, đem linh thạch toàn bộ tụ với tán linh trận nội, ở nồng đậm linh khí hạ, Bạch Chỉ tự nhiên mà vậy được đến đột phá, hắn vốn là không phải cái gì kẻ yếu, thân là thủ lăng nhất tộc hậu đại, hắn huyết mạch, là phi thường cường đại, không có ngự khí, chỉ là kém một cái cơ hội mà thôi. Vô số thân ảnh từ các phương hướng dũng mãnh vào trúc gia đại viện, chém giết chạm vào là nổ ngay. Trúc thị người, cũng không có toàn bộ tập trung ở trúc gia, giờ phút này ở trúc gia trang viên nội, chỉ có hơn 100 người, đương vô số địa ngục hành giả giết lại đây lúc sau, trực tiếp sinh ra tính áp đảo sát phạt. Trừ bỏ đứng đầu ngự khí cấp cao thủ, trúc thị ở nhân số thượng muốn so quang minh đảo nhiều bên ngoài, bình thường võ giả, chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Trúc thị ở chỗ này. Tổng cộng có vượt qua 10 tên ngự khí cấp cao thủ, mà quang minh đảo bên này, bởi vì trên đảo nồng đậm linh khí nguyên nhân, Bạch Chỉ đám người, toàn bộ đạt tới ngự khí, tuy rằng thời gian so đoạn, nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn không phải trúc thị này đó ngự khí cao thủ có thể so sánh. Kia trúc thị trung niên nam nhân, hiển nhiên so Bạch Chỉ tiến vào ngự khí muốn sớm quá nhiều, nhưng giờ phút này ở Bạch Chỉ một phen đại đao dưới, chỉ có thể kế tiếp bại lui. Một người hắc sam trung niên. Đạp với hư không phía trên, thanh như chuông lớn, người nào, dám cùng ta trúc thị làm càn. Chết! Này hắc sam trung niên ánh mắt chừng, một phen 3 mét khí hình trường đao, cùng trong hư không hình thành, thẳng tắp chém về phía mặt đất. Này khí hình trường đao xuất hiện là lúc, ngay cả chung quanh không khí đều cấp rút cạn, có thể thấy được uy lực của nó chi cường, nếu làm này chém xuống, quang minh đảo tất nhiên thương vong vô số. Hai chỉ mãnh hổ từ mặt đất vọt lên, thẳng đến kia trường đao mà đi. Cắn xé trụ sống dao. A, hắc sam trung niên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía hai chỉ mãnh hổ sở đánh tới địa phương, không nghĩ tới, quang minh đảo thế nhưng có thể giúp Tô gia xuất đầu, nhìn dáng vẻ, ta bài đến Ngân Châu hai người, đã chết đi. Này từng trương mặt quỷ mặt nạ, đại biểu cho quang minh đảo thân phận. Trương Huyền cũng một bước tiến lên, đạp không dựng lên. Thời gian dài như vậy, Trương Huyền đối khí khống chế càng ngày càng thuần thục. Cũng có thể giống còn lại hóa hình cao thủ giống nhau, đem khí tụ với dưới chân. Hai người đứng ở không trung, như vậy hành động, ở người thường trong mắt, kia đó là tiên nhân chi tư, nhưng hóa hình cao thủ tự thân lại rõ ràng, này bất quá là đơn giản nhất thủ đoạn, võ chi nhất đạo, phải đi lộ, còn rất dài. Một quả ám kim sắc nhẫn bị Trương Huyền mang ở trên tay, hai người lăng không mà đứng, cách không tương vọng. Hắc sam trung niên nhìn mắt Trương Huyền trên tay ám nhẫn vàng, mở miệng nói. Không hổ là lục tiên sinh truyền nhân, ngươi đang ở thế tục, cũng có thể đạt tới hóa hình, nhìn dáng vẻ, lục tiên sinh để lại cho ngươi truyền thừa, không ở số ít. Trương Huyền cười lạnh một tiếng,
theo hắc sam trung niên nói đi xuống, Lục lão nhân để lại cho ta đồ vật, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Hắc sam trung niên trong ánh mắt nhiều vài phần ngưng trọng, hắn không biết Trương Huyền lời này chung, có vài phần thật giả, nhưng Lục tiên sinh thân phận, không thể không làm hắn sinh ra kính sợ, chẳng sợ người đã chết, cũng sẽ làm hắn không dám coi khinh, rốt cuộc, hắn vốn dĩ cho rằng chỉ là một cái bình thường võ giả Trương Huyền, thế nhưng có hóa hình cảnh thực lực, mang đến người, cũng có mấy tên ngự khí. Hắc sam trung niên lắc lắc đầu, chúng ta Trúc thị, vô tình cùng Lục tiên sinh một mạch là địch. À, Trương Huyền phát ra một tiếng cười khẽ, người hay là, không biết Lục lão nhân thân phận. Các ngươi thị tộc, công nhiên đối cổ võ thế gia ra tay, theo ý ta tới, chính là ở khiêu khích Lục lão nhân uy tín. Ngươi hiểu lầm, hắc sam trung niên giải thích nói, chúng ta Trúc thị cùng Trúc gia, vốn chính là cùng huyết mạch, này bất quá là chúng ta nhà mình sự mà thôi. Nhà mình sự, đó là diệt Trúc gia mãn môn, lại có hai chỉ mãnh hổ, từ Trương Huyền phía sau hiện lên. Hắc sam trung niên mày nhăn lại, ngươi đây là, thật muốn cùng chúng ta Trúc thị là địch. Là ngươi Trúc thị, muốn cùng toàn bộ cổ võ là địch. Trương Huyền phía sau, hai chỉ mãnh hổ đều xuất hiện. Hắc sam trung niên đôi tay vung lên, hai thanh khí hình trường đao, tụ với hắn đôi tay phía trên, này trường đao sắc bén dị thường, hư không một hoa, kia chính mở ra bồn máu mồm to mãnh phác mà đến mãnh hổ, liền tiêu tán ở không trung. Trương Huyền ánh mắt một ngưng, hắn có thể nhìn ra tới, cái này hắc sam trung niên thực lực, vượt qua chính mình dĩ vãng gặp được bất luận cái gì một người cao thủ. Hắc sam trung niên hét lớn một tiếng, nếu ngươi khăng khăng muốn chiến, ta đây Trúc thị, liền bồi ngươi một trận chiến. Hắc sam trung niên múa may song đao, lăng không hướng Trương Huyền đánh tới. Loại này lăng không chém giết phương pháp, là đạt tới hóa hình cao thủ thí nghiệm đối thủ thực lực một loại thủ đoạn, nếu không có nội khí dày đặc người, tuyệt đối không dám ở không trung chiến đấu. Rốt cuộc, hóa hình cao thủ đi ở không trung, đều không phải là nhẹ nhàng, mỗi một bước bước ra, đều tương đương với đánh ra một cổ khí. Hắc sam trung niên sẽ không rơi xuống đất, hắn liền muốn nhìn một chút, này Lục tiên sinh truyền nhân. Rốt cuộc mạnh như thế nào, ở bên trong khí hồn hậu phương diện, hắc sam trung niên có tuyệt đối tự tin, chính mình tu luyện nhiều năm, sao có thể so ra kém một người tuổi trẻ người. Đối mặt hắc sam trung niên thế công, Trương Huyền căn bản không sợ, ở hắn từ điển, chưa từng có sợ hãi hai chữ, đối mặt không biết đối thủ, đối mặt cường với chính mình đối thủ, Trương Huyền ở lúc ban đầu lý niệm chung, đó là nghĩ cách giết chết đối phương. Bụng khí xoáy tụ bay nhanh chuyển động, Trương Huyền bước ra một bước. Đồng thời chiều hắc sam trung niên sát đi. Hắc sam trung niên trong tay hai thanh khí đao, sắc bén dị thường, nhưng làm được giết người với vô hình. Trương Huyền thục thông bách ra quyền pháp, tay niết hổ hạc song hình, khi thì lại hóa thành bọ ngựa, khi thì như xà, khi thì như chim ưng. Ngắn ngủn thời gian, hai người liền lẫn nhau đếm rõ số lượng 10 chiêu. Ha ha, không hổ là Lục tiên sinh truyền nhân, như thế tuổi, liền có như vậy thực lực, đặt ở ta Trúc thị giữa. Đương vì trẻ tuổi đệ nhất nhân, đáng tiếc. Hắc sam trung niên ánh mắt âm ngoan, một đao đâm thẳng Trương Huyền ngực. Chương 714 Thiên Liên. Đối mặt hắc sam trung niên này một đao, Trương Huyền nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt tịnh là vẻ mặt ngưng trọng, hắn vừa mới đánh ra vô số hình thú, nhưng lại vô pháp cấp đối phương tạo thành một chút ít thương tổn, thậm chí liền đối phương đao võng đều đột phá không được, này đó hình thú liền ở đối phương đao mang hạ toàn bộ tiêu tán. Trương Huyền rất rõ ràng, chính mình nắm giữ khí thời gian, vẫn là quá ngắn, thả không có một hợp lý tu luyện phương hướng, muốn có điều tăng lên, tất cả đều đến dựa chậm rãi sơ soạng. Phía trước thực lực, đối phó những cái đó xếp hạng dựa sau thị tộc, còn có thể xem, nhưng hiện tại đối mặt này thứ 9 Trúc thị, liền có chút không đủ. Phải biết rằng, Trúc thị hiện tại đang ở Trúc gia, chỉ là cực nhỏ bộ phận một ít người, càng nhiều người, còn ở thị tộc giữa, trước mặt cái này hắc sam trung niên, có thể mang đội ra tới. Ở Trúc thị giữa, khẳng định rất có địa vị, nhưng tuyệt đối là người mạnh nhất, so với hắn cường người, còn có rất nhiều. Hắc sam trung niên tuy rằng khẩu thượng nói không nghĩ cùng Trương Huyền là địch, nhưng hạ khởi tay tới, lại là chiêu chiêu đều hướng Trương Huyền yếu hại mà đi. Lại là hai chỉ mãnh hổ phát ra, giúp Trương Huyền giải vây, làm Trương Huyền hiểm chi lại hiểm tránh khỏi hắc sam trung niên đâm tới hai đao. Hắc sam trung niên thế công phá lệ hung mãnh, hai thanh vô hình khí nhận. Làm Trương Huyền kế tiếp bại lui. So với Trương Huyền bên này hoàn cảnh xấu, Bạch Trì đám người, nhưng thật ra lấy được ưu thế. Tuy rằng Trúc thị ngự khí cao thủ càng nhiều, nhưng Bạch Trì đám người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ở nhân số kém hạ,
còn có thể đua cái ngang tay, mà càng nhiều địa ngục hành giả, tắc đã lấy được tính áp đảo thắng lợi, những cái đó trúc thị bình thường võ giả, toàn bộ nuốt hận đao hạ, rốt cuộc, nhân số sai biệt, quá lớn. Này đó địa ngục hành giả phân tán hướng Tô gia các địa phương, tiến hành thảm thức siêu tầm. Thực lực tuy rằng không như thế nào, nhưng không thể không nói, quản lý thực đúng chỗ sao. Hắc Sam trung niên cười lạnh một tiếng, một phen khí hình cự nhận, lặng lẽ ở Trương Huyền phía sau hình thành, lưỡi dao nhắm ngay Trương Huyền giữa lưng. Đối mặt này Hắc Sam trung niên, Trương Huyền cảm thấy có chút cố hết sức, nhưng cũng không có cái loại này tuyệt vọng, hắn ở tự hỏi, rốt cuộc như thế nào mới có thể đột phá đối phương đao võng. Đến đây đi, làm ta nhìn nhìn lại, Lục tiên sinh truyền thừa, rốt cuộc mạnh như thế nào. Hắc Sam trung niên lại lần nữa múa may khí nhận, chiều Trương Huyền đánh tới. Đối mặt Hắc Sam trung niên khí nhận, Trương Huyền theo bản năng đó là né tránh, vừa vận hình vừa mới động, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Không tốt, Trương Huyền trong lòng giật mình, cả người cơ bắp chấn động, một tầng cái lồng khí nháy mắt bao trùm toàn thân. Này cái lồng khí vừa mới hình thành, một cổ cực cường xuyên thấu lực từ Trương Huyền giữa lưng đánh úp lại, khí nhận đâm thủng Trương Huyền hộ thể cái lồng khí. Thời khắc mấu chốt, Trương Huyền mãnh vừa quay người, nguyên bản thứ hướng hắn giữa lưng khí nhận, cắt qua Trương Huyền ống tay áo, mang theo một mảnh huyết nhục, máu tươi tức khắc từ Trương Huyền cánh tay chảy ra. Ai nha nha, Hắc Sam trung niên vẻ mặt ý cười nhìn Trương Huyền, nhìn dáng vẻ, người giống như cũng không có được đến Lục tiên sinh chân truyền đâu, là Lục tiên sinh không hảo hảo giáo ngươi cái này duy nhất truyền nhân đâu, vẫn là ngươi vẫn luôn ở gạt ta, Lục tiên sinh, căn bản, liền chưa cho ngươi lưu lại truyền thừa đi. Hắc Sam trung niên nói đến lúc này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trương Huyền nhanh chóng duỗi tay điểm ở chính mình bả vai hai nơi huyệt vị thượng, ngừng máu tươi, ở hiện tại loại này cao cường độ chiến đấu hạ, khí huyết dâng lên, nếu không ngừng trụ máu tươi lưu động, tuyệt đối sẽ bởi vì máu sói mòn mà dẫn tới suy yếu. Lão đại, mặt đất chiến đấu Bạch Chỉ nhìn đến trên không phát sinh một màn, kinh hô một tiếng. Trương Huyền đối này vẫy vẫy tay, theo sau ánh mắt nhìn thẳng Hắc Sam trung niên, tỉ mỉ nhìn đối phương thủ đoạn. Hắc Sam trung niên trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh, đối trong hư không phất phất tay, làm Lục tiên sinh truyền nhân, chỉ là chạy không thể được đâu. Theo Hắc Sam trung niên phất tay động tác, một đạo lại một đạo khí nhận, tự trong hư không hình thành, rậm rạp, chừng mấy trăm nói, bất quá chủy thủ lớn nhỏ, lại các sắc bén, chém sắt như chém bùn. Trương Huyền có thể rõ ràng bắt giữ đến này đó khí nhận hình thành, đem chính mình hoàn toàn toàn vây quanh lên, kia mũi nhọn. Chẳng sợ cách không khí, Trương Huyền đều có thể minh minh xác xác cảm nhận được. Hắc Sam trung niên duỗi khởi cánh tay, mở ra bàn tay, ta rất muốn biết, kế tiếp, ngươi nên như thế nào trốn đâu. Hắc Sam trung niên nhếch miệng, mắng ra một hàm răng trắng, đồng thời, hắn bàn tay niết quyền, vô số rậm rạp khí nhận, ở Hắc Sam trung niên niết quyền trong nháy mắt, toàn bộ chiều Trương Huyền bắn nhanh mà đến, che trời lấp đất. Vươn khí nhận vòng vây nội Trương Huyền, căn bản không chỗ né tránh. Khí nhận sở tản mát ra mũi nhọn, dung hợp đến cùng nhau, còn chưa tới Trương Huyền phụ cận, khiến cho Trương Huyền cảm nhận được một trận mãnh liệt xé rách cảm. Đây là, hóa hình đứng đầu cao thủ sao? Trương Huyền trong lòng kinh hãi, Hắc Sam trung niên phát ra ra công kích, ra ngoài hắn dự kiến, hắn không nghĩ tới, khí thế nhưng có thể làm được như vậy, cách không khống khí, cách không công kích, có thể làm được điểm này, lý luận đi lên giảng, chỉ cần có cũng đủ hùng hậu khí, chỉ cần đối khí nắm giữ trình độ cũng đủ chính xác. Như vậy, đem có thể làm được lấy người thủ cấp với ngàn dặm ở ngoài. Nhìn ở vào khí nhận vòng vây Trương Huyền, Hắc Sam trung niên phảng phất đã nhìn đến Trương Huyền chết vào loạn nhận dưới một màn. Một đạo khí nhận cắt qua Trương Huyền hộ thể cái lồng khí, cắt qua Trương Huyền cổ áo, chém về phía Trương Huyền cổ, liền tại đây nói khí nhận sắp tiếp xúc đến Trương Huyền cổ thời điểm, lại giống như lâm vào vũng bùn giống nhau, vô pháp lại đi tới một bước. Bao gồm còn lại trăm nói khí nhận, cũng đều là như thế. Rõ ràng đã tới rồi Trương Huyền phụ cận, lại không cách nào đối Trương Huyền tạo thành đinh điểm thương tổn. A, à, nhìn dáng vẻ thực sự có hiệu đâu. Trương Huyền tiếng cười, từ loạn nhận giữa vang lên, hắn ngữ khí giữa, tràn ngập một loại nhẹ nhàng cảm giác. Sao có thể, nguyên bản tươi cười đầy mặt Hắc Sam trung niên, giờ phút này trừng lớn hai mắt, trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, tràn ngập kinh hãi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền đỉnh đầu, kia có một đóa hoa sen, đang đứng ở nở rộ trạng thái. Hoa sen tưới xuống từng sợi như có thực chất khí mang, chính là này đó khí mang, ngăn cản ở Hắc Sam trung niên phát ra ra khí nhận. Thiên liên, người sao có thể, ngừng tụ ra thiên liên.
Hắc Sam trung niên giờ phút này, như là nhìn thấy trong cuộc đời nhất không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, không có khả năng. Thiên Liên sớm hẳn là biến mất, không có khả năng tái xuất hiện. Nguyên lai thứ này kêu trời liên a. Trương Huyền nhẹ nhàng cười, không thể không nói, ngươi công kích như vậy phương thức, đích xác làm ta giải thích nghi hoặc không ít đâu, cho ta cung cấp không ít linh cảm. Trương Huyền nâng lên một bàn tay, phóng tới đỉnh đầu kia nhiều hoa sen thượng, theo sau nhẹ nhàng một nắm, một mảnh cánh hoa, bị Trương Huyền niết ở trong tay. Trương Huyền nhìn trong tay cánh hoa, tản ra một loại trong suốt quang hoa, hắn đem cánh hoa nhắm ngay Hắc Sam trung niên, dùng tay nhẹ nhàng bắn ra, liền tại đây bắn ra hạ, cánh hoa giống như ra thương viên đạn giống nhau, hướng Hắc Sam trung niên bắn nhanh mà đi, ở cánh hoa sở trượt trên đường, sở hữu khí nhận, giống như gặp được thiên địch giống nhau, toàn bộ tiêu tán. Chương 715 Thiên Liên. Một mảnh cánh hoa sen, làm vô số khí nhận tiêu tán, mang theo một cổ thẳng tiến không lùi chi thế, thẳng đến Hắc Sam trung niên mà đi. Tại đây cánh hoa sen bắn nhanh nháy mắt, Hắc Sam thanh niên trong lòng không có một chút muốn chống cự ý tưởng, hắn trong đầu thanh âm nói cho hắn. Chạy! Hắc Sam trung niên không có chần chờ, nháy mắt chiều mặt đất rơi đi, kia phiến cánh hoa sen, có thể nói là xoa Hắc Sam trung niên ngọn tóc bay qua. Theo sau đánh trúng Hắc Sam trung niên phía sau trúc gia chủ thính. Cánh hoa sen đánh trúng chủ thính sau, không có một chút tiếng vang. Một giây, hai giây, ba giây. Đương đệ tứ giây thời điểm, trúc gia chủ thính bỗng nhiên xuống phía dưới sụp đổ một đoạn, có thể nhìn đến, trúc gia chủ thính vách tường tại đây một khắc toàn bộ vỡ ra, theo anh một tiếng trọng vang, băng chia liệt tích, đá vụn đầy trời. Chỉ là nho nhỏ một mảnh cánh hoa sen. Liền ở khoảnh khắc chi gian đem một đống kiến trúc hoàn toàn phá hủy, cường đại như vậy lực phá hoại, làm Hắc Sam trung niên nhịn không được nuốt nước miếng, này một kích nếu là đánh vào trên người mình, sẽ là cái gì hậu quả? Thiên Liên uy lực, quả thực danh bất hư truyền. Trương Huyền phất tay, mang theo một mảnh hoa quang, đầy trời khí nhận toàn bộ tan đi. Trương Huyền như là phát hiện cái gì có ý tứ sự tình giống nhau, hắn vẫn luôn cũng chưa nghĩ đến, này đóa hoa sen, nếu còn có thể như vậy dùng. Ở vừa mới cùng Hắc Sam trung niên trong chiến đấu, Trương Huyền thông qua đối phương công kích hình thức, cảm nhận được khí một loại đặc tính, hay thay đổi tính. Trương Huyền nếm thử tính tháo xuống một mảnh cánh hoa sen, không nghĩ tới thật đúng là thành, hơn nữa có thể tạo thành như thế đại uy lực. Không nghĩ tới, lúc trước Lục tiên sinh đều không phải là chủ động tan đi thiên liên, mà là đem thiên liên truyền cho ngươi. Hắc Sam trung niên trong mắt tràn ngập ngưng trọng cùng kiêng kỵ chi sắc. Trương Huyền đôi mắt nhíu lại. Cho tới nay, hắn đối đầu đỉnh này hoa sen hình thành cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc, hiện tại nghe tới, đây là Lục lão nhân chuyên môn để lại cho chính mình. Chỉ là, Lục lão nhân rốt cuộc là như thế nào làm, mới có thể làm này hoa sen ở chính mình đỉnh đầu hình thành. Trương Huyền lắc lắc đầu, hiện tại không phải tự hỏi chuyện này thời điểm, trọng trung chi trọng, là trước bại trước mắt người này. Thiên liên quang hoa hộ thể, làm Trương Huyền hiện tại có một loại không chỗ nào cố kỵ cảm giác. Hắc Sam trung niên nhất hữu hiệu công kích thủ đoạn, rốt cuộc vô pháp cấp Trương Huyền tạo thành một chút uy hiếp. Trương Huyền giấu ở mặt nạ hạ khóe miệng gợi lên, nếu này Hắc Sam trung niên có thể cách không khống khí, kia chính mình, giống nhau có thể làm được. Sở dĩ có thể nặn ra mãnh hổ, nãi quyền ý giữa sở chứa, nếu nói như vậy. Chết! Trương Huyền hét lớn một tiếng, cả người lăng không sát hướng Hắc Sam nam nhân. Hắc Sam trung niên cầm trong tay hai thanh khí nhận, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền. Không dám có một chút ít đại ý, chính mình chỉ cần thoáng bị ngày đó liên đánh chúng, liền sẽ thân bị trọng thương. Nguyên bản Hắc Sam trung niên tuyệt đối nghiền áp tình thế, ở thiên liên sau khi xuất hiện, hoàn toàn xoay ngược lại đây. Trương Huyền trong tay nặn ra các loại hình thú, ở hắn tiếp cận Hắc Sam trung niên trước, một hổ một con hạc liền hình thành, đồng thời, Trương Huyền lại lần nữa đánh ra một quyền, một con linh xà phun tin, ẩn nấp đến không khí giữa, tùy thời khả năng từ bất luận cái gì địa phương xuất hiện. Cho Hắc Sam trung niên một đòn chí mạng. Liên tiếp tam đại hình thú đều hiện, phối hợp Trương Huyền bản nhân, hướng Hắc Sam trung niên sát đi. Hắc Sam trung niên vũ ra một mảnh đao võng, lại bị thiên liên hộ thể Trương Huyền nhẹ nhàng phá rớt, này liền như là thuộc tính thượng tuyệt đối nghiền áp, một chi nho nhỏ ngọn lửa, là có thể bậc lửa thành phiến rơm rạ. Mãnh hổ hướng Hắc Sam trung niên đánh tới, linh hạc dương cánh mà tường, Hắc Sam trung niên lui về phía sau lẩn tránh thương tổn. Lại bị một con linh xà từ phía sau đánh úp lại. Hắc Sam trung niên lại lần nữa tập ra song nhận, lấy song nhận xé rách linh xà, kết quả bị mãnh hổ bắt được phần vai, xé xuống một khối to huyết nhục.
Hắc Sam trung niên trong lòng biết này vô pháp lại đánh tiếp, đối phương có được thiên liên, bản thân liền lập với bất bại chi địa, lấy chính mình hóa hình cảnh lực lượng, tuyệt đối vô pháp đột phá thiên liên phòng hộ, muốn giết hắn, cần thiết hóa hình trở lên cao thủ ra tay mới được. Hắc Sam trung niên nghĩ đến đây, trong lòng bắt đầu sinh lưu ý, thấy Trương Huyền lại lần nữa công tới, hắn đơn giản ở trước ngực bán một chỗ sơ hở, đem khí ngưng tụ tại đây. Đương Trương Huyền một quyền oanh thượng Hắc Sam trung niên ngực khi, Hắc Sam trung niên nương Trương Huyền quyền thượng truyền đến cự lực, nhanh chóng lui về phía sau, thẳng đến Trúc Gia Trang viên ngoại chạy tới. Trương Huyền không hề nghĩ ngợi, bay thẳng đến Hắc Sam trung niên đuổi theo. Về thiên liên, Trương Huyền tuy rằng không biết thứ này cụ thể là cái gì, nhưng Hắc Sam trung niên phản ứng cùng lời nói cho Trương Huyền, này tuyệt đối là thứ gì ghê gớm, một khi đã như vậy, việc này liền tuyệt đối không thể truyền ra đi, người này, cần thiết đến chết. Liền ở Trương Huyền truy kích Hắc Sam trung niên đồng thời, Bạch Chỉ cầm trong tay màu đen đại đao, chảm rớt đối thủ đầu, một người trúc thị ngự khí cao thủ, nuốt hận Bạch Chỉ đao hạ. Bạch Chỉ thở hổn hển, hướng không trung hét lớn, lão đại, tìm được trúc lão nhân, hắn còn chưa có chết. Đêm này rửa sạch sạch sẽ, dẫn bọn hắn hồi đảo. Trương Huyền giao đãi một tiếng, đuổi theo ra Trúc Gia Trang viên ngoại. Hắc Sam trung niên ra Trúc Gia, một đường bôn đào, hắn có nào đó cố kỵ, không dám trực tiếp lấy khí đạp không mà đi, chỉ có thể chân dẫm mặt đất. Trương Huyền cũng không có lựa chọn tiếp tục đạp không, này kinh thế hãi tục một màn nếu bị người nhìn đến, tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Hai người một trước một sau, truy đuổi ở đều hải trên đường cái, tốc độ cực nhanh. Một chạy một đuổi, Hắc Sam trung niên bả vai không ngừng tưới xuống máu tươi, Hắc Sam trung niên nhìn mắt trước người dày đặc đám người, trong lòng hung ác, chui vào đám người giữa, này tuy rằng sẽ làm hắn bôn đào tốc độ biến chậm, nhưng chung quanh có nhiều như vậy người thường, Hắc Sam trung niên liệu định Trương Huyền không dám tùy ý ra tay. Hắc Sam trung niên sở chạy địa phương, đều là đám người nhất dày đặc địa phương, làm quốc tế hóa đại đô thị, đều hải cơ hồ mỗi một chỗ, đều có thể nói là kín người hết chỗ. Hắc Sam trung niên chạy mau 10 phút, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có lại nhìn đến Trương Huyền thân ảnh, cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tại đây loại dòng người dày đặc địa phương, muốn hoàn thành truy tung, phi thường khó khăn, thực dễ dàng liền sẽ đem người truy ném. Hắc Sam trung niên thả chậm bước chân, từ góc áo xé xuống một sợi mảnh vải, cố nén đau đớn, đem bả vai băng bó lên, xem chuẩn phương hướng, chiều một đống đại lâu đi đến. Kia đại lâu ở đều hải phi thường thấy được. Là phụ cận tối cao một đống lâu, mái nhà đỗ một trận phi cơ trực thăng, thuộc về Trúc Thị. Hắc Sam trung niên lúc này mục tiêu, chính là kia giá phi cơ trực thăng. Mọi nơi nhìn thoáng qua, Hắc Sam trung niên cúi đầu, đi vào đại lâu giữa, không có đi thang máy, mà là lựa chọn thang lầu thông đạo, chậm rãi hướng về phía trước đi. Ở đi đến lầu ba chỗ ngoặt thời điểm, một cổ hàn ý đột nhiên tập thượng Hắc Sam trung niên trong lòng, hắn theo bản năng bước chân triệt thoái phía sau, theo sau nhìn đến. Liền ở chính mình vừa mới sở trạm địa phương, xuất hiện một phen trói lọi lưỡi dao. Là ngươi, Hắc Sam trung niên nhìn chằm chằm trước mắt cầm trong tay lưỡi dao người, đúng là đã gỡ xuống mặt nạ Trương Huyền. Này trên lầu có người yêu cầu đồ vật sao? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Ngươi như thế nào sẽ biết ta tại đây? Hắc Sam trung niên hít sâu một hơi. Nói thật, ngươi muốn vẫn luôn hướng không ai địa phương chạy, ta còn không nhất định truy thượng ngươi, bất quá ở trong thành thị sao? Trương Huyền thưởng thức trong tay lưỡi dao sắc bén, ta có không dưới 10 loại phương pháp tìm được ngươi, sau đó làm thịt ngươi. Chương 716 truy đuổi. Lưỡi dao sắc bén quang mang hiện lên, thẳng chỉ Hắc Sam trung niên cổ. Hắc Sam trung niên đôi tay ngưng khí, một trường đánh ra, lại không cách nào đối Trương Huyền hình thành bất luận cái gì ảnh hưởng, Trương Huyền bên ngoài thân quang hoa, hoàn toàn đem Hắc Sam trung niên khí cấp triệt tiêu. Hắc Sam trung niên minh bạch, chính mình bằng vào khí là vô pháp xúc phạm tới trước mặt người này, chỉ có thể dựa vào quyền cước công phu. Nhưng luận quyền cước công phu, này Hắc Sam trung niên, lại sao có thể là Trương Huyền đối thủ, trước không nói Trương Huyền thục thông bách ra quyền pháp, liền nói kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không phải Hắc Sam trung niên có thể so sánh. Ở hàng hiên cái này nhỏ hẹp không gian nội, Hắc Sam trung niên hiểm chi lại hiểm tránh đi Trương Huyền công kích, nhưng hắn có thể làm, cũng giới hạn trong tránh né, vô pháp làm được bất luận cái gì một chút hữu hiệu phản kích. Trương Huyền ở gần người công kích lực lượng thượng, là hoàn toàn nghiền áp Hắc Sam trung niên. Hắc Sam trung niên xem chuẩn thời cơ, hướng bên cạnh lối đi nhỏ đột nhiên một phát, chạy ra nhỏ hẹp hàng hiên mảnh đất, giờ phút này hắn quần áo đã bị cắt mở mấy đạo khẩu tử,
trên người cũng ẩn ẩn truyền đến đau đớn, không cần xem đều biết bị không ít đau thương. Hắc Sam trung niên Sở Tiến này đống đại lâu, là một đống thương nghiệp đại lâu, 5 tầng dưới, cơ hồ đều là chút cửa hàng, mỹ thực, giải trí linh tinh thương gia, mà lại hướng lên trên, còn lại là một ít tư nhân chung cư. Hiện tại hắn thân ở 4 tầng, nơi này nơi nơi đều là thương gia, Trương Huyền đuổi theo ra tới sau, cũng vô pháp lại đem lưỡi dao sắc bén cầm ở trong tay, vũ cái đao hoa, trong tay lưỡi dao sắc bén bị Trương Huyền gấp lên, giấu ở cổ tay áo chung. Hắc Sam nam nhân lao tới sau, không có bất luận cái gì tự hỏi, tùy tiện tìm cái phương hướng liền bắt đầu chạy như điên, hắn trong lòng là thật sự sợ hãi, liền ở vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được Trương Huyền trên người kia phân sát ý. Làm một cái hóa hình cao thủ đứng đầu, Hắc Sam nam nhân có thể có hôm nay, trả giá thật lớn nỗ lực, lánh đời mấy chục năm, thị tộc xuất thế sắp tới, vinh hoa phú quý liền ở trước mắt, hắn tuyệt đối không cam lòng chính mình hôm nay liền nuốt hận ở chỗ này. Trương Huyền gắt gao truy ở Hắc Sam nam nhân phía sau, loại này truy đuổi chiến, ở Trương Huyền này 10 năm giữa, trải qua quá nhiều trở về. Hắc Sam trung niên mắt thấy Trương Huyền khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, mạnh mẽ xô đẩy trước người người, chửi ầm lên nói, lăn, mau cút ra. Lầu 4 một nhà vật lộn huấn luyện trung tâm nội. Một người huấn luyện viên chính lòng tràn đầy vui mừng nhìn chính mình trước người 10 tên tú sắc khả san nữ học viên, ở này đó nữ học viên trước mặt ra sức triển lãm chính mình cơ bắp. Muốn học vật lộn, muốn trả giá so người khác càng nhiều nỗ lực. Vật lộn huấn luyện viên dùng sức một chân đá vào trước người bao cát thượng, kia lực lượng cường đại cảm tràn ngập ở 10 tên nữ học viên trong lòng, xem này 10 tên nữ học viên tâm hoa nộ phóng, trong miệng kêu hảo soái linh tinh nói. Vật lộn huấn luyện viên nghe trong lòng vui mừng, các người muốn làm được như vậy, có chút khó khăn, phải biết rằng, này bao cát là ta đặc chế, nếu không có cực cường kiến thức cơ bản, căn bản vô pháp đá động này bao cát. Vật lộn huấn luyện viên lại là một chân, đá đến này bao cát lay động không thôi, 10 tên nữ học viên mắt mạo tinh quang. Vật lộn huấn luyện viên ho khan một tiếng, đang chuẩn bị lại lần nữa mở miệng thời điểm, liền thấy vật lộn quán đại môn bị người một phen đẩy ra. Một người quần áo rách nát trung niên nam nhân từ bên ngoài cuống quýt chạy trốn tiến vào. Người đang làm gì? Vật lộn huấn luyện viên hét lớn một tiếng, chiều Hắc Sam trung niên đi đến. Lan, Hắc Sam trung niên một phen đẩy ra vật lộn huấn luyện viên. Kia dáng người cường tráng vật lộn huấn luyện viên, liền như vậy nhẹ nhàng bị Hắc Sam trung niên đẩy đến trên mặt đất. Cái này làm cho vật lộn huấn luyện viên sắc mặt phi thường khó coi, tại như vậy nhiều nữ học viên trước mặt, chính mình lại là như vậy mất mặt. Đang lúc vật lộn huấn luyện viên chuẩn bị đứng dậy tìm Hắc Sam trung niên phiền toái thời điểm, hội quán đại môn lại một lần bị người đẩy ra, Trương Huyền từ bên ngoài vọt tiến vào. Âm hồn không tan, Hắc Sam trung niên hét lớn một tiếng, đem kia vật lộn huấn luyện viên khuynh tẫn toàn lực mới có thể đá động bao cát trực tiếp xách lên, theo sau cách không hướng Trương Huyền tạp tới. Một màn này, xem vật lộn huấn luyện viên là trừng lớn đôi mắt, này bao cát nhưng có mấy trăm cân a, liền như vậy bị người nhẹ nhàng ném văng ra. Đối mặt này bay tới bao cát, Trương Huyền nhanh chóng một chân đá ra, trực tiếp đem này bao cát đá bạo, một khắc đều không ngừng lưu, chiều Hắc Sam trung niên đuổi theo. Hắc Sam trung niên phá khai một phiến cửa sổ, phi thân nhảy đi ra ngoài. Trương Huyền cũng là đi phía trước một phát. Đương hai người toàn bộ biến mất ở vật lộn trong quán thời điểm, vật lộn trong quán người, còn không có phản ứng lại đây, tên kia vật lộn huấn luyện viên ngây ra như phỗng nhìn bị Trương Huyền một chân đá bạo bao cát, này. Này rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng a? 10 tên tú sắc khả san nữ học viên ở nhìn đến Trương Huyền đá bạo bao cát một màn sau, lại xem kia dáng người kiện thạc vật lộn huấn luyện viên khi, trong lòng đã không có vừa mới cái loại này kính nể, vừa mới tên kia thanh niên, mới là thật sự soái bạo a. Hắc Sam trung niên lao ra cửa sổ sau, dừng ở một chỗ thương nghiệp phòng nóc nhà thượng, bắt đầu chạy như điên, mỗi một gian thương nghiệp phòng chi gian đều có 3-4 mễ khoảng cách, đối mặt này đủ để cho người thường dừng bước khoảng cách. Hắc Sam nam nhân không có một chút do dự, đi nhanh nhảy qua đi. Trương Huyền gắt gao đi theo Hắc Sam trung niên phía sau, tại đây nóc nhà triển khai truy đuổi. Họ Trương, người thật muốn đem sự làm tuyệt sao? Hắc Sam trung niên phát ra giống to. Các ngươi tàn sát trúc gia mãn môn kia một ngày, có từng ngẫm lại cái gì là đem sự làm tuyệt? Trương Huyền giấu ở trong tay áo lưỡi dao sắc bén một lần nữa cầm ở trong tay, hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng Hắc Sam trung niên tới gần. Hắc Sam trung niên lớn tiếng nói, người đã kế thừa thiên liên, hà tất muốn để ý những cái đó con kiến chết sống, người có càng rộng lớn thiên địa, thì tộc mới là người bằng hữu, những cái đó cổ võ thế gia, bất quá là một đám đáng chết người.
À, Trương Huyền cười nhạo một tiếng, một đám không dám xuất thế người, nhưng vẫn tự xưng là cao nhân nhất đẳng. Đều không phải là không dám xuất thế, chỉ là không tới thời điểm. Kia vẫn là không dám. Trương Huyền một cái khởi nhảy, đuổi theo Hắc Sam Trung Niên, một đao chiều đối phương giữa lưng chém tới. Hắc Sam Trung Niên không kịp né tránh, sinh sôi bị Trương Huyền này một đao hoa khai phần lưng, kia làn da bị xé rách đau đớn làm hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, đang ở chạy trốn thân hình cũng là một cái lảo đảo. Trương Huyền không cho Hắc Sam Trung Niên phản ứng cơ hội, lại lần nữa một đao đâm tới, thẳng chỉ Hắc Sam nam nhân giữa lưng, cho dù là hóa hình cao thủ, trái tim bị đâm thủng, cũng đến nuốt hận. Đối mặt Trương Huyền này một đao, Hắc Sam Trung Niên đầu cũng không dám hồi, thân thể trực tiếp một cái trước phát, hướng nóc nhà phía dưới tải đi. Họ Trương, không thể không nói, ở bạn cùng lứa tuổi giữa, ngươi thực ưu tú, nhưng, vẫn là có chút quá non. Hắc Sam Trung Niên phát ra một trận tiếng cười to. Trương Huyền nhìn chăm chú liếc mắt một cái, liền ở Hắc Sam Trung Niên rơi xuống phía dưới, một chiếc xe rác đang từ cách đó không xa sửa tới, lấy Hắc Sam Trung Niên tốc độ, hoàn toàn có thể dừng ở này chiếc xe rác thượng rời đi, đây là hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Trương Huyền tâm sinh nôn nóng, thật muốn làm này Hắc Sam Trung Niên chạy, lại muốn bắt hắn, liền có chút quá khó khăn, chính mình có được Thiên Liên Sự, cũng sẽ bị bại lộ ra đi. Đang lúc Trương Huyền trong lòng nôn nóng thời điểm, liền thấy Hắc Sam Trung Niên trên mặt tươi cười bỗng nhiên một đốn, theo sau hắn toàn bộ thân mình, từ không trung tách ra, phảng phất bị nào đó lưỡi dao sắc bén cắt thành hai tiết. Chương 178 thần ẩn hình pháp sử. Một màn này phát sinh, là Trương Huyền như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắc Sam Trung Niên thân thể tự phần eo bị chảm khai, trào ra vô số máu tươi, rơi trên sử tới xe rác thượng. Quang Minh đảo Trương Huyền, tùy ý đối thị tộc ra tay, chém giết Trúc Thị Trúc Phương, lý nên vấn tội. Thần ẩn hội tân tấn hội viên Trương Huyền, phá hư thần ẩn hội quy củ, phán ngục 3 năm, tức khắc chấp hành. Thần ẩn khống chế trật tự, Trương Huyền phá hư trật tự, đơn phương xé bỏ thủ tục. Sử dụng Quang Minh đảo công nhiên tàn sát thị tộc, phán ngục 6 năm, phán xua tan Quang Minh đảo. Cộng phán Trương Huyền, bỏ tù 9 năm, giao trách nhiệm giải tán Quang Minh đảo sở hữu tài sản, từ thần ẩn hội tiếp quản, đãi Trương Huyền ra tù, cho trả lại. Bốn đạo thân ảnh, toàn thân khoác lụa hồng sắc trường bào, từ bốn cái bất đồng phương hướng, chiều Trương Huyền đi tới. Này bốn người, mỗi một người, đều mang cho Trương Huyền như núi áp lực. Trương Huyền cũng vào lúc này minh bạch, kia Hắc Sam Trung Niên rốt cuộc vì sao mà chết. Trương Huyền, ta nãi thần ẩn hội hình phạt xử, người cũng biết tội. Một người đi đến Trương Huyền trước người, nhìn chằm chằm Trương Huyền, tại đây nhân thân sau, một phen khí trạng trường kiếm, trôi nổi tại đây. Người này duỗi tay, chụp vào này đem khí trạng trường kiếm, đương hắn tay cùng chuôi kiếm tiếp xúc nháy mắt, khí trạng trường kiếm tức khắc hóa thành màu lam nhạt. Trương Huyền đồng tử co rụt lại, đây là, có nhan sắc khí. Tại đây đem màu lam nhạt trường kiếm thượng, Trương Huyền cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp, hắn có loại trực giác, chẳng sợ Thiên Liên hộ thể quang hoa, cũng ngăn không được này đem khí kiếm. Người này đem khí kiếm cầm ở trong tay, mũi kiếm thẳng chỉ Trương Huyền, người cũng biết tội. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Trương Huyền dùng ánh mắt đánh giá quanh thân, hiện tại chính mình đường lui, bị bốn người này hoàn toàn phong kín. Các ngươi trong lòng biết bụng danh, này Trúc Thị Trúc Phương, rốt cuộc chết ở trong tay ai. Cầm kiếm người hơi hơi mỉm cười, thần ẩn hội quy củ, không phải mỗi người đều nhưng phá hư, nếu ngươi đã nhận tội, liền đền tội đi. Từ hôm nay trở đi, Quang Minh đảo hết thảy, đem từ chúng ta tới trưởng quản. Trương Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng, cái gì quy củ, đơn giản chính là những người này, coi trọng Quang Minh đảo. Đến nỗi thần ẩn hội này mấy người là coi trọng Quang Minh đảo cái gì, Trương Huyền không cần tưởng cũng biết, tất nhiên là kia từng khối linh thạch. Lần trước Trương Huyền đối Triệu Thị ra tay thời điểm, liền minh bạch, mỗi một cái thị tộc sinh động địa phương, đều có thần ẩn hội người trông giữ, lần này Trúc Thị tiêu diệt Trúc gia, thần ẩn hội sao có thể không biết, bọn họ không có quản chuyện này, đơn giản chính là đang đợi. Chờ chính mình ra tay. Trải qua nhiều lần chiến đấu, Trương Huyền càng ngày càng minh bạch linh thạch tầm quan trọng, không riêng gì không có đạt tới ngự khí người yêu cầu linh thạch tới cảm thụ khí, càng là cường đại cao thủ, liền càng yêu cầu linh thạch. Trương Huyền, đền tội, thần ẩn hội người này một trưởng hướng Trương Huyền chụp tới. Ở đối phương một trưởng này hạ, Trương Huyền cảm giác chính mình bốn phương tám hướng sở hữu đường lui đều bị phong kín,
trong cơ thể khí, càng là bị toàn phương vị áp chế, căn bản vô pháp phát ra. Lúc ấy ở trên đảo cảm giác vô lực, lại một lần tràn ngập Trương Huyền trong lòng. Thế giới này, vẫn luôn cũng không thiếu mệt cường giả, chỉ là chính mình, cho tới nay, tiếp xúc quá ít. Trương Huyền đem bàn tay tiến trong túi, bắt lấy chính mình kia kiểu cũ di động, dùng sức nhéo, kiểu cũ di động nháy mắt ở Trương Huyền trong tay hóa thành bột mịn. Trương Huyền này rất nhỏ động tác nhỏ, nháy mắt đã bị cầm kiếm người sở chú ý tới, hắn một trường phách về phía Trương Huyền ngực, đồng thời hét lớn một tiếng, ngươi làm cái gì? Trương Huyền bị đối phương một trường này chụp phi mấy thước xa, quăng ngã ở một khác tòa thương nghiệp phòng nóc nhà thượng. Trương Huyền chỉ cảm thấy yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi phun vãi ra, bất quá trên mặt hắn, lại là mang theo tươi cười. Một cái con kiến thôi, không sao cả hắn làm cái gì, trước lấy linh thạch. Lại một người thần ẩn hội người mở miệng, liền thấy hắn nhẹ nhàng nhảy, theo sau đi vào Trương Huyền trước người, một trưởng đối Trương Huyền phần đầu chụp đi. Trương Huyền trước mắt tối sầm, cả người không còn có bất luận cái gì chi giác, trực tiếp ngã xuống. Ở hôn mê trước kia một khắc, Trương Huyền trong lòng chỉ có một cảm giác, khuất nhục. Mấy người này, đem chính mình coi như con kiến giống nhau, đánh chửi tùy tâm. Thần ẩn hội bốn người, xem đều lại không thấy đã ngất xỉu Trương Huyền liếc mắt một cái. Cầm kiếm người nọ đem trong tay khí kiếm tản mất. Kế tiếp như thế nào làm, trực tiếp làm thịt tiểu tử này, chỉ sợ mặt trên sẽ có dị nghị, rốt cuộc hắn cũng là thần ẩn hội một viên, lần này ra tay, tuy rằng không có trải qua trình tự, nhưng cũng xem như sư xuất có nguyên nhân. Sát cũng không phải không thể giết, chẳng qua, không thể từ chúng ta bốn người động cái này tay. Cầm kiếm người nọ mở miệng. Ý của ngươi là, giao cho Trúc Thị, này chỉ sợ cũng không ổn. Nếu việc này bại lộ đi ra ngoài, người ta bốn người cũng trốn không thoát can hệ. Đúng vậy, hơn nữa, tiểu tử này là áo tang chiêu tiến vào, nếu làm được quá phận, áo tang người kia, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Đến tưởng một cái vạn toàn chi sách, có thể giết hắn, chúng ta bốn người nói ra đi, cũng là chính đại quang minh. Ba người một câu, cuối cùng đem ánh mắt phóng hướng phía trước cầm kiếm người nọ trên người, chờ đợi hắn nói chuyện. Cầm kiếm người nọ cười cười, đương nhiên không phải đem hắn giao cho thị tộc trong tay, các ngươi chẳng lẽ đã quên, địa ngục tồn tại sao? Đương cầm kiếm nam nhân nói ra địa ngục hai chữ khi, dư lại ba người, đồng thời thân thể chấn động, kinh hô ra tiếng, ánh mắt lộ ra vài phần hoảng sợ, có thể làm này ba người đều sợ hãi địa phương, có thể nghĩ, có bao nhiêu khủng bố. Cầm kiếm nam nhân theo như lời địa ngục, đúng là thần ẩn hội giữa một cái đại lao, kia đại lao tồn tại xa xăm, không ai biết. Này lao là khi nào kiến thành, từ đầu đến cuối, tiến vào này trong nhà lao người, liền không còn có ra tới quá, mà này địa ngục đến hôm nay mới thôi, đã có gần trăm năm không có mở ra qua, chỉ có tội ác tày trời người, mới có thể bị thần ẩn hội quan tiến địa ngục giữa. Người nói, muốn đem tiểu tử này đưa đến trong địa ngục. Đương nhiên, cầm kiếm người nọ khóe miệng gợi lên một mà tàn nhẫn tươi cười, hắn không phải được xưng địa ngục quân vương sao, vậy đem hắn, đưa vào kia địa ngục giữa hảo. Xem hắn cái này địa ngục quân vương, ở chân chính địa ngục giữa, gặp qua thế nào? Ha ha, có ý tứ, hắn tự mình cùng Trúc Thị khai chiến, đơn phương xé bỏ điều ước, này cũng coi như là gần trăm năm tới lớn nhất hành vi phạm tội, trục xuất địa ngục, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Vậy trước đem hắn trục xuất địa ngục, theo sau người ta mấy người, sát hướng kia quang minh đảo, này đó con kiến, nhưng không xứng có được linh thạch. Không tồi. Bốn người hơi tính toán. Theo sau nắm lên Trương Huyền, nhảy xuống nóc nhà, biến mất ở chỗ này. Trúc gia trang viên nội, giờ phút này trừ bỏ đầy đất thi thể bên ngoài, không có một cái vật còn sống, chẳng sợ liền chim bay, đều đã chịu này tận trời huyết khí ảnh hưởng, không dám dừng lại. Trúc thị mười mấy danh ngự khí cao thủ, toàn bộ nuốt hận tại đây, thượng trăm đệ tử, cũng đều ngã xuống nơi này. Trang viên cổng lớn, một người sắc mặt âm trầm, đi vào trang viên nội, nhìn trước mắt một màn. Cắn răng nói, quang minh đảo. Lục tiên sinh truyền nhân lại như thế nào, ta muốn các ngươi, trầm với kia biển sâu hạ. Chương 179 đảo nhỏ lưu lạc kế hoạch. Lúc này đây, Trương Huyền sát thượng Trúc Thị, bất đồng với phía trước như vậy ẩn nấp, hoàn toàn là gióng trống khua chiêng mà đến, hơi chút có điểm thế lực người, đều biết việc này rốt cuộc là ai làm. Ở rời xa Hoa Hạ Châu Phi, có như vậy một mảnh sa mạc, nó bị dân bản xứ xưng là bất quy lộ, ngõ cụt. Truyền thuyết vào nơi đó người, không còn có tồn tại ra tới quá. Ở châu Phi truyền thuyết, nó được xưng là liền vu sư đều không thể hàng phục tà ác linh hồn.
Này phiến sa mạc, được xưng là Tác Tô Tư Phất Lôi. Tác Tô Tư Phất Lôi sa mạc, sớm đã biến thành một mảnh không người khu vực, ngay cả chim bay, cũng không dám tại đây trên sa mạc đặt chân. Một trận phi cơ xử tới rồi Tác Tô Tư Phất Lôi trên sa mạc không. Cabin môn mở ra, bốn cái thân khoác lụa hồng bào thân ảnh từ phi cơ chung đi ra, đứng ở không trung nhìn phía dưới. Địa ngục nhập khẩu, liền ở chỗ này đi. Hẳn là sẽ không sai. Một người hư không nắm chặt, nắm một phen màu lam nhạt trường kiếm, chậm rãi mở miệng, ta nãi thần ẩn hội thần phạt xử Chu Lam, hiện đem tội nhân Trương Huyền, trụy với 18 tầng địa ngục giữa, kết tội người Trương Huyền, bỏ tù 9 năm. Chu Lam múa may trong tay trường kiếm, thẳng tắp chém về phía mặt đất, hắn cách mặt đất có mấy chục mễ cao, lại nhẹ nhàng đem mặt đất chảm khai một đạo vết nứt. Vết nứt chung quanh, cát đất không ngừng hướng vết nứt lưu động, lại như thế nào đều không thể đem vết nứt ngừng, ngược lại xuất hiện vết nứt, đang không ngừng như tầm ăn lên chung quanh cát đất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng. 10 giây sau, một nửa kính 5 mét màu đen hố sâu, xuất hiện tại đây mênh mông vô bờ sa mạc giữa. Này hố sâu, chỉ cần xem một cái, đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh, giống như đi thông thế giới một cái khác duy độ. Bốn gã thần ẩn hội hình pháp sử, ở nhìn đến này hố sâu khi, trong mắt cũng là xuất hiện sợ hãi chi sắc. Chu Lam tan đi trong tay trường kiếm, lại vung tay lên, một con màu lam bàn tay to trống rỗng xuất hiện, duỗi nhập cabin nội, đem lâm vào hôn mê trung Trương Huyền chảo ra. Đi! Chu Lam trong miệng khẽ quát một tiếng, bàn tay khổng lồ dùng sức múa may, đem Trương Huyền ném vào kia hố sâu giữa. Trương Huyền lấy cực nhanh tốc độ tài nhập hố sâu. Đột nhiên, một trận cuồng bạo tiếng cười từ trong hố sâu vang lên. Ha 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 ha, ha 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 ha, 137 năm, suốt 137 năm, địa ngục lại nghênh đón tân thành viên, vài vị thần phạt xử đại nhân, không xuống dưới làm khách sao? Chúng ta đây chính là có thượng thế kỷ rượu ngon đâu. Không chung bốn gã thần phạt xử sắc mặt biến đổi. Chu Lam quát lớn, không cần, chờ các ngươi khi nào có thể phá tan này địa ngục nhà giam, lại nói uống rượu sự cũng không muộn. Chu Lam nói xong, lập tức hướng bên cạnh ba người nói, đi. Bốn người nhanh chóng hướng cabin nội toàn đi. Hố sâu nội thanh âm lại lần nữa vang lên, ha ha ha. Này địa ngục nhà giam lại như thế nào, vài vị thần sử đại nhân tới một chuyến không dễ dàng, liền uống một chén lại đi đi. Cùng với thanh âm này, một con chừng hơn 20 mễ lớn lên màu đen bàn tay to, đột nhiên ở không trung hình thành, chiều kia giá phi cơ chộp tới. Mau, đi. Phi cơ nội bốn gã thần sử nhìn phía sau hình thành bàn tay to, ánh mắt kinh hãi. Phi cơ phun ra một trận mãnh liệt dòng khí, sắp tới sắp sửa bị bàn tay to bắt được nháy mắt, bỗng nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Bốn gã thần sử đại tùng một hơi, liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, bọn họ phía sau lưng, đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Kia rốt cuộc là cái gì quái vật, hắn khí thế nhưng có thể đột phá nhà giam. Ít nhất, cũng là phụ thần cảnh cường giả, này trong địa ngục mặt quan. Các là quái vật, tuổi nhỏ nhất, đều có 150 tuổi. Lâu như vậy bất tử, bọn họ trừ bỏ tu luyện, vẫn là tu luyện. Nhìn dáng vẻ, kia Trương Huyền lần này, là chết không có chỗ chôn. Chu Lam nhìn phía sau dần dần tiêu tán màu đen bàn tay to, trên mặt treo lên một mặt vừa lòng tươi cười. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi tiếp quản kia Quang Minh đảo đi, theo ta phải đến tin tức, nơi đó đã là một mảnh linh khí dư thừa nơi A. Bốn gã thần sử. Trên mặt toàn mang theo thực hiện được tươi cười. Lúc này, khoảng cách cùng Trúc Thị đại chiến, đã qua đi cả ngày thời gian. Quang Minh đảo thượng, linh khí như có thực chất, nếu tại đây hút thượng một hơi, đều sẽ cảm giác cả người thông thấu, trên đảo tụ tập rậm rạp thân ảnh, phân tán tại thế giới các nơi địa ngục hành giả, tất cả đều bị Peace chiêu trở về. Bạch Trì cùng tương lai chờ Quang Minh đảo vương giả, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng đứng ở đảo biên. Đây là ra cái gì đại sự? Đại trưởng lão thấy trên đảo đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Bạch Trì đám người sắc mặt cũng đều không thích hợp. Bạch Trì ánh mắt nhìn về phía phương xa, thật là đã xảy ra chuyện. Quang Minh đảo chung quanh, rậm rạp chiến hạm ngừng ở nơi này, tất cả đều vươn pháo quản, tùy thời làm tốt khai chiến chuẩn bị. Hải thần cầm trong tay hắn kia đem màu lam thủy thủ đao, đứng ở chiến hạm nhất bên ngoài, sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Các ngươi lần này đánh bất ngờ Trúc Thị, là đã xảy ra chuyện sao? Đại trưởng lão suy đoán nói, không rõ ràng lắm, Bạch Trì lắc lắc đầu, bất quá hiện tại có thể xác định chính là, lão đại đã xảy ra chuyện. Trương Tiểu Hữu, đại trưởng lão thần sắc cả kinh,
hắn đã sớm nhìn ra tới, Trương Huyền là này tòa đảo linh hồn, hiện giờ, Trương Huyền thế nhưng đã xảy ra chuyện. Tương Lai cầm trong tay một cái máy tính bảng, ngón tay không ngừng ở mặt trên điểm, vẻ mặt ngưng trọng nói, ổn định hệ thống chuẩn bị xong, hệ thống động lực chuẩn bị xong, năng lượng sung túc. Hảo, Bạch Trì gật gật đầu, cầm lấy một cái bộ đàm, ra tiếng nói, Hải Thần, cho chúng ta mở đường đi. Ở Bạch Trì này thanh rơi xuống sau, vô số chiến hạm, bắt đầu chiều đảo nhỏ bên kia cấp tốc chạy tới, đó là, thông hướng biển rộng càng sâu chỗ địa phương. Vô số chiến hạm đồng loạt sử động, mang theo tảng lớn sóng biển. Tương Lai, đi thôi. Bạch Trì lại lần nữa ra tiếng. Ân, Tương Lai gật gật đầu, ngón tay ở máy tính bảng thượng liền điểm. Một trận mãnh liệt lay động cảm, từ mọi người dưới chân truyền đến, toàn bộ quang minh đảo mặt đất, đều tại đây một khắc phát ra chấn động. Đây là, đại trưởng lão nhìn dưới chân mặt đất, cách đó không xa hải mặt bằng, đang ở chậm rãi giảm xuống. Ở đảo nhỏ thành lập là lúc, liền từng chuẩn bị tốt lưu lạc kế hoạch. Bạch Trì sắc mặt bình tĩnh mở miệng, quang minh đảo đại biểu ngụ ý quá nhiều, chạm vị trí quá cao, lão đại trước nay đều không cho rằng quang minh đảo có thể vô địch khắp thiên hạ, cho nên, liền có đảo nhỏ lưu lạc kế hoạch. Đảo nhỏ lưu lạc, đại trưởng lão trong miệng lẩm bẩm này bốn chữ. Tảng lớn nước biển bị kích động dựng lên, đại trưởng lão rõ ràng cảm nhận được, chính mình dưới chân mặt đất, đang ở thong thả di động, hướng về biển rộng chỗ sâu trong. Vô số công suất cường đại đẩy mạnh khí, chính hướng trong biển phóng ra cao cường độ phản tác dụng lực, chứa đựng ở trên đảo đại lượng nguồn năng lượng, cũng đủ này tòa đảo, ở mặt biển lưu lạc mấy năm thời gian. Bạch Trì cùng Tương Lai đám người, nhìn tiệm ly xa dần mặt biển, trong mắt nhiều chút lo lắng, bọn họ ở lo lắng, lúc này Trương Huyền, thế nào? Trương Huyền cái kia di động, chính là một cái tín hiệu truyền khí, đương Trương Huyền bóp nát di động nháy mắt, liền cấp Bạch Trì đám người truyền lại một cái tin tức, khai triển đảo nhỏ lưu lạc kế hoạch. Thần ẩn hội thần phạt sử lực lượng quá mức cường đại, chẳng sợ chỉ là vừa mới hiện thân, liền không thể không làm Trương Huyền khởi động cái này kế hoạch, hắn minh bạch. Nếu thật muốn làm thần phạt sử đăng đảo, như vậy toàn bộ quang minh đảo, cũng liền hủy. Chương 719 đảo trầm. Thần ẩn hội thần phạt sử lực lượng quá mức cường đại, chẳng sợ chỉ là vừa mới hiện thân, liền không thể không làm Trương Huyền khởi động cái này kế hoạch. Hắn minh bạch, nếu thật muốn làm thần phạt sử đăng đảo, như vậy toàn bộ quang minh đảo, cũng liền hủy. Cho nên, đương Trương Huyền ở trong túi bóp nát di động thời điểm, Bạch Trì đám người, cũng đã ở chuẩn bị này đảo nhỏ lưu lạc kế hoạch. Quang minh đảo ở mặt biển tốc độ dần dần biến mau, có hải thần hạm đội ở phía trước mở đường, vì cả tòa đảo nhỏ lớn nhất trình độ giảm bớt lực cản, dần dần, cả tòa đảo nhỏ, biến mất tại đây phiến mặt biển, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Bóng đêm dần dần thâm. Một trận phun khí thức tàu lượn, dừng ở nguyên quang minh đảo địa chỉ cũ thượng. Cabin môn mở ra, bốn gã hồng bào thân ảnh đi ra, phiêu phù ở mặt biển thượng, trong mắt mang theo nghi hoặc. Sao lại thế này, đảo đâu? Ký lục thượng biểu hiện, liền ở cái này địa phương mới đúng. Chung quanh lục soát một chút. Bốn người qua lại liếc nhau, phân biệt chiều bốn cái bất đồng phương hướng lăng không phóng đi, nửa giờ sau, một lần nữa cùng nơi này tụ tập. Không tìm được. Bọn họ trốn đi. Thật là một đám giảo hoạt lão thử. Chu Lam hừ lạnh một tiếng, duỗi tay niết quyền, làm cho bọn họ trước chạy đi, xem bọn hắn có thể chạy bao lâu. Bọn họ chịu khai cổ võ thế gia đại hội, còn thừa không đến một tháng thời gian liền phải chịu khai, chờ đến lúc đó, lại đưa bọn họ một lưới bắt hết. Bốn người mang theo tức giận, cưỡi phi cơ rời đi. Đương đêm khuya, có một chi ngàn người đội ngũ, tới gần quang minh đảo nơi, chi đội ngũ này từ vô số con thuyền tạo thành, này con thuyền thượng, viết một cái chúc tự. Tộc trưởng, chúng ta như thế nào làm? Ở nhất dẫn đầu con thuyền thượng, một người thanh niên, đi đến bong tàu thượng. Hướng một nam nhân trung niên hỏi. Này trung niên nam nhân, đúng là Trúc thị tộc trưởng, Trúc Hoa Thái. Trúc Hoa Thái sắc mặt xanh mét, mắt nhìn phía trước, mở miệng nói, làm mọi người, hiện tại xuống nước, phàm là chứng kiến người, toàn bộ giết không tha. Chưa từng có cái nào ngầm thế lực, còn đụng vào thị tộc uy nghiêm, càng đừng nói, là thị tộc giữa đứng hàng thứ 9 Trúc thị. Trúc Hoa Thái bên cạnh thanh niên gật gật đầu, đem lời nói truyền đi xuống. Mười mấy phút sau, kia thanh niên một mảnh nôn nóng chạy đến Trúc Hoa Thái bên cạnh, mở miệng nói, gia chủ, tìm không thấy. Cái gì tìm không thấy? Kia tòa đảo tìm không thấy. Cái gì? Trúc Hoa Thái sắc mặt biến đổi, cả người phóng lên cao, lăng với không trung, nhìn xuống dưới chân hết thảy,
lại không có thấy trong tưởng tượng kia tòa đảo. Trúc Hoa Thái rơi xuống trên thuyền, sắc mặt không vui nói, sao lại thế này, có phải hay không tình báo có lầm? Không phải, thanh niên lắc lắc đầu, gia chủ, vừa mới được đến tin tức, thần ẩn hội người, hôm nay giống như đã tới. Thần ẩn hội, Trúc Hoa Thái sắc mặt biến đổi, hay là thần ẩn hội đối này Quang Minh đảo ra tay? Rất có khả năng, thanh niên gật đầu, cho tới nay, thần ẩn hội đều đem chính mình đặt ở một cái cực cao vị trí thượng, tự xưng là thế giới này trật tự người thủ hộ, Quang Minh đảo tự mình đối chúng ta phái ra đi người động thủ, đã phá hủy thần ẩn hội quy củ, lấy thần ẩn hội thực lực, tiêu diệt như vậy một cái thế tục thế lực, vẫn là nhẹ nhàng, ta thậm chí đều hoài nghi, chúng ta phái ra đi những người đó, rốt cuộc có phải hay không chết ở Quang Minh đảo thủ hạ, bằng vào một cái bình thường thế tục thế lực, còn không có kia phân thực lực. Trúc Hoa Thái mặt mang suy tư, không phải không có cái này khả năng, rốt cuộc muốn nói một cái Quang Minh đảo, liền giết ta Trúc Thị 10 dư danh ngự khí cao thủ, cũng quá không hiện thực, nếu thần ẩn hội ra tay, đảo có khả năng, cho tới nay, thần ẩn hội đều là một cái thánh nhân tư thái, lần này chuyên môn lấy Quang Minh đảo ra tới đỉnh bao, đảo cũng là bọn họ nhất quán diễn xuất. Trương Huyền trở thành thần ẩn hội viên một chuyện, này đó thì tộc thành viên là không biết, nghe nói nhìn thấy thần ẩn hội thân ảnh sau. Tự nhiên mà vậy đem những việc này đều liên tưởng đến thần ẩn hội trên đầu. Nếu thần ẩn hội đã ra tay, ta chỉ có thể nói, tính này Quang Minh đảo vận khí tốt. Trúc Hoa Thái nhìn đen nhánh mặt biển trên không, đi thôi, phỏng chừng mấy ngày sau, thần ẩn hội người, liền sẽ đã tìm tới cửa. Trúc Thị Đại Quân, thay đổi đầu thuyền. Thị tộc kéo dài trăm năm, bọn họ nội tình có bao nhiêu sâu, không ai biết, giống như là này đứng hàng thứ 9 Trúc Thị. Nhẹ nhàng ở Hoa Hạ ở ngoài hải vực điều tới nhiều như vậy con thuyền, này đó là nội tình một loại. Bởi vì Quang Minh đảo cường thế ra tay, về Trúc gia bị giết một chuyện, dưới mặt đất thế giới giữa, giống như một hồi gió lốc, nháy mắt thổi quét toàn bộ Hoa Hạ, tại đây đồng thời, thị tộc hai chữ, cũng dần dần xuất hiện ở này đó thế giới ngầm võ giả trong mắt. Trúc gia ở Hoa Hạ cổ võ gia tộc giữa, kiểu gì địa vị? Trừ bỏ kinh thành tam đại gia bên ngoài, liền thuộc Trúc gia mạnh nhất. Trúc gia lão gia tử Trúc Nguyên Cửu, càng là uy vọng cực cao, thực lực ở toàn bộ Hoa Hạ cổ võ giới, cũng có thể bài tiến lên 10. Đã có thể như vậy một cái cường thế cổ võ gia tộc, lại ở trong vòng một ngày, bị người diệt mãn môn, nếu không có Quang Minh đảo khiêng lên đại kỳ, cường thế tuyên chiến, tất cả mọi người đem tiếp tục bị chôn ở cổ. Đương Trúc gia một trận chiến sau, Trúc Thị đơn giản không hề che giấu, trực tiếp xuất chinh Quang Minh đảo, một trận chiến này, bị rất nhiều người chú ý, mọi người đều muốn biết. Được xưng là ngầm thánh địa Quang Minh đảo, gặp được này thần bí thị tộc, rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì chiến đấu. Là Quang Minh đảo tiếp tục tiếu ngạo này thế giới ngầm, vẫn là thần bí thị tộc nhất chiến thành danh. Một trận chiến này, không ai đi theo, cùng ngày minh sau, vô số con thuyền, đi trước Quang Minh đảo, chính là, bọn họ trong trí nhớ thánh địa, lại hoàn toàn biến mất không thấy. Đảo trầm. Lời này không biết là từ ai trong miệng nói ra, giống như cơn lốc thổi qua. Khắp nơi thế lực tương truyền, gần không đến nửa ngày thời gian, cơ hồ sở hữu ngầm thế lực, đều ở thảo luận. Đảo trầm. Bệ nghệ thiên hạ Quang Minh đảo, kia đã từng lật đổ vương sẽ, nhắc lên cách mạng Quang Minh đảo, kia có được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân tọa trấn Quang Minh đảo, ở trong một đêm, trầm hạ mặt biển. Không ai có thể tưởng tượng đến một trận chiến này có bao nhiêu khủng bố, đại gia có thể cảm nhận được, chỉ có thị tộc đáng sợ. Trúc thị hai chữ, thâm nhập mọi người trong lòng. Một thế hệ thánh địa Quang Minh đảo, với trong một đêm, hoàn toàn ngã xuống. Cũng tại đây một ngày, thị tộc hai chữ, triệt triệt để, đi vào tầm mắt mọi người giữa. Nguyên lai, ở không muốn người biết địa phương, còn có bực này thần bí thế lực. Kinh thành, một đống cổ trạch giữa, một người lão giả, chính ngồi xếp bằng ở một ngụm giếng cổ trước, nhắm hai mắt. Tại đây cổ trạch trên cửa lớn, treo biển hiệu, thượng viết một khương tự. Khương gia. Kinh thành tam đại gia chi nhất. Lão gia chủ, ngài tìm ta, một người ước 60 tuổi lão nhân, cầu lũ thân mình, đi đến lão giả phía sau. Lão giả không có trợn mắt, trực tiếp ra tiếng hỏi, quản gia, Khương Nhi kia nha đầu, có tin tức truyền đến sao? Còn không có, quản gia lắc lắc đầu, hắn không có họ, từ hắn lúc sinh ra, liền ở Khương gia ban cho hắn họ Khương, nhưng hắn không dám muốn, lão gia chủ, này đảo đều trầm, sẽ còn khai sao? Ngươi thật cho rằng đảo trầm, lão giả chậm rãi trợn mắt, ở trong mắt hắn, thâm thúy vô ngần, phảng phất vũ trụ sao trời, hắn dần dần đứng dậy, đối với kia khẩu giếng cổ chắp tay thi lễ,
theo sau xoay người, kia tòa đảo, không có đơn giản như vậy. Chương 720 Quang Minh đảo ngã xuống. Lão giả chậm rãi mở miệng, kia tòa đảo thành lập, chút xuống quá nhiều tâm huyết, nơi đó gửi thế gian này duy nhất thánh khí, há là nói trầm liền trầm. Thánh khí, quản gia thân thể chấn động, lão gia chủ, thế gian này, thật sự có thánh khí tồn tại. Ha ha, lão giả hơi hơi mỉm cười, không có tiếp tục nói về thánh khí sự, mà là nói, lục tiên sinh thủ đoạn thông thiên, phi người ta có khả năng tưởng, hắn tuyển truyền nhân, lại há là dễ dàng hạng người. Kia đảo, chính là tên là Quang Minh đảo, đảo muốn trầm, thế gian, chỉ sợ đem vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối, nhưng người xem, này Thái Dương, không thuận theo cũ cao quải không chung sao. Kia thị tộc, quản gia trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Lão giả lắc lắc đầu, thị tộc cùng cổ võ thế gia, cũng không khác nhau, chỉ là, lựa chọn hai điều bất đồng lộ mà thôi. Lão lục, bất quá là muốn kích thích kia tiểu tử một phen, rốt cuộc, hoa hạ cổ võ người thủ hộ đại kỳ, nếu không có gì đại sự phát sinh, lấy kia tiểu tử tính cách, chỉ sợ vĩnh viễn đều không muốn khiêng lên tới a. Quản gia sắc mặt ngẩn ra, theo sau nói, lão gia chủ, ta hiểu được, về đại hội một chuyện, ta tiếp tục đi chuẩn bị. Quản gia nói xong, cúc một cung, rời khỏi nhà cửa. Lão giả xoay người, nhìn về phía kia khẩu giếng cổ, thở dài, hoa hạ cổ võ, truyền thừa ngàn năm, này một đời, chỉ sợ là khó nhất một đời, lục tiên sinh không ở, tân người thủ hộ còn không có trưởng thành lên, thị tộc như hổ rình mồi, quá nhiều khó khăn, chờ hắn đi khắc phục a, hoặc là dẫm hiên ổn thiết, cường thế quật khởi trăm năm, hoặc là, chết vào này loạn thế dưới. Lão giả hơi hơi khom người, tiếp tục ngồi xếp bằng ở giếng cổ trước, nhắm hai mắt. Yến Kinh Tô gia. Lâm Thanh Hạm một chút phi cơ, liền đuổi tới Tô gia, vừa đến trước đại môn, liền nhìn đến Tô Du đang đứng ở chỗ này chờ chính mình. Thanh Hạm, người đã trở lại. Tô Du đi lên trước tới, vỗ vỗ Lâm Thanh Hạm bả vai, có một số việc, không phải người ta có thể tả hữu, còn hy vọng ngươi nghĩ thoáng chút. Tô Du nhìn Lâm Thanh Hạm, Quang Minh đảo ở trong một đêm ngã xuống. Hắn không biết nên như thế nào an ủi Lâm Thanh Hạm, loại sự tình này, chỉ có thể làm Lâm Thanh Hạm chính mình suy nghĩ. Ta minh bạch, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nàng hiện tại, cũng không biết về Quang Minh đảo ngã xuống sự, rốt cuộc Lâm Thanh Hạm cho tới nay tâm tư, vẫn là ở thương nghiệp phương diện, đối với ngầm thế lực sự, hiểu biết vẫn là quá ít, nàng chỉ đương Tô Du nói lời này, là nói về cái kia Tô Văn Hiến làm chính mình thu mà cải biến sự. Lâm Thanh Hạm tò mò hỏi, cứu cứu. Lần này cái này Tô Văn Hiến, lại làm cái quỷ gì? Ta cũng không biết, Tô Du có chút ngoài ý muốn Lâm Thanh Hạm thái độ, nhưng này tóm lại là chuyện tốt. Đang lúc hai người khi nói chuyện, một chiếc màu đen chạy băng băng xe, ngừng ở Tô ra trước cửa, cửa xe mở ra, Tô Văn Hiến từ ghế sau đi xuống tới. Tô Văn Hiến vừa xuống xe, liền hướng Lâm Thanh Hạm vươn ngón tay cái. Lâm Thanh Hạm, lúc này đây ngươi, làm không tồi, đương đoạn tắc đoạn, hảo, thực hảo. Lâm Thanh Hạm nghe Tô Văn Hiến nói, trên mặt lộ ra một mặt nghi hoặc, quay đầu hướng Tô Du nhỏ giọng hỏi, cái gì đương đoạn tắc đoạn? Tiểu thư, Tô Mật từ Tô gia đại môn nội đi ra, lôi kéo Lâm Thanh Hạm ống tay áo, thấp giọng nói, tiểu thư, ta vẫn luôn không biết nên như thế nào nói cho ngươi, trước hai ngày, Trương Tiên Sinh làm người đem phía trước đưa tới hạ lễ tất cả đều thu đi rồi, hơn nữa hướng sở hữu ngầm thế lực tuyên bố, về sau không bao giờ sẽ cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ. Lâm Thanh Hạm nghe được lời này, mặt đẹp sửng sốt, nàng vốn tưởng rằng, Trương Huyền ngày đó rời đi văn phòng, chỉ là cùng chính mình chí khí, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng làm ra như vậy một cái quyết định, hướng toàn bộ ngầm thế lực tuyên bố như vậy một tin tức. Lúc ban đầu ngây người qua đi, Lâm Thanh Hạm thoải mái cười, như vậy cũng hảo, chính mình cùng hắn, vốn là không phải một cái thế giới người, hắn là thế giới ngầm quân vương, chính mình bất quá là một cái tiểu công ty tổng tài, đặt ở hắn Quang Minh đảo trước mặt. Cái gì đều không tính, cùng chính mình ở bên nhau, cũng chỉ là cho hắn đồ tăng phiền não thôi, hiện tại lại xuất hiện Tô Văn Hiến như vậy một người, nếu tiếp tục cùng chính mình đãi ở bên nhau, với hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Bản thân ở bên nhau, chính là một hồi hiểu lầm mà thôi, một cái buồn cười tới cửa con rể, một cái buồn cười thiên kim tiểu thư. Lâm Thanh Hạm phía trước, dỡ bỏ viện phúc lợi, lại cố ý nói như vậy một ít lời nói, đơn giản chính là tưởng cùng Trương Huyền sinh ra hiểu lầm. Làm Trương Huyền không can dự chuyện này chung tới, hiện tại, đơn giản liền như vậy đi xuống hảo. Lâm Thanh Hạm trong lòng tuy rằng tưởng tiêu sái, an ủi chính mình, nhưng nàng kia Trương không hề huyết sắc mặt đẹp, xác minh, chuyện này, đối nàng tạo thành cỡ nào đại đả kích.
Lâm Thanh Hạm khóe miệng mạnh mẽ bài trừ một mạt mỉm cười, hướng Tô Văn Hiến nói, ta hiện tại một lòng nghĩ kia trương bản vẽ, cũng không muốn cho cái gọi là nhi nữ tình trường ảnh hưởng đến ta, hắn Trương Huyền cùng ta không còn có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cũng không cần lại đem hắn để ở trong lòng, tùy hắn đi hảo. Yên tâm, ta cũng sẽ không đi tìm hắn phiền toái. Tô Văn Hiến nhìn đến Lâm Thanh Hạm kia trắng bệch sắc mặt, có thể nào không biết Lâm Thanh Hạm tưởng chính là cái gì, ta Tô thì có chính mình việc cần hoàn thành, đương nhiên sẽ không đem lực chú ý đặt ở một cái nho nhỏ quang minh đảo mặt trên. Huống hồ hiện giờ, kia Trương Huyền thế nhưng chủ động đi chọc Trúc Thị, ở trong một đêm bị Trúc Thị đem cả tòa đảo chìm vào biển rộng, kia Trương Huyền đã là một cái người chết, lại dựa vào cái gì quản ta Tô Thị sự đâu, người Lâm Thanh Hạm lần này làm không tồi. Bằng không lấy Trúc Thị đám kia người tính cách, không chừng cũng tới tìm ta Tô Thị sự, tuy rằng chúng ta Tô Thị cũng không sợ kia lão thất phu, nhưng rốt cuộc Trúc Thị xếp hạng so với chúng ta phải hướng trước một người, ta nhưng không thích cái gì phiền toái sự. Tô Văn Hiến bước đi tiến Tô ra trong viện, thông chi một chút, làm tất cả mọi người tập hợp, lúc này đây, Trúc Thị cho chúng ta đánh trận đầu, sở hữu thị tộc, nhưng đều muốn lộ diện, đây là một lần vớt bàn cơ hội, chúng ta Tô Thị, cũng không thể lạc hậu với người A. Tô ra trước đại môn, Lâm Thanh Hạm ngơ ngác đứng ở tại chỗ, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền như vậy nhìn chằm chằm phía trước, trong ánh mắt mất đi sở hữu sắc thái. Tô Văn Hiến nói, như một viên bom. Ở Lâm Thanh Hạm trong lòng nổ vang. Kia tòa đảo, trầm, Trương Huyền, đã chết. Một loại mãnh liệt không chân thật cảm tràn ngập ở Lâm Thanh Hạm trong lòng, nhưng lý trí nói cho Lâm Thanh Hạm, đây là sự thật. Này, sao có thể? Lâm Thanh Hạm môi đánh run run, mặt đẹp trắng bệch, không có một chút huyết sắc, trong tay túi sách, rơi xuống ở trên mặt đất. Lâm Thanh Hạm thân mình hơi hoảng, thân thể của nàng, vào giờ phút này sử không thượng một chút ít sức lực. Tiểu thư, Tô Mật vội vàng nâng trụ Lâm Thanh Hạm, nàng nếu vãn đỡ một giây, Lâm Thanh Hạm phải ngã trên mặt đất. Trương Huyền thân ảnh, không ngừng hiện lên ở Lâm Thanh Hạm trong óc, kia quỳ dạp trên mặt đất lau nhà một màn, kia đối chính mình vui cười một màn, kia cúi người ở phòng bếp một màn, lần đầu gặp mặt một màn, âm nhạc sẽ thượng một màn. Thanh Hạm, Tô Du nhìn Lâm Thanh Hạm này phiên bộ dáng, há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Chương 721 Bất đồng địa ngục. Đã từng có nhà khoa học đưa ra quá như vậy một vấn đề, chúng ta nơi viên tinh cầu này, dưới nền đất chỗ sâu trong, rốt cuộc có cái gì, vấn đề này, trải qua nhiều năm như vậy thời gian, vô số người tìm tòi nghiên cứu, đến hôm nay, đều không có chuẩn xác đáp án. Xa xôi châu Phi sa mạc Tác Tô Tư phất lùi phía dưới, có một tòa ngục giam, cái này ngục giam tồn tại, chẳng sợ nơi này người đương quyền đều không hiểu được, nó tồn tại trăm năm, ngàn năm, thậm chí càng lâu, chỉ có tội ác tài trời trọng phạm. Mới có thể bị lưu đày đến này ngục giam bên trong, theo sau không bao giờ sẽ đi ra. Đối với này tòa ngục giam, biết được nó người, xưng là địa ngục, giống như là thần thoại thế giới người chết mới có thể đi nơi đó giống nhau, tới rồi này trong ngục giam, người liền cùng cấp với đã chết. Trương Huyền gian nan mở hai mắt, bốn phía là một mảnh hắc ám, hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay như vậy. Trương Huyền chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi vô cùng, động một chút đều phi thường khó khăn. Hắn nếm thử vận hành một chút trong cơ thể khí, lại phát hiện một chút đều nhấc không nổi tới. Trương Huyền vuốt mặt đất, có chút lạnh lẽo, hắn nỗ lực làm chính mình ngồi xếp bằng lên, lại lần nữa thử vận hành một chút trong cơ thể khí, nhưng như cũ không có một chút phản ứng. Không cần thử, một đạo hài hước thanh âm từ một bên vang lên, khí tại đây 18 tầng địa ngục, là vô pháp vận dụng, liền phú thần cảnh cao thủ đều không thể nhắc tới khí, càng đừng nói người cái này hóa hình cảnh. Không đúng. Người tiểu tử này có điểm cổ quái, nói là hóa hình cảnh đi, ngươi còn không phải hóa hình cảnh, nhưng nói không phải, thực lực của ngươi cũng liền vừa vặn đến này, hay là hiện tại tu luyện hệ thống, đã trở nên như vậy cổ quái sao? Trước mắt đen nhánh, tuy rằng vô pháp làm Trương Huyền nhìn đến nói chuyện người, nhưng lại có thể rõ ràng phân biệt thanh âm truyền đến phương hướng. Ngươi là người phương nào? Trương Huyền cố nén trên người đau nhức, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Ta, người này tự giễu cười cười. Thời gian lâu lắm, không ai kêu tên của ta, ta cũng không nhớ rõ. Một trận cự thạch phết đất thanh âm vang lên, Trương Huyền có thể cảm nhận được, người này đang từ từ chiều chính mình tiếp cận. Trương Huyền đôi tay niết quyền, hết sức chăm chú, hiện tại liền thân ở nơi nào đều không hiểu được, cần thiết muốn thời khắc đề phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thanh âm kia chủ nhân, ở khoảng cách Trương Huyền còn có 3 mét thời điểm, dừng lại bước chân, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ngươi là này địa ngục gần 140 năm qua,
đệ nhất danh thành viên mới, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. 140 năm, địa ngục, Trương Huyền nghi hoặc đối phương trong miệng nói. Không tồi, tiểu tử, ngươi phạm phải tội gì, sẽ bị thần ẩn hội đánh vào này trong địa ngục. Là nhắc lên thế giới đại chiến, vẫn là hủy diệt rồi thần ẩn hội truyền lại đời sau chí bảo. Từ xưa đến nay, có thể tiến này địa ngục, ngươi xem như tuổi trẻ nhất một cái. Trong bóng đêm người này phát ra tò mò thanh âm. Theo thời gian trôi qua, Trương Huyền cũng dần dần thích ứng trước mắt hắc ám, một đạo nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa, thân ảnh ấy bất quá 1m5 tả hữu thân cao, hắn trên chân buộc một cái xích sắt phía sau có một khối so với người khác muốn lớn hơn gần thập bội thiết khối, hạn chế ở người này hành động. Người nói địa ngục chính là một cái nhà giam, Trương Huyền ra tiếng suy đoán nói. Nhìn dáng vẻ, tiểu tử ngươi thật là cái gì cũng không biết a. Người nọ lắc lắc đầu, đi đến thiết khối bên ngồi xuống, này địa ngục, cùng sở hữu 18 tầng, càng đi hạ tầng số, thực lực càng kém, chỉ có thượng đến tầng thứ nhất, mới có thể tìm được rời đi lộ, bất quá, địa ngục thành lập lâu như vậy, còn chưa từng có nghe nói qua, ai có thể đi ra này địa ngục đâu. Trương Huyền cười cười, nói như vậy, ta hiện tại liền ở thứ 18 tầng. Tiểu tử ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy sao, người này vỗ vỗ mặt đất, một chiếc đèn đột nhiên sáng lên. Ở ánh đèn sáng lên nháy mắt, Trương Huyền theo bản năng nhắm hai mắt, đồng thời nín thở ngưng thần, cẩn thận cảm thụ được chung quanh trong không khí truyền đến động tĩnh. Tiểu tử, tính cảnh giác không tồi a, đặt ở ta cái kia niên đại, cũng có thể ở trẻ tuổi bài thượng hào. Hài hước thanh âm từ Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền bỗng nhiên trợn mắt, phát hiện kia dựa vào thiết khối thượng thân ảnh đã biến mất không thấy, hắn mãnh quay người lại, phát hiện người này, liền đứng ở chính mình phía sau. Đây là một cái diện mạo nhìn qua có hơn 60 tuổi nam nhân, bất quá hắn thanh âm, cùng hắn này diện mạo một chút đều không hợp, trong thanh âm không những không có cái này tuổi nên có trầm ổn, ngược lại mang theo một loại khiêu thoát, hắn có được một trương hoa hạ người gương mặt, thân xuyên tốt nhất thế kỷ mới có Pháp quốc Âu lần vương triều trang phục kiểu dáng, sơ một cái tóc vuốt ngược, lưu trữ râu quai nón, kia buộc chặt ở trên chân xích sắt, không biết khi nào, đã bị hắn lấy xuống dưới. Ở nhìn đến người này xuất hiện ở chính mình phía sau thời điểm, Trương Huyền vẫn luôn căng chặt một lòng, đơn giản thả lỏng lại, liền từ đối phương vừa mới sở biểu hiện ra tốc độ tới xem, thật muốn sát chính mình, chỉ sợ chính mình là không có gì phản ứng cơ hội. Trương Huyền phóng nhãn đánh giá chung quanh, hắn lúc này mới nhìn đến, chính mình là thân ở một phòng giữa, trong phòng gia cụ, tất cả đều là tốt nhất cái thế kỷ phong cách, cái này làm cho Trương Huyền có một loại thân ở 18 thế kỷ ảo giác. Như thế nào? Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thấp bé nam nhân nhìn Trương Huyền, chúng ta tuy rằng thân ở nhà giam chung, nhưng sinh hoạt vẫn là muốn hưởng thụ sao, thế nào, nhìn xem ta này gia cụ, phóng chúng ta thanh triều, kia đều ở người nước ngoài trong quán làm người quan sát, chạm vào đều không thể chạm vào một chút, lão tử hiện tại tưởng như thế nào nằm liền như thế nào nằm. Người này nói, nằm đến phòng trong trên cái giường lớn kia, trực tiếp đem tràn đầy cho bụi dày đạp lên mặt trên mặt tràn đầy đắc ý, này tâm tính. Liền cùng hài đồng giống nhau. Trương Huyền lại là bắt được người này trong lời nói trọng điểm, chúng ta. Liền vừa mới nghe người này theo như lời, chính mình là này địa ngục gần 140 năm qua cái thứ nhất tiến vào người, kia chẳng phải là nói, hắn tuổi, có hơn 100 tuổi. Hắn nói chung, còn nói, bọn họ thanh triều thời điểm. Nếu người này không phải cho chính mình nói bừa, nếu này đó là thật sự, kia căn cứ hắn trong miệng chúng ta hai chữ phỏng đoán, nơi này. Chẳng phải là còn có rất rất nhiều như vậy lão quái vật. Đối với người sống hơn 100 tuổi, Trương Huyền cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, có chút người thường dưỡng sinh hảo, đều có thể sống đến 110 tuổi tuổi hạc, càng không cần đề nắm giữ khí cao thủ, kia trong cơ thể cơ năng sinh động trình độ, viễn siêu người thường. Tiểu tử, đi thôi, mang người đi gặp chút bằng hữu, từ nay về sau, thậm chí mãi cho đến chết, người đều phải cùng chúng ta làm bạn lạc. Người này từ trên giường nhảy xuống. Đi đến trước cửa phòng, trực tiếp tướng môn kéo ra. Ngoài cửa, là một cái sân, không trung thực lam. Trương Huyền nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, phát hiện hôm nay không, đều là nhân vi bôi ra tới, nhưng người này hỏa công tương đương cường hãn, nếu không có cẩn thận quan sát, thật đúng là cho rằng đây là thật sự không trung. Tiểu tử, thế nào, hôm nay cũng không tệ lắm đi, ở nơi này, muốn cho hôm nay hắc, thiên liền hắc, muốn cho hôm nay lượng, thiên liền lượng. Trương Huyền trước mặt người này vẻ mặt đắc ý nói. Chương 722 địa ngục 3 tầng. Này phòng ốc bên ngoài, là một cái đình viện bên trong gieo trồng hoa cỏ,
còn có thảm thực vật. Trương Huyền đánh giá trước mắt hết thảy, hắn chỗ đã thấy đồ vật, đích đích xác xác, ra ngoài hắn dự kiến. Phàm là một người, nghe được địa ngục cùng nhà giam hai chữ kết hợp lên thời điểm, trong đầu phản ứng đầu tiên, đó là hắc ám, tà ác, chém giết, nhưng ai có thể nghĩ đến, thế nhưng là như vậy một loại nhàn nhã sinh hoạt. Tiểu tử, thế nào, có phải hay không cảm thấy, thực ngoài ý muốn a? Người nọ quay đầu, nhìn về phía Trương Huyền, người có biết hay không, ta chờ ngươi trên mặt loại này ngoài ý muốn biểu tình, chính là đợi 140 năm, thượng một cái ngoài ý muốn, chính là ta. Trương Huyền nghe lời này, che chán, này nơi nào là một cái hơn 100 tuổi người. 10 tuổi hài đồng đi. Trương Huyền nhìn những cái đó gieo trồng hoa cỏ, còn có thảm thực vật, đây là ở đâu? Người loại mấy thứ này, có đến từ châu Phi, có ở châu Á, có sinh trưởng ở châu Âu. Này, người này nhún vai, ta cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy ta quản cái này địa ngục nhập khẩu, gọi là An Đạt Lợi Tát Bộ Lạc, các người hiện tại gọi là gì, ta không rõ ràng lắm. Bộ Lạc. Trương Huyền mày nhăn lại, 18 thế kỷ bộ lạc, không phải ở châu Phi sao? Ai, lại đến tưới nước, này ngầm 4.600 mễ địa phương, gì đều hảo, chính là thủy không hảo làm, lão gia hỏa kia, đem thủy đương mệnh giống nhau a. Người này đẩy ra viện môn, đi ra ngoài, hắn mỗi một câu, đều mang cho Trương Huyền vô cùng chấn động tin tức. Ngầm 4.600 mễ, nơi này, thế nhưng là ngầm 4.600 mễ. Trương Huyền đi theo người này phía sau. Đi ra sân, ở sân bên ngoài, còn có rất nhiều như vậy kiến trúc, đại khái có 20 cái sân như vậy. Tới, này tân nhân đã tỉnh, có gì vấn đề đều mau tới hỏi đi, đừng cho các ngươi này đó lão bất tử nghẹn hỏng rồi. Người nọ đi ra sân, liền lớn tiếng mở miệng. Hắn thanh âm này rơi xuống, liền thấy kia 20 cái sân đại môn đồng thời bị người mở ra, hiển nhiên, những người này đã sớm chờ ở viện môn khẩu. Lần lượt từng hoặc là đầu tóc hoa râm. Hoặc là dáng người cẩu lũ người, từ trong viện đi ra, đi vào Trương Huyền trước mặt, bọn họ có các quốc gia gương mặt, xem Trương Huyền ánh mắt, liền giống như xem một con mồi giống nhau, trong miệng nói tiêu chuẩn hoa hạ ngữ. Hiện tại là nào một năm đại? Nước Nga đánh bại Thụy Quốc sao? Thanh chính phủ hiện tại là ai trưởng quản? Hạp Bước Phương Triều hiện tại thế nào? Cùng Pháp Quốc ai thắng? Hiện tại, đủ loại vấn đề, nghe được Trương Huyền là nghẹn họng nhìn chân chối. Mang Trương Huyền đi ra sân người nọ ngồi vào một bên, người đến trả lời đi, bọn họ nói cái gì nước Nga, Thủy Quốc, cái gì ha cái gì ngoạn ý, ta một cái đều nghe không hiểu. Trương Huyền hãy còn sững sờ, kia dáng người thấp bé người nghe không hiểu mấy vấn đề này bình thường, rốt cuộc hắn sinh động cái kia niên đại, thanh chính phủ đóng cửa làm xe, lại không có hiện tại cái này toàn cầu hóa Internet, như thế nào sẽ biết về châu Âu sự, kia nước Nga cùng Thủy Quốc chiến đấu, là phát sinh ở 18 thế kỷ sơ. Mà Habsburg Vương triều tồn tại, càng là ở 17 cuối thế kỷ. Trước mặt những người này chú ý vấn đề này, đều thành, bọn họ là từ cái kia niên đại vẫn luôn sống sót. Trương Huyền nhìn trước mắt những người này, trong lòng chấn động, không biết nên như thế nào đi biểu đạt. Hiện tại là công nguyên 2019 năm, nước Nga cùng Thủy Quốc chiến đấu đã sớm kết thúc, nước Nga chiến thắng, thanh chính phủ cũng đã diệt vong. Trương Huyền theo thứ tự trả lời những người này vấn đề. Nghe tới Trương Huyền sau khi trả lời, những người này có trên mặt mất mát, có trên mặt mang theo tươi cười, nhưng thực mau, cũng liền đều bình thường trở lại, rốt cuộc bọn họ thân ở này trong địa ngục, rất nhiều chuyện, cũng đã sớm tưởng khai. Được rồi, đại gia muốn hỏi xong, liền trước nghỉ ngơi đi thôi, tiểu tử này tỉnh, ta phải trước dẫn hắn đi mặt trên. Thấp bé dáng người người phất phất tay, xua tan mọi người, theo sau mang theo Trương Huyền, chiều một cái thang lầu đi đến. Này thang lầu từ bề ngoài nhìn qua, cho người ta một loại phi thường quỷ dị cảm giác, nơi này không chung, là chuyên môn họa ra tới, kia thang lầu, liền từ mặt đất, vẫn luôn thông đến trên bầu trời, cho người ta một loại lên trời lộ cảm giác. Trương Huyền đi theo thấp bé nam nhân, đi lên thang lầu, này thang lầu cuối, còn có một phiến môn, thấp bé nam nhân dùng sức đẩy, đem cửa này cấp đẩy ra, liền đi theo không chung mở ra một cái lỗ thủng giống nhau. Trương Huyền đi theo thấp bé nam nhân. Đi tới mặt khác một tầng. Tiến tầng này, cấp Trương Huyền đệ nhất cảm giác chính là, chạm thu về. Đúng vậy, tại đây một tầng, Trương Huyền thấy được cái loại này kiểu cũ di động, vứt bỏ ô tô, ấm nước, thậm chí liền phi cơ hài cốt đều có, rậm rạp, đôi đến tràn đầy, giống như tiểu sơn giống nhau. Toàn bộ không gian, có đại khái 20 km vuông tả hữu bộ dáng, cơ hồ không có gì có thể làm người đặt chân địa phương.
Này, Trương Huyền nhìn này rậm rạp hết thảy, nhận chi lại một lần bị đổi mới, này một tầng, không có hỏa thượng cái gì không chung, đỉnh đầu là một mảnh đen nhánh nham thạch, hơn nữa này một tầng cùng thượng một tầng chi gian khoảng thời gian, lớn hơn nữa, chỉ là độ cao, Trương Huyền nhìn ra một chút, đại khái có 1.500 mễ tả hữu bộ dáng. Nơi này ta tới thời điểm, chính là cái dạng này, nghe đám lão già đó nói, nguyên bản địa ngục, cùng sở hữu 18 tầng, nhưng hiện tại sao, cũng chỉ thừa 3 tầng. Thấp bé nam nhân mở miệng, mang theo Trương Huyền, vòng qua này 2 tầng thật lớn chạm thu về. Tuy là hai người cực nhanh nện bước, cũng đi rồi nửa giờ, mới đi đến này 2 tầng bên cạnh, ở bên cạnh trên vách đá, có khắc một đạo thạch thang, nối thẳng không chung 1.500 mễ chỗ. Này thạch thang, nếu đặt ở bên ngoài, tuyệt đối có thể xưng được với là thế giới này nhất hung hiểm thạch thang, không gì sánh nổi, hơn 1.000 mét trời cao, không có một chút vòng bảo hộ, cái gọi là thạch thang, bất quá chính là một tầng tầng nhô lên nham thạch, mỗi cái nham thạch chi gian, đều có nửa thước nhiều khe hở, có chút địa phương, thậm chí đều là từ phía dưới chuyển đến tảng đá lớn khối tạp đi lên. Thấp bé nam nhân liền đạp lên thạch thang thượng, nhẹ nhàng hướng về phía trước đi tới. Đối với người thường tới nói, như vậy thạch thang, phỏng chừng liền đi đến 5 mét cao dũng khí đều không có, nhưng đối với này thấp bé nam nhân cùng Trương Huyền tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề. 1.000 nhiều mễ cao thạch thang bị hai người nhẹ nhàng vượt qua, ở vách đá cuối, có một cái cửa động, thấp bé nam nhân đi vào, Trương Huyền đi theo phía sau. Nơi này hết thảy, cấp Trương Huyền cảm giác, là nơi trốn lộ ra quỷ dị, vô số từ tốt nhất thế kỷ, thậm chí xa hơn thời đại sống sót lão yêu nghiệt nhóm, cùng với này vô pháp sử dụng khí hoàn cảnh. Đều giống như đi vào một cái khác thế giới giống nhau, cũng liền Trương Huyền những năm gần đây hối hả ngược xuôi, kiến thức rộng rãi, hiện tại tự thân lại nắm giữ ngự khí loại này người thường xem ra gần như thần tiên thủ đoạn, nếu không ở tư tưởng thượng thật đúng là không hảo tiếp thu. 3 tầng không gian, so nhất nhị tầng càng thêm đại, càng thêm cao, càng thêm rộng mở, nơi này đều không phải là một tầng hai tầng cái loại này rõ ràng ánh sáng, ở chỗ này, ánh sáng có vẻ phi thường mỏng manh. Chương 723 Huyền Thiên. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, này quang, là từ không trung chiếu xuống dưới. Hiện tại thời gian có chút vãn, bao gồm mùa cũng có chút không thích hợp, nơi này bên ngoài mới vừa nhập xuân, ánh mặt trời không phải thực dư thừa, ở mùa hạ thời điểm, là khó được thể hội ánh mặt trời thời điểm A, cũng là đại gia mỗi ngày nhất chờ mong mùa. Thấp bé nam nhân cảm khái một tiếng. Trương Huyền âm thầm gật gật đầu, này châu phi thuộc về Nam bán cầu, hoa hạ là Bắc bán cầu. Hoa hạ hiện giờ mới nhập 10 tháng, châu phi mùa, chính là vừa mới nhập xuân, sinh hoạt ở bên trong này người, thượng trăm năm chưa từng đi ra ngoài, không thấy được thái dương, cảm thụ ấm áp ánh mặt trời, cũng là một loại xa xỉ. Không đúng. Trương Huyền đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu những người này vô pháp đi ra ngoài, bị trói buộc dưới mặt đất, như vậy ánh mặt trời là như thế nào thấu tiến vào? Có thể thấu tiến ánh mặt trời địa phương? Sao có thể ngăn cản này đó từ tốt nhất thế kỷ liền sống sót lão yêu nghiệt đâu? Thấp bé nam nhân như là cảm nhận được Trương Huyền ý tưởng, hướng Trương Huyền cười cười, đừng nóng vội, ta biết ngươi trong đầu tưởng chính là cái gì, lúc trước ta tiến vào thời điểm, cùng ngươi tưởng đồ vật, không sai biệt lắm tương đồng, có người sẽ cho ngươi giải đáp, ấm áp nhắc nhở một chút, ngươi kế tiếp sở nghe được đồ vật, khả năng sẽ điên đảo ngươi nhận chi Nga. Thấp bé nam nhân thanh âm vừa ra, liền có một đạo thanh âm, ở Trương Huyền phía sau vang lên. 114 năm, địa ngục đại môn lại một lần rộng mở, ta còn tưởng rằng, này tòa nhà giam, sẽ vĩnh thế bị người sở quên đi đâu. Trương Huyền mãnh quay người lại, chiều phía sau nhìn lại, một người thân xuyên màu đen trường bào, thân cao có 1m8 trung niên nam nhân, giờ phút này liền đứng ở chính mình phía sau. Trương Huyền 100% đích xác định, chính mình mới vừa đi tiến này một tầng thời điểm, không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Hiện tại cái này trung niên nam nhân, liền tại đây chống trải mảnh đất, lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình. Đây là như thế nào một loại thực lực, hơn nữa, hắn diện mạo, lại là như thế tuổi trẻ. Đi theo ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, vừa lúc, ta cũng là, hai ta có thể tâm sự. Trung niên nam nhân hướng Trương Huyền phất phất tay, tùy tiện tuyển một phương hướng, cất bước đi đến. Đi thôi, thấp bé nam nhân hướng Trương Huyền chu chu môi. Hắn là này địa ngục lão đại, tất cả mọi người nghe hắn. Trương Huyền gật gật đầu, hít sâu một hơi, đuổi kịp trung niên nam nhân. Ta tuổi so ngươi đại, hỏi trước tên của ngươi, hẳn là không tính thất lễ. Trung niên nam nhân bước chân nhàn nhã đi tới. Trương Huyền cùng trung niên nam nhân song song, ghé mắt nhìn chằm chằm đối phương,
này trung niên nam nhân, diện mạo cực kỳ bình thường, thuộc về ném đến trong đám người rốt cuộc tìm không thấy cái loại này loại hình, nhưng cố tình trên người lại tản ra một loại khác thường lực hấp dẫn, làm người nhìn không được muốn nhìn chằm chằm hắn xem. Ta kêu Trương Huyền, Trương Huyền mở miệng. Ta là Huyền Thiên, năm nay 390 tuổi. Trung niên nam nhân chậm rãi ra tiếng. 390, Trương Huyền thân thể chấn động. 390 tuổi, đó là từ Minh Triều vẫn luôn sống sót người. Ngươi giống như cảm giác thực ngoài ý muốn. Huyền Thiên hơi hơi có chút kỳ quái. Là ngoài ý muốn, Trương Huyền gật đầu, hiện tại chúng ta tuổi thọ trung bình, là 69 tuổi, người tuổi, đủ rất nhiều người sống mấy đời. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, a, nguyên lai hiện tại đã như vậy xuống dốc sao, nhìn dáng vẻ, bên ngoài khống linh cảnh người, rất ít a. Khống linh cảnh, Trương Huyền nghi hoặc, cho tới nay, hắn đối khí cảnh giới, cũng chỉ có một cái rất mơ hồ khái niệm. Huyền Thiên xuất khẩu nói, ta xem người tu vi, hẳn là đạt tới hóa hình, người tu vi, ở bên ngoài, thuộc về cái gì trình tự. Trương Huyền lắc lắc đầu, không biết, ta vẫn luôn là sờ soạng tu luyện, bao gồm linh thạch sự, cũng là trước đó không lâu mới biết được. Huyền Thiên nghe Trương Huyền nói, bước chân đột nhiên một đốn, tại chỗ sừng sốt vài giây, theo sau thở dài một tiếng, nguyên lai thật là như thế, 140 năm trước, Từng Hổ. Là kêu Từng Hổ đi, thời gian lâu lắm, ta không nhớ rõ tên của hắn, hắn cũng quên tên của hắn, hắn tiến vào thời điểm, nói cho ta nói, hắn nãi trung nguyên thứ 7 cao thủ, từ phú thần cảnh bị người hủy hoại đan điền, đánh vào ngưng khí cảnh, lúc ấy ta liền cảm giác, võ đạo dần dần thế yếu, một cái kẻ hèn phú thần cảnh, cũng có thể xưng là trung nguyên thứ 7 cao thủ, hiện giờ, ngươi một hóa hình cảnh đều bị đánh vào nơi này, thật đáng buồn a. Trương Huyền nghe Huyền Thiên theo như lời, nhân cơ hội hỏi, tiền bối, chúng ta này tu luyện, cộng phân mấy cái trình tự. Đây đều là sống mấy trăm năm lão hóa thạch, bọn họ biết nói đồ vật, kia so sách cổ trung ghi lại muốn nhiều hơn. Huyền Thiên mở miệng nói, ngự khí, hóa hình, ngưng khí, phú thần, khống linh, này năm cái cảnh giới, đó là khí cảnh giới phân chia, ngự khí cùng hóa hình, người đều có hiểu được, ngưng khí, đó là đem chán nản vì hình thể, lấy hình thể đối địch, đến nỗi phú thần, đó là đem thần ý, giao cho khí thượng, người nếu ngưng ra một con hổ, tự nhiên làm hổ có chứa uy thế, người nếu ngưng ra một con rắn, tất làm muốn này xả âm ngoan độc ác. Huyền Thiên nói đến này, nhìn về phía Trương Huyền, đến nỗi khống linh, đó là lấy linh khí khống chế tự thân, làm được khuôn mặt không già cả, cơ bắp không hủ bại. Nói như vậy, tiền bối người đó là khống linh cao thủ. Trương Huyền không nghĩ tới, ở hóa hình cảnh hướng lên trên, còn có nhiều như vậy cảnh giới, thả nghe thấy Huyền Thiên giải thích, đều có thể tưởng tượng đến, cái gọi là khống linh cảnh có bao nhiêu khủng bố, có thể khống chế tự thân già cả, đây là thay đổi nhân thể pháp tắc a. Huyền Thiên cười cười, không có trả lời Trương Huyền vấn đề, mà là hỏi ngược lại, hiện tại bên ngoài, nào một thị tộc mạnh nhất? Là Đường thị, vẫn là Thủ Lăng tộc, hoặc là kia Lang gia Vương thị? Đều không phải, Trương Huyền lắc lắc đầu, thị tộc gần trăm năm tới, tị thế không ra, hiện tại mạnh nhất, hẳn là Lũng Tây Lý thị. Lý thị, Huyền Thiên hơi hơi híp mắt, nhìn dáng vẻ, kia Lý Dung Tài, là thành công a. Huyền Thiên lại hỏi, kia thị tộc bất xuất thế, bắt binh xử lại là người nào? Là cổ võ thế gia. Quả nhiên, Huyền Thiên ánh mắt một ngưng, năm đó một trận chiến, người nọ đưa ra thị tộc quá mức cường thế, đem bắt binh sử cùng thị tộc tách ra, hiện tại xem ra, hắn đã thành công, nếu là như thế, võ đạo loáng, cũng nói được qua đi. Trương Huyền vội vàng hỏi, Huyền Thiên tiền bối, người nói năm đó một trận chiến, đến tột cùng là cái gì? Về thị tộc cùng cổ võ thế gia quan hệ, vẫn luôn là một đoàn sương mù, bãi ở Trương Huyền trước mắt. Này sương mù vô pháp đẩy ra, làm Trương Huyền có loại như ngạnh ở hầu cảm giác. Trận chiến ấy, Huyền Thiên trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, theo sau vẫy vẫy tay, tính, khi quá lâu như vậy, không đề cập tới cũng thế, rốt cuộc chúng ta tiến vào nơi này, không còn có đi ra ngoài cơ hội, những cái đó hỗn loạn việc vặt, cùng chúng ta không quan hệ, ngươi thả cùng ta tới, ta có chút đồ vật muốn hỏi ngươi. Trương Huyền vẫn luôn đi theo Huyền Thiên đi đến, nơi này không gian quá lớn. Nếu không có Trương Huyền biết chính mình thân ở ngầm mấy ngàn mét, lại ở một cái nhà giam bên trong, chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình liền ở đâu phương thiên địa bước chậm. Chương 724 ngăn cách trận pháp. Trương Huyền đi theo Huyền Thiên phía sau, đi rồi hơn 20 phút, thấy được một đống thạch ốc, này thạch ốc xây ở màu đen nham thạch phía trên, chỉnh thể cũng đều như mặt đất giống nhau nhan sắc, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, thật đúng là không hảo chú ý tới.
Đây là ta trụ địa phương. Huyền Thiên cấp Trương Huyền giới thiệu một tiếng, cũng không có mang theo Trương Huyền đi vào thạch ốc, mà là lướt qua thạch ốc, tiếp tục đi phía trước đi đến. Ngươi có phải hay không có chút kỳ quái, này 18 tầng địa ngục hiện trạng, cùng ngươi lúc ban đầu nghe được thời điểm, tưởng không giống nhau. Đích xác, Trương Huyền gật đầu. Huyền Thiên cười cười, vừa đi, một bên hướng Trương Huyền nói, ở ta mới vừa bị đánh vào này tòa nhà giam thời điểm, mỗi một tầng cũng không giống hiện tại như vậy rộng lớn, 18 tầng địa ngục, đích xác có 18 tầng, mỗi một tầng đều đóng lại gần 100 người, tất cả đều là cùng hung cực ác hạng người, đại gia cho nhau tranh đoạt tài nguyên, chiếm trước đối phương trên người bảo vật, linh thạch, chém giết, có người từ một tầng vẫn luôn giết đến 18 tầng, chiến lực vô song, nhưng cuối cùng phát hiện. Vô luận chiếm trước lại nhiều tài nguyên, đều đến bị nhốt ở chỗ này, lại cường, lại có tác dụng gì. Huyền Thiên duỗi tay chỉ vào phía trên, ngươi có phải hay không ở tò mò, này ánh mặt trời, rốt cuộc là như thế nào truyền xuống tới. Trương Huyền nhìn về phía không trung, không nói gì. Này phía trên, bất quá là che lại một tầng lưu sa mà thôi, bị trận pháp cách trở, lưu sa vô pháp rơi xuống. Huyền Thiên thở dài, này trận pháp cách trở lưu sa, cũng cách trở chúng ta. Cách trở, trận pháp, Trương Huyền lẩm bẩm. Huyền Thiên nói, tới rồi nơi này sau, hắn có quá nhiều nghi hoặc. Đến đây đi, người trẻ tuổi, chúng ta động tác muốn nhanh lên. Huyền Thiên đột nhiên một bước vượt trước, này một bước chính là 10 mét khoảng cách, ta dẫn người đi xem. Những cái đó ở các ngươi trong mắt, giống như thần thoại đồ vật. Trương Huyền mở to hai mắt, nhìn một bước liền bước ra mười mấy mét Huyền Thiên, phải biết rằng, nơi này chính là vô pháp sử dụng nội khí, chỉ bằng vào bản thân lực lượng liền làm được một màn này, Trương Huyền tự hỏi căn bản vô pháp làm được. Lúc trước, Trương Huyền vừa mới trải qua linh thạch khí thể thí nghiệm thời điểm, đã từng vô ý thức ba bước liền đi ra 9 mét xa, đó là thân thể hắn bị linh thạch nội khí thể sợ cải tạo. Thân thể cường độ ước chừng đề cao gấp đôi nhiều. Trên đời khó nhất, đều không phải là tiến triển cực nhanh, mà là tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa. Trương Huyền ba bước 9 mét, Huyền Thiên một bước mười mấy mét, này cũng không phải là nói Huyền Thiên thân thể tố chất chỉ so Trương Huyền cường đại 3-4 lần đơn giản như vậy, đó là lấy mấy chục lần thượng gấp 100 lần tới cân nhắc. Trương Huyền hít sâu một hơi, bước nhanh theo đi lên, tuy là Trương Huyền đã nỗ lực làm chính mình tốc độ đạt tới nhanh nhất. Nhưng như cũng bị Huyền Thiên rất xa treo, thả Trương Huyền phát hiện, này Huyền Thiên chỉ là giống như tản bộ giống nhau, cũng không có thi triển toàn lực tới lên đường. Trương Huyền trong lòng cảm khái, quả nhiên thời cổ người, so hiện tại người, hiếu thắng quá nhiều, hắn phía trước mới vừa phát hiện khí thời điểm, chuyên môn chạy một ít viện bảo tàng linh tinh đồ vật, nhìn đến những cái đó cổ đại tướng sĩ binh khí giáp trụ, kia đều trọng đạt gần 100 cân, cõng như vậy trang bị, động một chút hành quân gấp, theo sau tiến vào chiến đấu. Giống như là hiện tại, Trương Huyền đã cho rằng thân thể của mình tố chất, đạt tới một cái cực hạn, nhưng hiện tại, như cũng bị nhẹ nhàng ném ra. Cứ như vậy tốc độ cao nhất bôn tập gần một giờ, liền ở Trương Huyền thân thể đều có chút chịu không nổi thời điểm, hắn thấy được một mặt vách đá, này vách đá vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài, tả hữu nhìn không tới cuối, phía trên thẳng vào trời cao. Này trên vách đá, cũng che kín tầng tầng thềm đá, một đường bước lên trời cao. Đi thôi. Mang người đi cảm thụ một chút cái này trận pháp, có chút đồ vật, quang cho ngươi nói, ngươi cũng hiểu không? Huyền Thiên dẫm lên thềm đá, theo sau dùng sức nhảy, cả người thân thể hướng về phía trước cất cao hơn 20 mễ, mới vừa có lạc thế, lại lần nữa dẫm lên một khối thềm đá, 2-3 giây thời gian, liền phóng lên cao gần 100 mét, như vậy thân nhẹ như yến vượt nóc băng tường, có thể nói, Huyền Thiên đã có thể hoàn mỹ khống chế chính mình thân thể bất luận cái gì một chỗ. Trương Huyền tự hỏi. Chính mình tuy rằng cũng có thể dùng loại này phương pháp nhanh chóng bước lên thềm đá, nhưng tuyệt đối vô pháp làm được Huyền Thiên như vậy phiêu giật tiêu sái. Này một tầng thềm đá, có 2.900 mễ cao, như vậy độ cao, chẳng sợ Trương Huyền, đều có chút tâm ném, giờ phút này khí không thể dùng, hơi có không chú ý, kia đã có thể sẽ rơi vào một cái tan xương nát thịt kết cục. Huyền Thiên dùng không đến một phút thời gian, liền đi vào đỉnh cao nhất, tại đây vách đá đỉnh cao nhất, có một chỗ ngôi cao. Này ngôi cao là phía trước lưu lại nơi này tiền bối dựng, bất quá thời gian lâu lắm, bọn họ thi cốt đều hủ hóa. Huyền Thiên thấy Trương Huyền bước lên ngôi cao sau, mở miệng nói, đây là nhất tiếp cận kia phiến đại địa địa phương. Trương Huyền ngẩng đầu vừa thấy, liền ở chính mình trên đỉnh đầu không đến 3 mét chỗ, là một mảnh mông lung, mỏng manh ánh mặt trời tự trên không thấu lại đây, đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng nhìn đến phía trên chậm rãi lưu động cắt đất.
Lúc ban đầu chúng ta không có nắm giữ gieo trồng kỹ thuật thời điểm, nơi này bị gọi chợ. Huyền Thiên cười cười ra tiếng. Chợ, Trương Huyền nghi hoặc. Không tồi, nơi này, là đại gia mua đồ vật địa phương. Huyền Thiên đem bàn tay tiến y nội, theo sau lấy ra một khối vàng, dùng sức hướng về phía trước ném đi. Trương Huyền trơ mắt nhìn, này khối vàng, nhảy vào phía trên cát đất bên trong. Huyền Thiên nói, chúng ta sẽ dùng này đó vàng, tới hấp dẫn địa phương dân bản xứ, theo sau lấy đi một ít bọn họ trên người đồ vật. Trương Huyền há mồm, vừa muốn lên tiếng, liền bị Huyền Thiên đánh gãy. Ta biết người muốn hỏi cái gì, nơi này trận pháp, chỉ nhằm vào có được khí người, thả chỉ tác dụng một phương hướng, nói cách khác, chúng ta đang ở này nhà giam người, là ra không được, trừ phi chúng ta tản mất tự thân tu vi, nhưng chúng ta cái này tuổi, ở tản mất tu vi trong nháy mắt, chỉ sợ cũng muốn biến thành một cái người chết, mà bên ngoài đồ vật, người hoặc là vật, đều có thể rơi vào tới, đương nhiên, rơi xuống đồ vật mật độ. Ân, là mật độ đi. Đây là ta 10 năm trước thông qua một cái có thể nói hộp sở học đến từ ngữ, mật độ cần thiết muốn lớn hơn cát sỏi. Huyền Thiên nói đến lúc này, dùng sức nhảy, cả người hướng về phía trước cất cao, liền ở Huyền Thiên vừa mới chạm vào đỉnh đầu kia một mảnh mông lung là lúc, một đạo thổ hoàng sắc quang mang, nháy mắt xuất hiện ở Huyền Thiên trước người, giống như lò xo giống nhau, đem Huyền Thiên bắn trở về, làm Huyền Thiên cũng không pháp giống vừa mới hắn sở ném ra kia viên vàng giống nhau, nhảy ra này phiến xa tầng. Đây là trận pháp, một cái có thể khóa trụ chỉnh phương thiên địa trận pháp. Huyền Thiên trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Trương Huyền ánh mắt có chút dại ra nhìn đỉnh đầu, liền ở vừa mới kia màu vàng quang mang xuất hiện nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một loại cực cường nguy cơ cảm, thật giống như nhất chỉnh phiến thiên đều ở sụp xuống, chiều chính mình đè xuống giống nhau. Huyền Thiên nói, phía trước, nơi này 18 tầng địa ngục, mọi người đều ở chém giết, mà khi minh bạch ai cũng đột phá không được cái này trận pháp lúc sau. Đại gia chém giết, cũng liền dần dần đình chỉ, ngược lại, chiều một cái khác phương hướng phát triển, các tiền bối dùng mấy trăm năm thời gian, thăm dò đường đi ra ngoài, cuối cùng không có kết quả, đơn giản tiếp thu sự thật, đem nơi này trở thành một cái tiểu thế giới, ở nơi này. Chương 725 thình lình xảy ra rời đi. Huyền Thiên chỉ dưới chân, 18 tầng địa ngục, trải qua hơn trăm năm thời gian, bị vô số các tiền bối hoàn toàn đả thông, cũng liền trở thành ngươi hiện tại nhìn đến bộ dáng. Ở nơi này người, chết một cái, thiếu một cái, đã từng thù địch, ở chỗ này đãi lâu rồi, cũng liền biến thành bằng hữu. Đại gia tưởng, là như thế nào mới có thể càng tốt sống sót, chờ mong có thể có đi ra ngoài một ngày, đồng thời, ở cái này địa phương, chúng ta căn cứ những cái đó dân bản xứ đồ vật, cũng có thể chứng kiến bên ngoài thế giới phát triển. Những cái đó mang cánh kim loại đại điểu, có thể chính mình chạy hộp, đều là chúng ta đã từng sở chưa thấy qua đồ vật, ta nơi đó có mấy quyển thư tịch. Đều là các ngươi thời đại này văn tự, đại gia cũng không nhận thức, cho nên yêu cầu ngươi. Huyền Thiên nói một nửa, đột nhiên sửng sốt, kia hắn vẫn luôn bình đạm ánh mắt, giờ phút này lại là bỗng nhiên trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, hắn rõ ràng nhìn đến, Trương Huyền cũng giống như chính hắn vừa mới như vậy, hướng về phía trước nhảy, chẳng qua, trong tưởng tượng màu vàng quang mang cũng không có xuất hiện, Trương Huyền liền như vậy nhẹ nhàng, ngoài dự đoán, đột phá đỉnh đầu xa tầng. Như vậy một màn, dù cho là Huyền Thiên, đều hồi lâu không có phản ứng lại đây. Hay là, trận pháp mất đi hiệu lực. Huyền Thiên giếng cổ không gợn sóng ánh mắt giữa, lộ ra một mặt mừng như điên, hắn lại lần nữa nhảy lên, đáng tiếc kết quả, làm Huyền Thiên vô cùng thất vọng, kia một mặt quang sắc quang hoa, giống như một con vô tình bàn tay to, ma diệt Huyền Thiên nội tâm trung toàn bộ hy vọng, hắn lại lần nữa bị bắn trở về. Tác Tô Tư phất lôi trên sa mạc, Trương Huyền lạnh lùng đạp lên lưu sa thượng. Cảm thụ được dưới chân lưu sa hoạt động, trong lòng tràn ngập không chân thật cảm, kia mệt nhọc vô số cao thủ vô số năm nhà giam, chính mình liền nhẹ nhàng như vậy, ra tới. Như vậy một màn, ngay cả Trương Huyền chính mình, đều có điểm phát ngốc. Ở kiến thức cái kia trận pháp lúc sau, Trương Huyền liền tưởng chính mình đi thể nghiệm một chút, kết quả không nghĩ tới, liền như vậy nhảy ra nhà giam. Dưới chân lưu sa, mang theo Trương Huyền không ngừng trầm xuống, Trương Huyền dùng sức nhảy, rời đi nơi này. Nhà giam nội, thấp bé nam nhân chờ một chúng hơn 20 người, toàn bộ đều chờ ở một tầng, bọn họ còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi Trương Huyền đâu, tại đây cô tịch trăm năm, đột nhiên tiến vào một cái thành viên mới, nghe Trương Huyền nói bên ngoài biến hóa, là bọn họ nhất chờ mong sự. Một tầng đỉnh không, kia bị người họa ra không trung, đột nhiên mở ra một phiến cửa đá, một tầng người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó, nhưng bọn họ nhìn đến không phải Trương Huyền, mà là Huyền Thiên.
Lão đại, kia tiểu tử đâu? Người khác đâu? Ngươi sẽ không đem hắn làm thịt đi, ngàn vạn đừng a. Một đám người thấy chỉ có Huyền Thiên xuất hiện, sôi nổi mở miệng dò hỏi, giữa mày còn mang theo lo lắng, sợ Trương Huyền ra cái gì ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi kia, Huyền Thiên một bước từ thạch thang thượng nhảy xuống tới, nhìn quét mọi người, chậm rãi mở miệng, người trẻ tuổi kia. Rời đi, thấp bé nam nhân cười một tiếng, lão đại, người đừng nói giỡn, hắn rời đi có thể tới nào đi. Huyền Thiên lại lần nữa lặp lại một tiếng, là thật sự rời đi. Hắn rời đi, thấp bé nam nhân mới vừa nói ra này hai chữ, biểu tình một ngưng, hắn đột nhiên ý thức được, hiện tại nói lời này người, là Huyền Thiên, Huyền Thiên, chính là trước nay đều không loạn nói chuyện. Còn lại người, cũng đều ý thức được điểm này, lẫn nhau liếc nhau sau, trong mắt tất cả đều tràn ngập không thể tin tưởng. Lão, lão đại, ngươi nói hắn, rời đi, một người lẩm bẩm Huyền Thiên nói, thân mình đều ở phát run. Bọn họ bị nhốt ở nơi này, mấy trăm năm, tại đây mấy trăm năm chung, chứng kiến không ít người vĩnh viễn lưu lại nơi này, hiện giờ, nghe được một người rời đi, há có thể không chấn động. Một người không nói gì, trực tiếp nhích người hướng ba tầng phóng đi. Còn lại người, cũng đều sôi nổi xông ra ngoài, rời đi này cầm tù chính mình mấy trăm năm nhà giam, chẳng sợ chỉ có thể đi ra ngoài một cái chớp mắt, đều đủ bọn họ phát cuồng. Huyền Thiên nhìn mọi người này nổi điên dường như bộ dáng, lắc lắc đầu, hắn không có ra tiếng đánh vỡ mọi người hy vọng, khiến cho sự thật tới nói cho đại gia hảo. Huyền Thiên chậm gì gì đi vào ba tầng, đường hắn đến nơi đây thời điểm, nhìn đến còn lại người, tất cả đều vẻ mặt mất mát ngồi ở vách đá bên, nghĩ đến bọn họ cũng đều thí nghiệm qua, cũng không pháp đột phá kia tầng trận pháp cái chắn. Lão đại, người nói kia tiểu tử, như thế nào đi ra ngoài a? Chẳng lẽ này trận pháp không nhằm vào ngưng khí cảnh dưới? Thấp bé nam nhân vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nhưng chúng ta cũng không thể đem tự thân cảnh giới hàng đến hóa hình a, thật muốn như vậy, chỉ sợ không đợi đi ra ngoài đâu, liền chết trước. Thế nhưng có người có thể đủ đi ra ngoài, quá không thể tưởng tượng. Này hơn 20 người, tất cả đều đang nói về Trương Huyền rời đi sự, bọn họ bị nhốt ở nơi này lâu lắm, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể đi ra ngoài. Hiện tại cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Huyền Thiên lắc lắc đầu, này cùng người trẻ tuổi kia cảnh giới hẳn là không có quan hệ, ta quan sát quá, hắn phương pháp tu luyện thực kỳ lạ, cùng ta dĩ vãng nhìn thấy đều không giống nhau. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, thấp bé nam nhân mở miệng, hắn rõ ràng có hóa hình cảnh thực lực, nhưng ở hắn trên người, cảm thụ không đến một chút có khí đặc thù, có phải hay không hiện tại tu luyện hệ thống, cùng chúng ta lúc ấy, đã là hai khái niệm. Nếu là cái dạng này lời nói, khả năng trận pháp chỉ đem hắn coi như một người bình thường, cũng không có ngăn trở. Rất có khả năng, Huyền Thiên gật đầu, nghe những cái đó lão tiền bối giảng quá, khi đó địa ngục, thường xuyên sẽ có ngục quan ra vào, những cái đó ngục quan, đều là không có tu vi người thường. Ai, thấp bé nam nhân thầm hận một tiếng, sớm biết, nên hỏi trước kia tiểu tử như thế nào tu luyện, chúng ta tuy rằng đã định hình, nhưng một bên tán công, một bên một lần nữa tu luyện. Cũng đều không phải là không có khả năng, tuy rằng tốc độ thong thả, nhưng nhiều ít có cái hy vọng, 50 năm không được liền 100 năm, 100 năm không được liền 200 năm, tổng hội có đi ra ngoài một ngày. Đúng vậy, tiểu tử này đi ra ngoài, chờ tiếp theo cái tiến vào người, lại phải đợi bao lâu, ta chỉ sợ còn có thể sống thêm 30 năm, hiện tại lớn nhất tâm nguyện, chính là trở lại ta phu nhân trước mộ, lại xem nàng cuối cùng một lần. Một người tuổi già lão giả thở dài nói. Hảo. Hiện tại chuyện này, cũng là cho chúng ta đề ra cái tỉnh, về sau nếu tái ngộ đến tân nhân, nhất định phải hỏi rõ ràng. Huyền Thiên ra tiếng nói. Mọi người đều có vẻ phi thường mất mát, một cái có thể rời đi cơ hội bãi ở trước mắt, đã có thể bị bọn họ như vậy cấp lãng phí rớt, đương thuộc bất đắc dĩ, bọn họ tại đây tầng ngồi hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trở lại một tầng, hướng chính mình nơi đi. Thấp bé nam nhân dùng tay ở một tầng trên vách tường ấn một chút. Nguyên bản xanh lam bích họa không chung, biến thành ngân hà, đây là người ở đây cách sống, tuy rằng đơn điệu, nhưng cũng tràn ngập nghi thức cảm, khả năng đây là bọn họ tại đây, duy nhất lạc thú đi. Thấp bé nam nhân ở trên giường nằm một đêm, bọn họ không có đồng hồ báo thức, đã sớm hình thành một bộ đồng hồ sinh học, không đợi thấp bé nam nhân đồng hồ sinh học đem hắn đánh thức, một cổ nồng đậm mùi hương, liền phiêu tiến hắn trong mũi. Chương 726 lại về rồi. Trong lúc ngủ mơ thấp bé nam nhân, ở ngửi được này cổ mùi hương nháy mắt, liền nhảy dựng lên, loại này mùi hương, hắn cảm thấy phi thường xa lạ, hắn khẳng định,
ở chính mình gần trăm năm trong trí nhớ, tuyệt đối chưa từng ngửi được quá như vậy mùi hương. Thấp bé nam nhân dùng sức hút hạ cái mũi, này mùi hương, là từ ngoài phòng truyền đến, hắn đẩy ra cửa phòng, không chung nhan sắc, lại lần nữa khôi phục kia xanh lam chi sắc. Thấp bé nam nhân theo mùi hương truyền đến địa phương nhìn lại, liền thấy nơi đó, chính chi một ngụm thật lớn nồi sắt, nguyên bản ngày hôm qua liền rời đi Trương Huyền, giờ phút này thế nhưng một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mắt, hơn nữa liền đứng ở nồi sắt bên, cầm một phen thiết muỗng, không ngừng ở trong nồi quấy. Một thân áo đen huyền thiên, giờ phút này chính không hề hình tượng ngồi ở nồi sắt bên, một tay bắt lấy một con thiêu gà, một tay ôm một cái vỏ rượu, giờ phút này chính đại cả lăm thiêu gà, mồm to uống rượu. Tỉnh, mau tới, Trương Huyền cho chúng ta mang lễ vật tới. Huyền thiên cười lớn một tiếng, trong miệng tắc đến tràn đầy, bọn họ tại đây, chỉ có thể ăn chút gieo trồng thức ăn chay, này đã không biết nhiều ít năm, không có hưởng qua thịt vị. Thấp bé nam nhân vừa thấy Huyền thiên trên tay thiêu gà, kia đôi mắt đều đỏ, đều không rảnh lo hỏi Trương Huyền vì cái gì lại trở về, lập tức vò tới phía trước đi. Ở nồi sắt bên cạnh, phóng rất nhiều thiêu gà, cùng với các loại mỹ vị, đồ uống, thậm chí bao gồm một ít máy tính bảng, giản dị nguồn năng lượng, rậm rạp, mấy thứ này, tất cả đều là Trương Huyền mang đến. Đương ngày hôm qua Trương Huyền phát hiện chính mình có thể nhẹ nhàng rời đi sau, hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp rời đi, tại đây nhà giam, kia nhưng đều là mấy trăm năm trước sống sót lão hóa thạch A, bọn họ hiểu biết, đó là chính mình tìm hiểu cả đời đều không thể tìm hiểu đến, thực lực của bọn họ, chẳng sợ yếu nhất một cái, đều là yêu cầu chính mình đi nhìn lên tồn tại, những người này, mỗi một cái, kia đều là so sách giáo khoa còn muốn dạy khoa thư tồn tại. Hiện tại Trương Huyền, đối với khí lý giải, đang ở một cái bình cảnh thượng, những người này xuất hiện, vừa vặn có thể cho hắn giải thích nghi hoặc, hơn nữa dẫn đường hắn ở về sau tu luyện thượng chính xác nhất phương hướng. Trương Huyền chạy đến gần nhất một tòa thành thị, tuy rằng di động bị chính hắn niết bạo, trên người cũng không có thẻ ngân hàng linh tinh đồ vật, nhưng quang minh đảo thế lực, đó là trải rộng toàn thế giới, có thể nói, tại đây trên thế giới mỗi một cái thành thị, quang minh đảo đều có cùng loại với trạm cấp cứu cùng an toàn phòng như vậy tồn tại. Bên trong gửi đại lượng vật tư cùng tiền tài, này đó địa phương vị trí, đã sớm rõ ràng ghi tạc Trương Huyền trong đầu. Trương Huyền dùng một đêm thời gian, chuẩn bị tốt đại lượng vật tư, sau đó trở lại nơi này, toàn bộ mang theo xuống dưới. Lúc ấy Trương Huyền vẫn là dùng khí phách khai mặt đất lưu xa, vốn định như vậy tốc độ mau một chút, kết quả vừa mới bổ ra lưu xa, đã bị Huyền Thiên phát hiện. Nhìn đến Trương Huyền lại lần nữa sau khi trở về, ngay cả Huyền Thiên đều có chút ngốc. Hắn trước tiên làm Trương Huyền nếm thử một chút có không một lần nữa đi lên, Trương Huyền liên tiếp thử mấy lần, đều không có bị trận pháp sở ngăn cách, có thể dễ dàng xuất nhập. Cái này làm cho Huyền Thiên minh bạch, Trương Huyền đều không phải là trùng hợp mới đi ra ngoài, đích xác xác là này trận pháp, đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Theo sau, Huyền Thiên lực chú ý, đã bị Trương Huyền mang đến vật tư hấp dẫn đi qua. Trương Huyền giờ phút này trong nồi, ngao chính là một nồi ngưu cốt canh. Đủ loại mỹ thực, xem thấp bé nam nhân là hoa cả mắt, học Huyền Thiên giống nhau, nắm lên một con thiêu gà, liền hướng trong miệng tắc, đồng thời bế lên một cái vỏ rượu, đột nhiên rót một ngụm rượu, này một ngụm rượu rót hạ, đem thấp bé nam nhân sặc đến sắc mặt đỏ lên, liên tục ho khan. Này rượu, cũng quá cay, thấp bé nam nhân vỗ chính mình ngực. Trương Huyền ha hả cười, các người phía trước uống, đều là một ít rượu gạo cùng rượu trái cây, không giống hiện tại, đều có cồn tinh luyện. Tự nhiên sẽ cảm thấy cay. Sảng a, thấp bé nam nhân cắn tiếp theo khẩu thiêu gà, lão tử cũng không biết nhiều ít năm không ăn qua thịt. Các loại mùi hương ở chỗ này lan tràn, hơn nữa thấp bé nam nhân kêu to thanh, tức khắc làm còn lại người cũng đều từ trong phòng ra tới, khi bọn hắn nhìn đến Trương Huyền mang đến này đó vật tư khi, một đám cũng đều cùng thấp bé nam nhân phía trước giống nhau, đỏ đôi mắt giống nhau, trực tiếp vọt lại đây, ôm những cái đó nướng tốt chân dê, lỗ tốt thịt bò, liền ăn lên. Một đám trên mặt, có xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Ta thật cho rằng, chính mình đời này đều ăn không đến thịt. Một người ăn, nước mắt đều mau chảy xuống tới, phải biết rằng, bọn họ tại đây đãi, không phải 1-2 năm, cũng không phải 10 đến 20 năm, là ấn trăm năm tính, những người này phản ứng, Trương Huyền đã sớm đoán trước tới rồi. Các vị tiền bối, đều đừng nóng vội, ăn từ từ, nếu ta có thể tùy ý ra vào nơi này, về sau các tiền bối tam cơm, áo cơm. Ta Trương Huyền toàn bao. Trương Huyền lớn tiếng nói. Người trẻ tuổi, người nói một chút, người này đều đi rồi, sao còn lại về rồi đâu? Một người ăn xong một mồm to thịt bò, cổ túi bỉu môi nói.
ta này không phải có thể tùy ý ra vào sao, nghĩ các vị tiền bối tại đây quá mức tịch mịch, liền cấp các vị tiền bối đưa chút mỹ vị tới. Trương Huyền cười nói, ta vừa mới đã cùng Huyền Thiên tiền bối thử qua, ta chỉ cần nghĩ ra đi, tùy thời đều khả năng đi ra ngoài, cũng không sẽ bị vây nơi này. Ai, người trẻ tuổi, người ở tiến vào thời điểm, liền không có suy xét, nếu lần trước đi ra ngoài chỉ là trùng hợp. Lại một người hỏi, tại đây người hỏi ra vấn đề này thời điểm, ở đây người, bao gồm Huyền Thiên, đều là sửng sốt. Đúng vậy, Trương Huyền ở tiến vào phía trước, liền không suy xét quá vấn đề này sao? Nếu hắn lần trước chỉ là trùng hợp, lần này vì tới đưa cái đồ vật rốt cuộc ra không được, vậy nên làm sao bây giờ? Trương Huyền cười cười, hắn ở tới trước, cũng xác xác thật thật suy xét tới rồi vấn đề này, bất quá Trương Huyền vẫn là lựa chọn xuống dưới, hiện tại hắn, nói khó nghe điểm, đã bị buộc đến tuyệt lộ, thần ẩn hội kia bốn gã thần phạt sử đã theo dõi Quang Minh Đảo, bọn họ lại như vậy cường đại, bằng vào hiện tại Trương Huyền, tuyệt đối vô pháp đối phó, hơn nữa một cái trúc thị, sở hữu áp lực, đều kháng ở Trương Huyền một người trên người, hắn nếu chính mình đều không lựa chọn đua một phen, không ai có thể giúp hắn. Trương Huyền lần này, cũng tồn tại đánh cuộc thành phần, hơn nữa là xa hoa đánh cuộc, may mắn chính là, hắn đánh cuộc thắng, đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì chuẩn bị cũng chưa làm, ở cái kia tài nguyên trong phòng, Trương Huyền để lại manh mối, nếu chính mình thật lưu lại nơi này, Quang Minh Đảo người, cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, tới cứu hắn. Trương Huyền nói, ta nếu ra không được, liền cùng chư vị tiền bối cùng nhau đãi ở chỗ này cũng có thể. Người trẻ tuổi, chịu ta nhất bái. Thấp bé nam nhân đứng dậy, thu hồi trên mặt vui cười, vẻ mặt chính xác hướng Trương Huyền ôm ôm quyền. Còn lại đám người, cũng đều là như thế, bao gồm Huyền Thiên, cũng đều hướng Trương Huyền ôm ôm quyền. Các vị tiền bối, nói như vậy liền không cần nhiều lời, đại gia trước cùng nhau ăn thịt uống rượu. Trương Huyền nói, hảo, chúng ta đây, đồng thời kính Trương Huyền một ly. Huyền Thiên giơ lên vò rượu, lớn tiếng nói. Chương 728 mở ra nhà giam, đều không phải là không có khả năng. Một chúng sống không biết nhiều ít năm lão yêu nghiệt nhóm, bởi vì Trương Huyền đã đến, nếm tới rồi bọn họ thượng trăm năm đều chưa từng hưởng qua thịt vị. Mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, này đại khái là bọn họ vây ở chỗ này lúc sau, nhất thỏa mãn một ngày. Rượu đủ cơm no sau, Huyền Thiên ra tiếng hỏi, Trương Huyền, người rời khỏi sau, chúng ta đều suy nghĩ. Vì cái gì kia trận pháp đối với ngươi không có hiệu quả, ngươi là như thế nào tu luyện khí? Trương Huyền lắc lắc đầu, không biết. Không biết, một người lạ mặt nghi hoặc, Trương Huyền, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không. Tiền bối, Trương Huyền cười khổ một chút, đánh gãy người này nói, đều không phải là ta giấu dốt, cũng không phải ta không muốn nói cho các vị tiền bối, chỉ là ta tại đây luyện khí một đạo mặt trên, cũng là vẫn luôn sờ soạng, không có gì riêng tu luyện pháp môn. Không sợ các vị tiền bối chê cười, ta liên tiếp xuống dưới muốn như thế nào tu luyện, đều không rõ ràng lắm, lúc trước có thể nắm giữ khí, càng là ngoài ý liệu. Huyền Thiên nghe Trương Huyền ngữ khí, xem Trương Huyền biểu tình, cũng không như là nói dối, hắn mở miệng nói, Trương Huyền, ngươi nếu nguyện ý, ta có thể giúp ngươi nhìn xem ngươi tình huống hiện tại. Đương nhiên, có Huyền Thiên tiền bối chỉ điểm, ta cầu mà không được. Trương Huyền liên tục gật đầu. Huyền Thiên vẫy vẫy tay. Không có gì tiền bối không tiền bối, chúng ta ở nơi này, bất quá là một đám vây ở nhà giam người, người nguyện xuống dưới xem chúng ta chính là bằng hữu, tuổi gì đó, đối chúng ta tới nói, đã sớm không có ý nghĩa, người nếu không chê, kêu ta thanh đại ca cũng có thể. Trương Huyền sắc mặt vui vẻ, đương trường mở miệng, đại ca. Người kêu ta một tiếng đại ca, ta này đại ca cũng không phải bạch đương. Huyền Thiên bước chân hơi hơi vừa động. Giây tiếp theo liền trực tiếp xuất hiện ở Trương Huyền trước người. Đứng ở kia Trương Huyền, rõ ràng vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Huyền Thiên, nhưng cố tình không có thấy rõ Huyền Thiên động tác, thậm chí liền Huyền Thiên di động quỹ đạo đều bắt giữ không đến, này không phải Huyền Thiên cố ý vì này, chỉ là thực lực của hắn quá cường, ở hơn 300 năm trước, đó là trên thế giới này hiểu rõ cao thủ, hiện giờ, tại đây bị nhốt vô số năm, không được ngự khí, chỉ có thể bằng vào tự thân thực lực so với lúc trước càng tiến thêm một bước. Huyền Thiên một tay bắt được Trương Huyền bả vai, ngón tay ở Trương Huyền trên người liền điểm, theo sau theo Trương Huyền thiếu dương gan kinh hành tẩu một vòng, lại thuận xỉu âm màng tim kinh chảy quá, mày nhăn lại. Lão đại, thế nào? Thấp bé nam nhân gấp không chờ nổi hỏi. Thực cổ quái, Huyền Thiên buông ra Trương Huyền, chúng ta luyện khí, trước cảm ứng khí tồn tại, theo sau dần dần khống khí, đem khí dung nhập trong cơ thể, đạt tới cả người khống khí chi hiệu, phương thành ngự khí,
Nhưng Trương Huyền, hắn cùng chúng ta tu luyện phương thức hoàn toàn tương phản, hắn là trước đem khí dung với trong cơ thể, theo sau lại đối khí tiến hành khống chế, càng vì cổ quái chính là, ở hắn hạ đan điền chỗ, trầm có một đoàn cổ quái khí xoáy tụ. Trước đem khí dung nhập trong cơ thể, thấp bé nam nhân cả kinh, vội vàng hướng Trương Huyền hỏi, tiểu tử, ngươi như thế nào làm được? Hiện tại công pháp đều như vậy, không sợ nổ tan xác mà chết sao? Ân, Trương Huyền trầm ngâm một phen, giải thích nói, này không có gì công pháp, này tất cả đều là chính mình sờ soạc, lúc trước được đến một khối linh thạch, bên trong ẩn chứa thật lớn năng lượng, ta cũng không biết nên như thế nào sử dụng, liền nếm thử đem bên trong linh khí lấy ra tới, hóa thành chất lỏng, sau đó dùng. Ngươi điên rồi, thấp bé nam nhân đôi mắt trừng lão đại, chẳng sợ ngưng khí cảnh cũng không dám trực tiếp hấp thu linh thạch nội linh khí, cần thiết muốn tăng thêm không khí loãng, sau đó lấy công pháp tới điều hòa. Người thế nhưng ở còn không có ngự khí thời điểm liền trực tiếp hấp thu. Tuy rằng ta không biết các ngươi là như thế nào hóa thành chất lỏng, nhưng loại này phương pháp, hẳn là so trực tiếp hấp thu linh khí còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần, nội tạng của ngươi, rốt cuộc là như thế nào thừa nhận trụ. Vận khí tốt, thật là vận khí tốt ha. Một người cảm thán nói, Trương Huyền, ngươi như vậy cũng chưa chết, quả thực không thể tưởng tượng. Trương Huyền gãi gãi đầu, hắn lúc ấy cũng chưa cảm giác này phương pháp có bao nhiêu nguy hiểm. Đó là bởi vì còn không hiểu biết khí đặc tính, nhưng hiện tại ngẫm lại, chính mình khi đó, cũng thật là lá gan đại, khí có như vậy uy lực, lúc ấy nói không hảo thân thể liền sẽ xuất hiện vấn đề, có thể sống sót, thật sự chính là may mắn đi. Huyền Thiên nhìn chằm chằm Trương Huyền nhìn nửa ngày, cuối cùng một câu cũng chưa nói, cấp Trương Huyền duỗi cái ngón tay cái ra tới, loại này cách làm, chính là hắn cũng không dám tùy ý đi nếm thử. Nghe được Trương Huyền phương pháp tu luyện sau, mọi người có vẻ phi thường thất vọng, rốt cuộc nếu thật là như vậy, kia bọn họ là tuyệt đối vô pháp làm được, trước làm khí dung nhập trong cơ thể, cùng chậm rãi dẫn đường khí bao trùm toàn thân, là hai loại hoàn toàn bất đồng phương pháp, khả năng, đây là trận pháp không có đối Trương Huyền sinh ra cách trở nguyên nhân đi. Ai, thấp bé nam nhân thở dài, nhìn dáng vẻ, chúng ta là chú định vô pháp đi ra ngoài, hảo muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới là bộ dáng gì, Trương Huyền mang đến mấy thứ này, ta là trước đây chưa từng gặp a. Thấp bé nam nhân cầm lấy một bộ Trương Huyền lấy tới di động, không ngừng nhìn. Còn lại người, cũng đều có vẻ phi thường mất mát. Trương Huyền nhìn mọi người mất mát bộ dáng, ra tiếng an ủi nói, các vị tiền bối, đại gia cũng không cần nản lòng thoái chí, ta tại ngoại giới có chút cường địch, không có xử lý, nếu là đem cường địch xử lý sạch sẽ, ta sẽ lập tức an bài người, đem này bốn phía toàn bộ đào khai, một năm không được liền đào 2 năm, 2 năm không được liền đào 10 năm, một ngày nào đó. Sẽ làm các vị tiền bối gặp lại quang minh. Trương Huyền, người có này phân tâm, chúng ta liền rất vui vẻ, bất quá loại này phương pháp, chỉ sợ không được. Huyền Thiên lắc lắc đầu, này địa ngục nhà giam, tồn tại thời gian lâu lắm, lúc trước bày ra nhà giam, không biết là cỡ nào đại năng, hắn phong tỏa, tuyệt không gần là này một phương thiên địa, chung quanh kiên cố nham thạch chung, cũng tuyệt đối tồn tại cấm kỵ. Đúng vậy, trừ phi chúng ta có thể giống người giống nhau, đổi một loại phương pháp tới tu luyện. Nhưng kia đối chúng ta tới nói, đã là không có khả năng. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, chư vị tiền bối, các ngươi giống như đã quên một sự kiện. Cái gì, thấp bé nam nhân theo bản năng hỏi. Trương Huyền nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, thần ẩn hội tên kia thần phạt xử, lúc trước phán ta 9 năm lao ngục, bọn họ là không biết ta có thể tùy ý xuất nhập, nói cách khác, thần ẩn hội người, có biện pháp, mở ra này tòa nhà giam. Trương Huyền lời này vừa ra. Ở đây mọi người, bao gồm Huyền Thiên ở bên trong, đều thân thể đồng thời chấn động. Đối, thần ẩn hội có mở ra nhà giam phương pháp. Trương Huyền, thần ẩn hội nơi đó, cường đại đến. Huyền Thiên xuất khẩu, nói một nửa, đã bị Trương Huyền đánh gãy. Huyền Thiên đại ca, ta cũng là thần ẩn hội thành viên, ta không biết ở các ngươi trong ấn tượng, thần ẩn hội cường đại đến loại nào trình độ, nhưng hiện giờ, thần ẩn hội thực lực, tuyệt đối không phải các ngươi trong ấn tượng như vậy cường đại. Nếu không thần ẩn hội thần phạt xử, cũng sẽ không vì một ít linh thạch, liền cho ta khấu thượng đỉnh đầu tội nhân mũ, nếu ta nếu có thể lên làm thần ẩn hội thần phạt xử, mở ra nhà giam, đều không phải là không có khả năng. Chương 728 nhà giam hy vọng. Trương Huyền này buổi nói chuyện, nghe được ở đây người là ngơ ngác xuất thần, vài giây sau, mỗi người trên mặt, đều tràn đầy hưng phấn thần sắc, ở bọn họ ánh mắt giữa, mang theo một sợi hy vọng sắc thái. Thần ẩn hội. Thật sự suy sụp, một người có chút không xác định hỏi,
Ở dĩ vãng trong trí nhớ, thần ẩn hội cho hắn để lại quá nhiều vô pháp ma diệt đáng sợ ký ức. Huyền Thiên mở miệng nói, Trương Huyền nói, chỉ sợ là thật sự, Trương Huyền bị đưa vào địa ngục ngày đó, thần phạt sử mở ra đại môn nháy mắt, ta thử phát ra một sợi khí, kia bốn gã thần phạt sử thực lực, chỉ có ngưng khí trung kỳ, đặt ở dĩ vãng, như vậy thực lực, liền thần ẩn hội đại môn đều mãi không đi vào, càng không cần để đảm nhiệm thần phạt sử này một chức vị quan trọng, bên ngoài võ đạo, theo thời gian trôi đi, dần dần bắt đầu xuống dốc, nếu ta đoán không sai, Trương Huyền ở bên ngoài, cũng hơi có chút thân phận đi. Trương Huyền ngượng ngùng cười cười, là có một chút chính mình thế lực. Đó chính là, Huyền Thiên gật đầu, hóa hình cảnh đặt ở dĩ vãng, bất quá là sơn môn thủ sơn đệ tử thôi, hiện tại đều có thể tổ kiến thế lực, đủ để thấy, này bên ngoài cùng chúng ta nhận chi, đã hoàn toàn bất đồng. Trương Huyền nghe Huyền Thiên lời này, cảm giác phá lệ quái dị, chính mình sao nói cũng là quang minh đảo chủ, kết quả ở chỗ này, ở Huyền Thiên đám người trong mắt, liền cùng một con nhược kê giống nhau, tuy rằng Trương Huyền rất rõ ràng, Huyền Thiên đám người nói chính là sự thật, nhưng nghe còn có chút hụt hẫng. Thấp bé nam nhân một chút nhảy dựng lên, kia còn chờ cái gì, các vị, đem chúng ta tuyệt học đều lấy ra tới, toàn bộ truyền thụ cấp Trương Huyền, làm hắn tốc tốc giết hắn thủ địch, lên làm thần phạt sử, chúng ta cũng thật sớm một ngày lại thấy ánh mặt trời. Hắn đó là chúng ta này hy vọng. Không tồi, Trương Huyền, ta trước truyền cho ngươi này bộ. Các vị tiền bối trước đừng có gấp, việc này ngày mai lại nói, hôm nay, trước nhìn xem ta cho các ngươi mang đến này đó lễ vật. Trương Huyền cầm lấy một cái máy tính bảng, bắt đầu phổ cập khoa học nói, ta ở cái này máy tính bảng hạ rất nhiều video, tin tức, phim truyền hình, trận bóng, điện ảnh, game show, có rất nhiều, đại gia thông qua cái này, cũng có thể nhìn đến bên ngoài thế giới phát sinh biến hóa, còn có một ít lịch sử thư tịch, video, đều là thế giới các địa phương, các ngươi ở này đó thư thượng, hẳn là đều có thể tìm được về các ngươi muốn biết đồ vật. Trương Huyền lần này mang đến đồ vật rất nhiều, phi thường toàn diện. Vừa nghe Trương Huyền nói có thể nhìn đến bên ngoài biến hóa, biết này mấy trăm năm qua đều đã xảy ra cái gì, mọi người biểu hiện phi thường cảm thấy hứng thú, bọn họ đãi ở chỗ này, thật sự là quá nhàm chán. Đương Trương Huyền mở ra máy tính bảng, truyền phát tin một ít video khi, mọi người trong mắt tất cả đều lộ ra kinh ngạc cảm thán. Huyền Thiên mở miệng nói, nghe đồn, chỉ có thượng cổ đại năng có thể thông qua phi phàm thủ đoạn, đem lúc trước phát sinh một màn lấy hình ảnh thủ đoạn ký lục xuống dưới. Không nghĩ tới hôm nay người, nhẹ nhàng là có thể làm được, tuy rằng võ đạo cô đơn, nhưng Trương Huyền trong miệng cái này khoa học kỹ thuật, thật là làm ta chờ xem thế là đủ rồi a. Trương Huyền nói, đại ca, hôm nay ta trước giáo các ngươi nhận một chút hiện đại tự, cũng phương tiện các ngươi mặt sau đối thư tịch đọc, hiện tại các ngươi xem, đều là một ít sớm đã bảo tồn tốt hình ảnh, chờ ta đem bên ngoài sự tình giải quyết, lại ở chỗ này thành lập thông tin trạm, đến lúc đó, các ngươi tuy rằng không thể đi ra ngoài. Nhưng bên ngoài phát sinh hết thảy, đều có thể thông qua này đó máy tính bảng nhìn đến, cũng có thể tùy thời cùng ta trò chuyện, đơn giản chính là trạch một chút sao. Hiện tại trạch nam rất nhiều. Cách xa nhau ngàn dặm thông tin, người trong miệng khoa học kỹ thuật, đã có thể làm được như vậy sao? Huyền Thiên đám người có vẻ thực khiếp sợ. Đại ca, này sớm tại hơn 30 năm trước là có thể làm được, bất quá hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, đến lúc đó không riêng có thể trò chuyện. Các ngươi còn có thể đủ nhìn đến ta, đến lúc đó, ta dùng điện thoại mang các ngươi chu du thế giới, kia cũng không phải không được, ha ha. Trương Huyền cười lớn một tiếng. Ngươi càng nói, ta càng là cảm giác được gấp không chờ nổi. Huyền Thiên ánh mắt lộ ra nồng hậu hứng thú, ngươi đêm nay trước dậy chúng ta biết chữ, 6 cái canh giờ sau, chúng ta bắt đầu đối với ngươi tiến hành huấn luyện, thực lực của ngươi, có chút quá mức gầy yếu, chúng ta cần thiết làm ngươi ở trong thời gian ngắn nhất, đạt tới tốt nhất huấn luyện hiệu quả. Thấp bé nam nhân chờ một đám người, cũng đều xoa tay hầm hè, chuẩn bị đem chính mình thượng trăm năm chưa từng vận dụng thật bản lĩnh lấy ra tới. Này đó bị nhốt ở địa ngục nhà giam chung người, đừng nhìn tuổi đều đại, nhưng tư duy logic tính, một chút đều không thể so những cái đó học tập thượng thiên tài muốn kém, bọn họ các bắt được bên ngoài đi, kia đều là đủ để xưng bá một phương cường giả, thả lúc trước có thể bị quan tiến địa ngục, có thể nghĩ, mỗi người kia đều không phải hời hợt hạng người, học tập năng lực các đứng đầu. Hơn nữa nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa đình chỉ quá từ đài giao dịch thượng mua sắm, văn tự gì đó, có thể nói một điểm liền thông. Bản thân Hoa Hạ tự liền truyền lưu đã lâu, trước kia đều là tượng hình tự, chỉ là ở 60 nhiều năm trước thay đổi thành giản thể, mọi người nhận lên, cũng không khó. Chỉ dùng 2 cái giờ thời gian, Trương Huyền liền chỉ dạy mọi người Hoa Hạ tự, theo sau,
mọi người hứng thú vội vàng thưởng thức nổi lên Trương Huyền mang đến máy tính bảng, các loại di động nguồn điện, Trương Huyền cũng mang theo rất nhiều, bao gồm đại hình nạp điện cơ trạm, Trương Huyền đều vận tới 4 cái, cũng đủ mọi người ở chỗ này dùng tới 2 tháng. Nơi này không có ngày đêm, sở hữu ngày đêm, bất quá là đại gia vì sinh hoạt nghi thức cảm, chính mình làm ra tới, ngủ, cũng là muốn ngủ liền ngủ mà thôi. Lại qua 10 cái giờ, đối với Trương Huyền huấn luyện, cũng bắt đầu rồi. Trương Huyền, ta dùng đao 31 tái, này bộ đao pháp, từ ta cầm đao kia một khắc khởi, liền cùng với ta, trải qua ta vô số lần cải tiến, hiện đã đạt tới vô khuyết chi cảnh, nếu ngang nhau cảnh giới chung, đương thuộc vô địch, ta xưng này vì, ngàn tiêu thái tuế. Thấp bé nam nhân cái thứ nhất ra tiếng, hắn cầm lấy một cây thú cốt, đối với Trương Huyền, nhẹ nhàng một chọn. Liền ở thấp bé nam nhân này nhẹ nhàng một chọn dưới, Trương Huyền có một loại không thể nào tránh né cảm giác. Liền ở Trương Huyền còn suy tư nên như thế nào ứng đối khi, thấp bé nam nhân trong tay này cùng thú cốt, đã để tới rồi Trương Huyền cổ chỗ, nếu đây là ở sinh tử chi chiến, Trương Huyền đã bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục, càng quan trọng là, ở chỗ này, là không có biện pháp vận dụng khí, thấp bé nam nhân dùng, chỉ là hắn tự thân thực lực, cùng khí không quan hệ. Một người lắc lắc đầu, Trương Huyền, thực lực của ngươi quá mức gầy yếu, kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng không đủ, đơn giản như vậy một cái thượng chọn đều tránh không khỏi. Người này lời nói, nếu đặt ở bên ngoài, bị người nghe được, đến chừng lớn đôi mắt, quang minh đảo chủ chiến đấu kinh nghiệm không đủ. Kia đều là từ người chết đôi bò ra tới, 10 năm không ngừng sinh tử chém giết, còn kinh nghiệm không đủ. Trương Huyền chính mình rõ ràng, chính mình kinh nghiệm chiến đấu, cùng nơi này người so sánh với, quá thiếu thốn, khác không nói, liền phía trước nói chuyện phiếm thời điểm, này thấp bé nam nhân, nói hắn 7 tuổi cầm đao, 13 tuổi bắt đầu giết người. Vẫn luôn giết đến 38 tuổi, cơ hồ không có một ngày đình quá. Chương 729 hủy đi chiêu. Một cái một trận chiến đó là mấy chục năm người, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, há là Trương Huyền có thể so sánh, huống hồ lúc ấy, không có súng kíp, không có đại pháo, mọi người đều là đoàn binh giao tiếp. Ở phương diện này kinh nghiệm chiến đấu thượng, Trương Huyền có thể nói là nhất thiếu thốn, rốt cuộc Trương Huyền chiến đấu, có thể sử dụng thương giải quyết, cơ hồ đều sẽ không lộ diện. Chú lùn. Người này đao pháp cũng có thể xưng vô khuyết. Trương Huyền, ta cho ngươi nói nhất chiêu, nhẹ nhàng phá hắn. Một người phương Tây gương mặt nữ nhân ra tiếng, nữ nhân này nhìn qua có hơn 50 tuổi, nhưng chân thật tuổi so thấp bé nam nhân còn muốn lớn hơn 30 tuổi. Chúng ta châu Âu, tuy rằng ở võ đạo mặt trên, không bằng Hoa Hạ lịch sử đã lâu, nhưng cũng có chỗ đáng khen, chú lùn này đao pháp, người ở hắn khởi tay khi, hơi lui 3 thước, theo sau tiến tiếp theo thước, tiền tam bước, đỉnh này eo. Thông qua đọc Trương Huyền mang đến thư tịch, cùng với quan khán video, nơi này người, đã minh bạch chính mình thuộc về cái nào châu, cái nào quốc. Phá ta chiêu này, nói dễ dàng, thấp bé nam nhân lui về phía sau vài bước, theo sau như vừa rồi giống nhau, lại lần nữa một cái thượng chọn. Trương Huyền thông qua đối phương theo như lời, lui về phía sau 3 thước, thân thể hơi hơi hạ cong, theo sau nhanh chóng đi tới 3 bước, quả nhiên tìm được thấp bé nam nhân này nhất chiêu sơ hở. Một đầu gối chiều thấp bé nam nhân phần eo đỉnh đi. Thấp bé nam nhân hét lớn một tiếng, tức khắc biến chiêu. Ở thấp bé nam nhân biến chiêu đồng thời, kia nữ nhân lại lần nữa ra tiếng, tả di 3 thước, hữu trưởng thượng chọn. Trương Huyền tìm đối phương cách nói làm đi, lại một lần phá rớt thấp bé nam nhân biến chiêu. Lại đến, thấp bé nam nhân không chịu thua hét lớn một tiếng, lại lần nữa đổi chiêu, kia nữ nhân đồng thời cấp Trương Huyền phá chiêu phương pháp. Cứ như vậy, Trương Huyền dựa theo đối phương theo như lời, cùng thấp bé nam nhân tới tới lui lui qua hơn 20 chiêu, ở thứ 27 chiêu là lúc, bị thấp bé nam nhân trong tay thú cốt đụng tới ngực, lúc này mới bị thua. Rõ ràng là thấp bé nam nhân thủ thắng, nhưng giờ phút này, thấp bé nam nhân trên mặt không hề vui mừng, ngược lại là Trương Huyền, vẻ mặt vui mừng, nguyên bản hắn liền thấp bé nam nhân nhất chiêu đều căng không đi xuống, nhưng giờ phút này, sinh sôi căng 26 chiêu, ở thứ 13 chiêu thời điểm. Còn đem thấp bé nam nhân bước lui 3 bước, tuy rằng chính mình là nghe người ta chỉ huy, nhưng tại đây trung gian, Trương Huyền sở học tập đến đồ vật, không thể nghi ngờ là rất nhiều. Thấp bé nam nhân nhìn về phía cấp Trương Huyền chi chiêu nữ nhân, khổ một khuôn mặt, đại tỷ, người muốn hay không như vậy khi dễ người A, người nói như thế nào cũng mau đến khống linh cảnh, khi dễ ta loại người này làm gì đâu. Nữ nhân cười cười, người này đó chiêu, biến hóa rất nhiều, đích xác có rất nhiều chỗ đáng khen. Bất quá nói cùng giai vô địch, vẫn là thiếu chút nữa, tới, Trương Huyền, tới thử xem ta.
nữ nhân đi ra, hướng Trương Huyền vươn một tay. Người đi đối phó với địch, ta tới giúp người phá địch. Một người hơn 60 tuổi, thân cao 1m75, dáng người ngay ngắn nam nhân đi đến Trương Huyền phía sau, nữ nhân này chiêu thức, thiên hướng âm nhu, công người với chưa chuẩn bị, bằng vào ngươi thân thủ, căng bất quá một giây. Ha ha, nữ nhân cười lớn một tiếng, đừng động chiêu thức gì, có thể giết người chính là hảo chiêu thức, Trương Huyền, chuẩn bị tốt. Nữ nhân trong miệng, tự rơi xuống, cả người liền biến mất ở Trương Huyền trước mắt. Chân lui ba bước, một đạo hét lớn từ Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền theo bản năng làm ra động tác, chờ hắn động tác vừa ra, lại xem vừa mới chính mình sở chạm địa phương, không biết khi nào, đã rơi xuống tam căn cốt thứ, này nếu là ám khí nói, có thể ở trong nháy mắt lấy chính mình tánh mạng. Trương Huyền, đối mặt loại này địch nhân, tận khả năng đừng làm nàng biến mất ở ngươi tầm mắt, ngươi đầu tiên phải làm, là đến rõ ràng nàng ở địa phương nào, thượng bước bên người. Phía sau tiếng quát truyền đến, Trương Huyền làm theo. Huyền Thiên đứng ở một bên, nhìn Trương Huyền, gật gật đầu, hắn tuy thực lực nhược điểm, nhưng có thiên phú, rất nhiều đồ vật một điểm liền thông, có ý nghĩ của chính mình, chiếu cái này xu thế, nhiều nhất 20 ngày, là có thể làm hắn so hiện tại phải mạnh hơn mấy lần, đến nỗi khí tăng lên, chỉ có thể xem chính hắn. Lão đại, ta có cái ý tưởng, không biết nên không nên nói. Thấp bé nam nhân đứng ở Huyền Thiên bên cạnh. Ngươi nói. Người kia không phải có một bộ công pháp, quá mức cương mãnh, không người nhưng luyện, nhưng ta cảm thấy, vừa vặn thích hợp tiểu tử này, kia công pháp tuy rằng cương mãnh, nhưng cùng tiểu tử này trực tiếp đem linh khí rót đến trong miệng so sánh với, còn kém không ít. Đúng vậy, Huyền Thiên trước mắt sáng ngời, thời gian lâu lắm, ngươi không nói, ta đều đem kia bộ công pháp đã quên, kia công pháp cương mãnh, cùng Trương Huyền so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch, Trương Huyền hoàn toàn có thể khống chế. Vậy lại cho hắn nhiều hơn mấy ngày huấn luyện thời gian, các ngươi cũng đều đừng cất giấu, đem các ngươi sẽ, toàn bộ lấy ra tới. Yên tâm đi lão đại, thấp bé nam nhân cười cười, nhìn Huyền Thiên, kỳ thật, lão đại ngươi không cần cố tình che giấu ý nghĩ của chính mình, chúng ta đại gia cũng đều nghĩ kỹ rồi, thần ẩn hội nhược không yếu không sao cả, Trương Huyền có thể hay không ngồi trên thần phạt xử vị trí, cũng không cái gọi là, đại gia hiện tại, liền đem Trương Huyền đương cái ký thác, kia một thân bản lĩnh. Liền dựa hắn tới truyền thừa đi xuống, người không gặp, sóng tỷ đem nàng tuyệt sống đều lấy ra tới sao. Huyền Thiên gật gật đầu, vẫn là ngẫm lại đi, rốt cuộc có hy vọng nhật tử quá lên, mới có tư vị a. À, người đừng nói, bên ngoài cái này dùng trái cây làm thành thủy, thật đúng là hảo uống. Huyền Thiên nói, vặn ra trong tay Mỹ nước nguyên nắp bình. Có thể bị nhốt ở địa ngục, đặt ở lúc ấy cái kia thời đại, đều là trên thế giới hiểu rõ cường giả. Càng đừng nói ở cái này võ đạo suy nhược niên đại, bất luận cái gì một người, cấp Trương Huyền hơi thêm chỉ điểm, đều sẽ làm Trương Huyền có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, càng không cần đề nhiều như vậy bất đồng thời đại cao thủ, lấy Trương Huyền vì lời dẫn, bắt đầu so chiêu. Hai cái giờ xuống dưới, tuy là Trương Huyền thể lực, đều mệt cả người ra mồ hôi, hắn mỗi một động tác, mỗi nhất chiêu đối kháng, đều là hết sức chăm chú, không dám có một chút hít phân tâm, như vậy mệt xuống dưới, được đến kết quả. Cũng là làm Trương Huyền phi thường vui sướng, liên tục hai cái giờ huấn luyện, Trương Huyền có tự tin, nếu chính mình lại đối thượng thấp bé nam nhân, chỉ bằng vào chính mình đối này chiêu thức công pháp lý giải, cũng có thể ở trên tay hắn đi qua 7-8 chiêu, đây là phi thường rõ ràng tiến bộ. So với chính mình không đâu vào đâu sờ soạng, hiếu thắng quá nhiều. Huyền Thiên đi tới, hướng Trương Huyền mở miệng, hảo, ngươi trước nghỉ ngơi nửa canh giờ, hảo hảo lĩnh ngộ một phen, sau nửa canh giờ. Còn có tân đồ vật muốn dạy ngươi, nhắc nhở một chút, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Không thành vấn đề, đại ca. Trương Huyền dùng sức gật đầu, Huyền Thiên nói càng coi trọng, hắn trong lòng càng hưng phấn, này chứng minh, mặt sau huấn luyện, chỉ biết càng ngày càng có hiệu quả. Đè ở Trương Huyền trên người gánh nặng, thật sự là quá nặng, không phải do Trương Huyền lười biếng, không phải do hắn đi phân tâm, hiện tại mỗi một phút một giây, hắn đều phải tranh thủ. Tranh thủ ở cổ võ thế gia đại hội thời điểm, có thể trở về, có được có thể địch nổi thần phạt xử thực lực, không sợ chúc thị thực lực, trở về. Chương 730 tiến bộ vượt bậc. Lao chung vô nhật nguyệt, nhìn không tới sao trời ánh mặt trời, Trương Huyền liền tại đây nhà giam chung, tiếp thu Huyền Thiên đám người huấn luyện. Loại này huấn luyện hình thức, là Trương Huyền dĩ vãng chưa từng có tiếp xúc đến, từ lục lão nhân hạ táng lúc sau, không ai có thể ở chiến đấu ý thức thượng cho Trương Huyền bất luận cái gì trợ giúp. Ở Huyền Thiên đám người huấn luyện hạ, Trương Huyền chiến đấu ý thức, có thể nói là tiến bộ vượt bậc, tiến triển cực nhanh cũng không quá.
Ở Trương Huyền Vươn nhà giam tiếp thu huấn luyện trong khoảng thời gian này, bên ngoài tình thế, cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trúc thị cường thế, làm càng nhiều thị tộc cũng triển lộ ở các đại địa hạ thế lực trước mặt. Nguyên bản cường thế cổ võ thế gia, như Hàng thị Nhạc gia như vậy, đã không còn bị người đề cập, hiện tại nhắc tới Hàng thị, các đại địa hạ thế lực, cái thứ nhất liên tưởng đến, đó là Tiêu thị, có một Tiêu thị thị tộc, ở Hàng thị bộc lộ tài năng. Mà Yến Kinh khu vực, cũng bị quan thượng Tô thị danh hào. Yến Kinh Nam Cung gia, càng là không người hỏi thăm, liền Nam Cung gia dĩ vãng những cái đó thích lộ diện khoe giàu con cháu, cũng đều không thế nào ở Yến Kinh lộ diện. Đều Hải Trúc thị, Yến Kinh Tô thị, Hàng thị Tiêu thị, này tam đại thị tộc, giờ phút này biến thành ngầm thế lực nhất đứng đầu đề tài. Bởi vì tam đại thị tộc xuất hiện, Hoa Hạ các đại địa hạ thế lực mỗi người cảm thấy bất an. Yến Kinh Tô gia yên lặng, Tô thị xuất thế, thuyết minh Tô gia đã cam nguyện vi thần. Đều Hải Trúc gia, càng là mãn môn bị giết, bao gồm kia ngầm thánh địa Quang Minh đảo, cũng là một đêm gian bị người chìm vào đáy biển, hiện tại mọi người chỉ có thể đem ánh mắt cùng hy vọng phóng với kinh thành tam đại gia phía trên, nhưng kinh thành tam đại gia chậm chạp đều không có lên tiếng, cái này làm cho mọi người đều thực hoảng hốt, chẳng lẽ cổ võ thế gia thật muốn từ đây xuống dốc sao? Tây Bắc Ngân Châu, Lâm thị tổng tài văn phòng, đã đại môn trói chặt mấy ngày thời gian, ai đều không có nhìn thấy Lâm Thanh Hạm thân ảnh, làm một cái công tác cuồng nhân, Lâm Thanh Hạm trừ bỏ lúc trước đi Tô gia cổ mà ở ngoài, chưa từng có quá như vậy mấy ngày không xuất hiện công ty tình huống. Tần Nhu nói cho công ty người, Lâm Thanh Hạm là đi nơi khác khảo sát công tác, nhưng kỳ thật, Tần Nhu rõ ràng, Lâm Thanh Hạm đã đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt mấy ngày thời gian, trừ bỏ tất yếu ăn vài thứ bên ngoài, Lâm Thanh Hạm đều sẽ không lộ diện, Tần Nhu đi hỏi cái gì, Lâm Thanh Hạm cũng tất cả đều không nói, vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Tần Nhu biết Lâm Thanh Hạm là bởi vì gần nhất đi một lần Yến Kinh sau khi trở về liền biến thành như vậy, về ở Yến Kinh phát sinh cái gì, Tần Nhu cũng hỏi thăm không ra. Là cùng Trương Huyền chi gian quan hệ còn không có hỏa hoãn sao? Tần Nhu suy đoán. Ở mênh mông vô bờ Đại Tây Dương Thượng, một tòa đảo nhỏ, đang ở chậm rãi phiêu bạc, vô số chiến hạm chạy ở đảo nhỏ chung quanh, vẫn luôn đều không ngừng nghỉ. Xa xa nhìn lại, trên đảo một mảnh sương mù, xuyên thấu qua sương mù, có thể nhìn đến màu đen cao lớn tường thành đem đảo nhỏ hoàn toàn phong kín, không rõ ràng lắm đảo nội ra sao bộ dáng. Trên đảo lâu đài cổ phía trước, Bạch Trì đám người ngồi xếp bằng ở chỗ này, không ngừng tiến hành khí tu luyện, cho đến ngày nay, khoảng cách Quang Minh đảo khởi động phiêu lưu kế hoạch, đã qua đi 10 ngày, này 10 ngày nội, tương lai đám người tưởng hết mọi thứ biện pháp tìm hiểu Trương Huyền tin tức, nhưng đến bây giờ, đều một chút tin tức không có. Cái này làm cho mọi người trong lòng kia cổ điểm xấu cảm giác càng thêm mãnh liệt, mỗi người, đều đem toàn bộ tinh lực dùng ở tu luyện thượng, tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm ở Trương Huyền trên người đã xảy ra cái gì. Nhưng có thể nghĩ đến, này khẳng định cùng thị tộc có quan hệ. Thả ở phiêu lưu trong khoảng thời gian này, Quang Minh đảo người cũng sẽ tìm hiểu bên ngoài tin tức, về Trúc thị báo thù, trong một đêm hủy diệt Quang Minh đảo tin tức, tự nhiên không có thoát được quá bọn họ lỗ tai. Bọn họ suy đoán, Trương Huyền làm chính mình khởi động đảo nhỏ phiêu lưu kế hoạch, chính là cùng này Trúc thị có quan hệ, tuy rằng có thể liên tưởng đến, nhưng tương lai đám người, hiện tại cái gì đều làm không được, ở trên thực lực. Bọn họ rõ ràng chính mình cùng thị tộc chi gian chênh lệch quá lớn, hiện tại quan trọng nhất, chính là tăng lên thực lực. Toàn bộ thế giới ngầm, bởi vì thị tộc xuất thế, Quang Minh đảo ngã xuống, mà nhấc lên sóng to gió lớn, theo sau, lâm vào yên lặng. Thị tộc xuất thế sau, cũng không có làm ra giống đông đảo ngầm thế lực trong tưởng tượng kia chiếm trước địa bàn linh tinh sự tình, mà là lựa chọn hành quân lặng lẽ, rất nhiều ngầm thế lực, cũng không dám vọng động, cứ như vậy, toàn bộ Hoa Hạ thế giới ngầm. Nghênh đón một trận xưa nay chưa từng có yên lặng, chẳng sợ nhỏ nhất cọ sát, tại đây đoạn thời gian, đều không có phát sinh. Tuy là yên lặng, nhưng đại gia rõ ràng, này phân yên lặng, chỉ sợ là thuộc về bão táp trước, bởi vì mọi người đều đang đợi, ở Quang Minh đảo bị đánh trầm sau ngày hôm sau, Kinh Thành Khương gia tuyên bố, triệu khai Hoa Hạ cổ võ thế gia đại hội. Hiện tại khoảng cách cổ võ thế gia đại hội, còn thừa cuối cùng nửa tháng thời gian, chỉ sợ lúc ấy, sẽ có đại sự phát sinh. Ở cổ võ thế gia đại hội trước, mỗi người, đều ở làm chuẩn bị. Xa xôi châu Phi Tác Tô Tư Phất Lôi sa mạc phía dưới. Trương Huyền, tiến bộ không tồi sao, thấp bé nam nhân cầm một cây thú cốt, quay chung quanh Trương Huyền, bước chân liền động, hắn đã cùng Trương Huyền liền quá 70 nhiều chiêu, hiện tại còn chẳng phân biệt trên dưới. Hiện tại Trương Huyền, cũng không cần người khác cho hắn chỉ điểm,
hết thảy đối địch thủ đoạn, đều là bằng vào chính hắn, có thể cùng thấp bé nam nhân liền quá 70 nhiều chiêu, chính là Trương Huyền này 10 ngày tới huấn luyện thành quả. So với 10 ngày phía trước, Trương Huyền ở chiến đấu ý thức thượng, cường không biết nhiều ít lần. Liền Trương Huyền bản nhân sở giảng, hiện tại chính mình, có thể hoàn toàn treo lên đánh 10 ngày trước chính mình, nếu lại gặp phải Trúc Thị kia hắc sam trung niên, tuyệt đối có thể ở hai chiêu nội lấy này tánh mạng, chẳng sợ gặp phải kia thần ẩn hội thần phạt xử, ai thắng ai thua, còn không nhất định. Trương Huyền, ta này bộ thần tiêu thái tuế, tổng cộng có 117 loại biến hóa, ngươi nếu toàn bộ có thể chắn, liền có thể làm ta tâm phục khẩu phục, hiện tại mới qua 74 chiêu, dư lại chiêu số, càng thêm cương mãnh, ngươi cẩn thận. Thấp bé nam nhân hét lớn một tiếng, giơ lên thú cốt, chiều Trương Huyền phóng đi. Tới hảo, Trương Huyền hét lớn một tiếng, cũng cầm một cây thú cốt nghênh chiến. Huyền Thiên đám người ngồi ở một bên ăn Trương Huyền lần trước mang đến khoai lát, một bên uống coca, thỉnh thoảng đánh ra một cái khí cách. Lão đại, Trương Huyền người này, thiên phú không tồi, có thể suy một ra ba, hắn tiến bộ tốc độ, so với ta tưởng tượng bên trong muốn mau một ít. Đúng vậy, hắn hiện tại đối địch ý nghĩ trở nên thực rõ ràng, tiếp tục như vậy huấn luyện đi xuống, cũng không có gì quá lớn hiệu quả, các ngươi cho hắn tới điểm đột nhiên đi. Huyền Thiên lại vặn ra một lon coca, cười to nói. Ta đi, bị thấp bé nam nhân xưng là sóng tỷ nữ nhân, một cái nhảy thân, xông thẳng Trương Huyền phóng đi, tự Trương Huyền phía sau đánh ra một trường. Liền ở sóng tỷ một trường này sắp đánh tới Trương Huyền trên người là lúc, Trương Huyền bỗng nhiên một cái nghiêng người, vừa vặn lộ ra trước người thấp bé nam nhân, sóng tỷ một trường này, thẳng tắp chiều thấp bé nam nhân chụp đi. Nhìn nhau sóng tỷ cùng thấp bé nam nhân liên tục biến chiêu. Trương Huyền, tiểu tử ngươi học hư a, cố ý làm bộ không phát hiện ta bộ dáng, sau đó làm cho đôi ta giết hại lẫn nhau. Sóng tỷ mặt mang ý cười. Chương 731 cuối cùng 3 ngày. Trương Huyền nhìn trước mặt một nam một nữ, ra tiếng nói, các ngươi hai người khi dễ ta một cái, chỉ sợ có chút không hảo đi. Đúng vậy, là không tốt. Một bên Huyền Thiên mở miệng, xem tiểu tử ngươi tiến bộ tốc độ, hai người đối với ngươi mà nói, cũng khởi không đến cái gì quá lớn huấn luyện hiệu quả, lại đến một cái. Huyền Thiên tiếng nói vừa dứt, lại một người gia nhập chiến trường, theo sau, ba người ở cùng thời gian đối Trương Huyền triển khai tiến công. Trương Huyền khổ một khuôn mặt, chạy vắt giò lên cổ nửa giờ sau, chậm rãi tìm kiếm cơ hội phản kích. Lại qua một ngày, Trương Huyền một người một mình đối mặt bốn người tiến công, từ chạy vắt giò lên cổ, chậm rãi đến tìm cơ hội phản kích, lại là một ngày, năm người đồng thời đối Trương Huyền khởi xướng tiến công. Này địa ngục nhà giam nội, bởi vì Trương Huyền xuất hiện, không chỉ có làm này đó nhàm chán thượng trăm năm người một lần nữa tìm được lạc thú, đồng thời cũng tỏa sáng bọn họ thanh xuân, ngày thường một đám liền lộ đều lười đến không nghĩ đi người. Lúc này truy khởi Trương Huyền tới, kia đều là dùng toàn thân kính, mỗi đến Trương Huyền mệt chết đi sống lại, quỳ dạp trên mặt đất lớn tiếng thở dốc thời điểm, những người này liền ở rút thăm, tiếp theo cái nên nào mấy cái lên sân khấu đi ngược Trương Huyền. Rút được thăm người, kia trên mặt tươi cười miễn bàn nhiều vui vẻ, thề muốn xuất ra chính mình mạnh nhất chiêu thức tới. Cứ như vậy, lại là mấy ngày qua đi. Ngoại giới, bởi vì cổ võ thế gia đại hội sự, không khí trở nên dị thường ảo diệu mà khẩn trương. Quang Minh đảo nội, Bạch Trì đám người, như cũng ngồi xếp bằng ở lâu đài cổ trước, trên đảo linh khí đầy đủ. Đại trưởng lão nhìn Bạch Trì đều đã đỏ lên bạo khởi mạch máu, thở dài. Quá đầy đủ linh khí, đối với Bạch Trì bọn họ tới nói, đều không phải là tất cả đều là chuyện tốt, bọn họ hiện tại toàn bộ tu luyện, cái gì đều mặc kệ, tuy rằng có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên, nhưng mang đến di chứng, cũng là thật lớn. Ngân Châu, tắc tiếp nước hương. Lâm Thanh Hạm trung quy đi ra nàng phòng, hai mắt che kín hồng hồng tơ máu, đính một chương đi trước đều hải vé máy bay, đồng thời gọi điện thoại đi ra ngoài, cứu cứu, mặc kệ thế nào, ta tưởng cùng Trúc Thị liên hệ một chút, liền nói cho bọn họ, ta này có quan hệ với Tô Thị một phần kế hoạch, bọn họ sẽ thực cảm thấy hứng thú. Thanh Hạm, ngươi là muốn. Ta cùng ta lão công còn không có ly hôn đâu. Lâm Thanh Hạm cắt đứt điện thoại, hít sâu một hơi, nàng biên tập hảo một phong bưu kiện, chia chính mình phụ thân. Theo sau đánh chiếc xe, đi trước Ngân Châu sân bay. Kinh thành Khương gia nhà cửa nội, một người lão giả từ giếng cổ trạm kế tiếp lên, còn thừa ba ngày, cổ võ cùng thị tộc trăm năm ân oán, cũng là thời điểm, bãi ở bên ngoài, thông chi một chút, làm mọi người, đều trở về đi. Châu Phi sa mạc hạ, Trương Huyền như cũ tiếp thu huấn luyện. Trương Huyền hiện tại cực hạn,
là đồng thời thừa nhận 7 người đối hắn triển khai tiến công, đối mặt này 7 người tiến công, Trương Huyền phải làm không phải chống cự, không phải phản kích, mà là ở 7 người tiến công hạ, có thể kiên trì 3 phút liền có thể. Chẳng qua, Trương Huyền đến bây giờ mới thôi tối cao ký lục, phát huy tốt nhất một lần, bất quá kiên trì 21 giây. Huyền Thiên nhíu mày nhìn Trương Huyền, ta quá đánh giá cao ngươi, bản thân cho rằng ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra, ngươi thành tựu, quá hữu hạn, bằng vào ngươi loại này thiên tư, rất khó có điều thành tựu. Trương Huyền, ngươi gần nhất có chút thả lỏng a. Sóng tỷ cười xem Trương Huyền, tốc độ cùng lực chú ý cũng vô pháp cùng phía trước so sánh với, ngươi muốn chính mình đều từ bỏ, chúng ta giúp đỡ không được ngươi. Một đám người nhìn quỳ rạp trên mặt đất Trương Huyền, sôi nổi ra tiếng. Trương Huyền mãn bối mồ hôi, này đối hắn phát ra công kích 7 người, đều không có lưu thủ, tất cả đều dùng mạnh nhất thủ đoạn, cơ hồ có thể nói là vô góc chết tiến công, tinh diệu tuyệt luân phối hợp, có thể ở này đó nhân thủ hạ kiên trì 5 giây, kia đều là kinh nghiệm cực kỳ phong phú cao thủ. Trương Huyền há mồm thở dốc, nhìn bọn họ, niết quyền tạp xuống đất mặt, lại đến. Ta xem lại đến vài lần, cũng đều như vậy. Huyền Thiên bĩu môi, lắc đầu đi hướng một bên. Trương Huyền một lần nữa đứng dậy, nhìn chung quanh bên người 7 người, nín thở ngưng thần, tùy thời làm tốt nghênh đón tiến công chuẩn bị. Thấp bé nam nhân đi theo Huyền Thiên bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng, lão đại, muốn hay không áp như vậy tàn nhẫn a? Trương Huyền kia một lần có thể kiên trì 21 giây, đã đại đại ra ngoài chúng ta dự kiến, hắn hiện tại bất quá là hóa hình cảnh, thân thể không có trải qua linh khí rèn luyện, có thể đạt tới như bây giờ, đã tương đương kinh người, ở kia 7 vị tiền bối thủ hạ kiên trì 3 phút. Chỉ sợ là lão đại ngươi, chỉ bằng vào mượn tự thân lực lượng, cũng vô pháp làm được a. Huyền Thiên cười cười, người vẫn là không có nhìn đến Trương Huyền tiềm lực a, từ hắn tiếp thu huấn luyện, đến bây giờ, tổng cộng qua 200 cái canh giờ, trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi thời gian, hắn tinh thần vẫn luôn đều ở vào phi thường chuyên chú trạng thái, đến bây giờ, đều không có có vẻ quá mức mỏi mệt, ngươi cảm thấy, ngươi có thể làm được sao? Thấp bé nam nhân lắc lắc đầu, ta cùng sóng tỷ các nàng liêu quá. Trương Huyền tinh thần trạng thái, quả thực chính là một con quái vật, cảm giác hắn liền không có quá mức mỏi mệt thời điểm. Huyền Thiên gật gật đầu, hắn tinh thần trạng thái, hiển nhiên là không thích hợp, càng là áp bức, hắn liền biểu hiện càng thêm phấn khởi, ở trên người hắn, chỉ sợ phát sinh quá một ít chúng ta vô pháp biết đến sự, nhưng mặc kệ nói như thế nào, này đối với hiện tại hắn tới nói, cũng là chuyện tốt, bất quá cũng không thể áp lâu lắm, cuối cùng 3 ngày thời gian, đối hắn tiến hành cuối cùng huấn luyện, 3 ngày sau. Làm hắn tới 3 tầng tìm ta. Huyền Thiên nói xong, trực tiếp bước lên thạch thang, rời đi nơi này. Thấp bé nam nhân nhìn lại một lần ở 7 người tiến công hạ thất bại Trương Huyền, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, Trương Huyền, hy vọng ngươi cũng đừng trách lão đại tâm tàn nhẫn, rốt cuộc lão đại sinh hoạt cái kia niên đại, là một cái chân chính người ăn người niên đại a. Lại đến, Trương Huyền lại một lần từ trên mặt đất bò dậy, lúc này Trương Huyền, trên mặt một mảnh xanh tím. Cánh tay cùng chân bộ có chút địa phương, cũng đều sưng vù, kia 7 người tiến công, đều không phải là mềm mại vô lực, kia đều là thật thật tại tại đánh vào Trương Huyền trên người. Nhìn cả người xanh tím Trương Huyền, sóng tỷ đám người trong mắt đều hiện lên một mặt không đành lòng, ở bọn họ chuẩn bị đem cả người bản lĩnh đều giao cho Trương Huyền kia một khắc khởi, ở bọn họ trong lòng, Trương Huyền cũng đã là chính mình truyền nhân. Sóng tỷ, thấp bé nam nhân đi đến sóng tỷ phía sau, nhỏ giọng nói. Lão đại nói, cuối cùng 3 ngày. Hảo, sóng tỷ gật gật đầu, cắn chặt răng, hét lớn một tiếng, Trương Huyền, cẩn thận. Sóng tỷ tiếng nói vừa dứt, lại lần nữa hướng Trương Huyền phóng đi. Trương Huyền nhìn sóng tỷ vọt tới phương hướng, lúc này đây hắn, không có lại bị động phòng thủ, mà là chủ động xuất kích. Hảo tiểu tử, sóng tỷ trong mắt lòe ra một mặt vui mừng, Trương Huyền mỗi lần có tân động tác, đều chứng minh hắn có tân ý tưởng, đây là tiến bộ một loại. Ở vô số lần thất bại chung tiến bộ, chỉ cần tinh thần không bị đánh sập, kia tuyệt đối là nhất tấn mãnh. Thời gian, chậm rãi trôi đi. Ngoại giới, hoa hạ các đại địa hạ thế lực, đã bắt đầu hướng tới kinh thành xuất phát. Khoảng cách cổ võ thế gia đại hội, chỉ còn cuối cùng một ngày thời gian. Chương 732 Lâm Thanh Hạm kế hoạch. Đều Hải, một nhà trang hoàng tinh xảo trà lâu tọa lạc ở Đều Hải Giang bên, tại đây tấc đất tấc vàng đoạn đường, này trà lâu tuy rằng không lớn. Nhưng kia giá cả, cũng là làm người thường vọng mà dừng bước, một hồ trà, lót nền ngàn nguyên khởi bước. Lâm Thanh Hạm thân xuyên một kiện màu đen áo khoác, ngồi ở giữa cửa sổ một chương chiếc ghế thượng, nàng vẽ trang điểm nhẹ, vốn là không thể bắt bẻ ngũ quan,
càng là tăng thêm ba phần vũ mị, làm trà lâu nội còn lại người liên tiếp hướng bên này ghé mắt mà đến. Lâm Thanh Hạm đối diện, ngồi hai gã thanh niên, này hai người quần áo bình thường, nhìn không ra cái gì phú quý chi sắc, nhưng trên mặt rào rạt ra tự tin, lại là nghiền áp những cái đó mở ra mấy trăm vạn siêu xe mà đến người. Hai gã thanh niên đánh giá trước mặt Lâm Thanh Hạm, trong mắt mang theo một ít xâm lược tính, một người càng là thỉnh thoảng liếm liếm môi. Người nói, Tô Thị muốn cùng chúng ta Trúc Thị hợp tác. Các ngươi Tô Thị chỉ là đứng hàng đệ thập, chúng ta thứ 9, liền tính muốn hợp tác, cũng không nên là ngươi một cái không có nắm giữ khí người thường tới nói đi. Một người thanh niên mở miệng, tên này thanh niên, đúng là ngày đó buổi tối, Trúc Thị đêm tập quang minh đảo khi, đứng ở Trúc Hoa Thái bên người người. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, chú ý, không phải Tô Thị tới cùng các ngươi hợp tác, là Tô Gia, ta là Tô Gia gia chủ, Lâm Thanh Hạm. Tô Gia, một người thanh niên trên mặt lộ ra cười nhạo, ngươi một cái cổ võ thế gia gia chủ, dựa vào cái gì hòa giải chúng ta Trúc Thị hợp tác? Chỉ bằng ngươi gương mặt này. Lâm Thanh Hạm lấy ra một chương bản vẽ, phóng tới trên bàn. Hai gã Trúc Thị thanh niên lẫn nhau liếc nhau, theo sau mở ra bản vẽ, chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn lại, hai người đồng tử liền đồng thời một trận mãnh xúc. Đây là tụ linh trận. Hai gã Trúc Thị thanh niên nhìn về phía Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, không có ra tiếng, nàng nội tâm, cũng không biết này bản vẽ thượng họa chính là cái gì, hôm nay lấy này bản vẽ lại đây tìm Trúc Thị người, đơn giản là tưởng đánh bạc một phen. Hai gã Trúc Thị thanh niên thấy Lâm Thanh Hạm không nói gì, tự nhiên Lâm Thanh Hạm là cam chịu. Tô Thị, vì sao sẽ kiến một tòa tụ linh trận? Đều Thành, nơi này có cái gì ảo diệu? Hai người một người một câu suy đoán, theo sau ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm cười mở miệng, này bản vẽ, các ngươi lấy về đi, đến nỗi này bản vẽ sau lưng có cái gì, chờ các ngươi suy xét hảo, chúng ta lại tiếp tục giao dịch. Lâm Thanh Hạm nói xong, trực tiếp đứng dậy, để thượng thủ bao, dục phải rời khỏi. Từ từ, một người Trúc Thị thanh niên ra tiếng gọi lại Lâm Thanh Hạm, hắn nhíu mày hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Lâm Thanh Hạm cũng không quay đầu lại nói, ta muốn Tô Gia. Tô Gia, người muốn Tô Gia, chỉ sợ này một chương bản vẽ, còn chưa đủ coi như lợi thế. Trúc Thị người này cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Lâm Thanh Hạm ý tứ, hiện tại nhắc tới Yến Kinh, chỉ có Tô Thị, không có Tô Gia, muốn Tô Gia, vậy chỉ có một khả năng, lại vô Tô Thị. Không sao cả, Lâm Thanh Hạm nhún vai, chỉ cần các ngươi suy xét hảo, lợi thế chúng ta có thể tiếp tục nói. Đúng không? Trúc Thị thanh niên khóe miệng nghiền ngẫm cười nói, nếu ta nói, ta muốn ngươi đâu? Tùy tiện, Lâm Thanh Hạm trở về một tiếng, theo sau đi nhanh rời đi. Tên kia Trúc Thị thanh niên nhìn Lâm Thanh Hạm mạn rượu bóng dáng, lại lần nữa liếm liếm môi. Trúc Thị mặt khác một người mở miệng, đại ca, ngươi muốn thật muốn cái này đàn bà, ta hiện tại liền đi đem nàng trói lại, ngươi. Không cần, Trúc Thị thanh niên lắc lắc đầu, này đàn bà tuy hảo, bất quá hiện tại, đại sự làm trọng. Nếu này trương đồ là thật sự, Tô Thị thật sự muốn kiến tụ linh trận, liền chứng minh bọn họ phát hiện cái gì không thể tưởng tượng đồ vật, thứ này muốn rơi vào chúng ta Trúc Thị trong tay, người ta hai người, về sau gì sầu không có nữ nhân. Đều Hải Trúc gia trang viên nội, lần trước đại chiến tạo thành phế tích, đã một lần nữa tu sửa xong. Trúc Thị tộc trưởng Trúc Hoa Thái ngồi ở Trúc gia chủ thính chủ vị thượng, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Một người thanh niên cung thân mình đi vào chủ thính giữa, tộc trưởng. Tô Gia gia chủ, đưa tới một phong bản vẽ. Tô Gia, Trúc Hoa Thái ở nghe được hai chữ này phản ứng đầu tiên, tưởng chính mình nghe lầm, cố ý lại nhìn mắt trước người thanh niên, đương tên kia thanh niên dùng sức sau khi gật đầu, Trúc Hoa Thái mới lộ ra một bộ rất có hứng thú biểu tình, tới, ta nhìn xem. Thanh niên cung cung kính kính đem bản vẽ giao cho Trúc Hoa Thái trong tay. Trúc Hoa Thái mở ra bản vẽ, vài giây sau, khóe miệng gợi lên mỉm cười, có ý tứ, có ý tứ. Tụ linh trận, này tụ linh trận, chính là Tô Thị người, an bài Tô Gia bày ra. Đúng là, thanh niên gật đầu. Ha ha, Trúc Hoa Thái cười nói, Tô Văn Hiến cái kia lão cẩu, mấy năm gần đây đều không có ngừng nghỉ quá, không cam lòng hiện trạng, nơi nơi điều tra, nhìn dáng vẻ, thật đúng là làm hắn điều tra ra không ít đồ vật, Tô Gia gia chủ nói như thế nào. Nàng nói, nàng muốn Tô Gia, thanh niên đúng sự thật trả lời nói. Trúc Hoa Thái hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí còn không nhỏ, bằng vào này một cái đồ vật, liền muốn Tô Gia. Nói cho nàng, ngày mai mang đến càng nhiều đồ vật, đi kinh thành tìm ta. Đúng vậy, thanh niên lui ra,
Đúng rồi, Trúc Hoa Thái ở Thanh Niên Mau ra chủ thính khi đột nhiên mở miệng, hiện tại những cái đó cổ võ thế gia đều nói như thế nào? Hồi tộc trưởng, ở những cái đó cổ võ thế gia trong mắt, là chúng ta Trầm Quang Minh Đảo, chỉ sợ này đó ngu muội, còn không biết thần ẩn hội tồn tại, tộc trưởng, này thần ẩn hội hiện tại đều không ra tiếng, cũng là cố ý làm mọi người cho rằng kia sự kiện chính là chúng ta làm, bọn họ là tưởng đem chúng ta phóng tới nâng trên mặt khiêng lôi a. Trúc Hoa Thái cười lạnh một tiếng, thần ẩn hội, bọn họ giả thần giả quỷ nhiều năm như vậy, không phải vẫn luôn là như vậy, khiến cho bọn họ giấu đi đi hảo, ta đảo muốn nhìn, bọn họ có thể tàng tới khi nào. Ta cũng không tin, lần này cổ võ thế gia đại hội, đám kia giả thần giả quỷ còn có thể ngồi được, có bọn họ sốt ruột thời điểm. Minh Bạch, tộc trưởng, kia hiện tại làm người khởi hành sao? Thanh niên hỏi. Thông chi đi xuống, chuẩn bị vào kinh, Trúc Hoa Thái trong mắt, mang theo một sợi hàn mang. Vô số thân ảnh, tại đây một ngày, dũng mãnh vào Hoa Hạ kinh thành. Tại đây to như vậy thành thị trung, đột nhiên xuất hiện rất nhiều xa lạ gương mặt, đối thành phố này người cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là, Hoa Hạ ngầm thế lực, đều ở nín thở ngưng thần, thật cẩn thận, mọi người đều minh bạch, ngày mai, khả năng chính là quyết định sau này cổ võ thế gia vận mệnh một ngày, nếu thị tộc thật sự vô địch, không chịu ước thúc, cưỡi ở các đại cổ võ thế gia trên đầu, bằng vào bọn họ một đêm trầm hạ quang minh đảo thực lực. Như vậy này thế giới ngầm, liền không còn có cổ võ thế gia vị trí. Lúc này đây, nói là cổ võ thế gia đại hội, nhưng trên thực tế, lớn lớn bé bé ngầm thế lực, đều sẽ tham gia, bao gồm Hoa Hạ lưỡi dao sắc bén, cũng đều phái người đi trước kinh thành. Đây là một lần về chỉnh thể ngầm thế lực đại tẩy bài, tại đây một lần đại hội thượng quyết định đồ vật, đó chính là về sau ngầm thế lực chỉnh thể đi hướng, liên quan đến ngầm thế lực chung, mỗi người ích lợi. Chương 733 đại hội đêm trước. Châu Phi Tác Tô Tư Phất Lôi sa mạc phía dưới, Trương Huyền mồm to thở hổn hển, nhìn trước mặt 7 người, lúc này đây, hắn đột phá phía trước ký lục, ước chừng ở 7 người thủ hạ kiên trì 48 giây thời gian. Thời gian này, ngay cả sóng tỷ cùng thấp bé nam nhân đám người, cũng không dám tin tưởng, nếu đổi làm chính bọn họ tới, cũng đừng nghĩ ở 7 tên cùng đẳng cấp cao thủ tiến công hạ kiên trì lâu như vậy, trong khoảng thời gian này áp bách tính huấn luyện, làm Trương Huyền thực lực có biến chất tiến triển. Hiện tại Trương Huyền, nếu lại đối thượng thấp bé nam nhân, không phải hắn có thể ở thấp bé nam nhân thủ hạ căng quá mấy chiêu, mà là thấp bé nam nhân có thể ở Trương Huyền thủ hạ căng quá mấy chiêu. Đương nhiên, đây là ở không có khí nhân tố hạ, nếu là có thể di động dùng khí, thấp bé nam nhân so Trương Huyền muốn cao hơn một cái cảnh giới. Trương Huyền đầy đầu mồ hôi, phía sau lưng quần áo cũng đã sớm bị ướt nhẹp, hắn nghe 48 giây cái này con số. Trong mắt toàn là không chịu thua, này khoảng cách 3 phút, còn kém xa lắm đâu. Lại đến, Trương Huyền hét lớn một tiếng. Đừng tới, thấp bé nam nhân lắc lắc đầu, ném xuống trong tay thú cốt, chỉ đỉnh đầu, Huyền Thiên lão đại có việc tìm ngươi. Trương Huyền, người thành tựu, đã thực ngoài dự đoán mọi người, ép tới quá tàn nhẫn, sẽ có tác dụng phụ. Sóng tỷ đám người cũng vẫy vẫy tay. Trương Huyền nhìn mấy người hoàn toàn tan đi, lúc này mới thả lỏng căng chặt thần kinh. Cầm lấy một lọ nước khoáng, mồm to uống xong sau, chiều thềm đá đi đến. Ba tầng, liếc mắt một cái vọng không đến biên trống trải địa vực, Huyền Thiên khoanh chân ngồi ở màu đen mà nham thượng, nhắm hai mắt, một trận huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, ở ba tầng nhập khẩu vang lên. Tới, có thể kiên trì 48 giây, ra ngoài ta dự kiến, ta bản thân cho rằng, người cực hạn, chính là 30 giây. Huyền Thiên trợn mắt, chiều nhập khẩu phương hướng nhìn lại. Trương Huyền lau cái trán mồ hôi, có chút hổ thẹn nói, khoảng cách người yêu cầu 3 phút, còn kém quá xa. 3 phút, ta đều không nhất định có thể kiên trì 3 phút. Huyền Thiên đứng lên, người đã vượt qua ta tối cao dự đánh giá. Ách, Trương Huyền vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Huyền Thiên. Huấn luyện của ngươi, cho tới hôm nay cũng nên kết thúc, một mặt huấn luyện, không nhất định tất cả đều là chuyện tốt, người yêu cầu tăng lên một chút người tự thân cảnh giới. Huyền Thiên đánh giá Trương Huyền, hiện tại Trương Huyền trong người hình thượng xem, so với phía trước muốn hơi gầy yếu một ít, nhưng ở sức bật, kéo dài tính, cùng với phản ứng lực phương diện, so với phía trước tăng lên không biết nhiều ít lần, càng quan trọng là, Trương Huyền ở đối địch khi, tư duy cũng càng thêm rõ ràng, có thể sử dụng nhất dùng ít sức phương thức, đạt tới lớn nhất hiệu quả. Huyền Thiên nói, chính người nhập môn ngự khí, cũng coi như là đánh bậy đánh bạ, tuy rằng quá trình hung hiểm, nhưng cũng may không có việc gì, ta này có một bộ luyện khí pháp môn, vừa vặn thích hợp ngươi. Huyền Thiên nói, tự y nội lấy ra một quyển da đen thư tịch,
đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền duỗi tay tiếp nhận, thư tịch vào tay, liền cấp Trương Huyền một loại thô ráp cảm, giấy mặt mềm mại, đều không phải là mặt liêu thượng đẳng, mà là gửi thời gian lâu lắm, mở ra thư tịch, bên trong tự, toàn bộ đều là chữ tượng hình, nhận lên phi thường khó khăn. Huyền Thiên thanh âm ở Trương Huyền bên tai vang lên, này công pháp, tên là Diệt Thế Đồ Lục, được xưng tu luyện đến mức tận cùng khi, có thể thân thể diệt thế, bất quá cụ thể hiệu quả, không người biết được, này công pháp tu hành quá mức cương mãnh, bước đầu tiên, đó là muốn dẫn khí nhập kinh mạch, chỉ so người uống hạ linh thạch năng lượng muốn hơi kém cỏi một bậc. Trương Huyền nhìn trong tay này bổn công pháp, chỉ là dùng mắt thấy tới, liền cấp Trương Huyền một loại trầm trọng áp lực. Người thả ngồi xuống, ta trước dẫn người nhập công. Huyền Thiên chỉ mặt đất. Trương Huyền gật gật đầu, khoanh chân mà ngồi. Lao chung không có nhật nguyệt sao trời, thiên địa lại ở nhật nguyệt trao đổi. Hoa Hạ kinh thành, hôm nay mây đen giăng đầy, đây là một hồi đến từ tháng 11 sơ mây đen, làm rất nhiều người tâm tình đều có chút âm trầm. Kinh thành trên đường phố, cơ hồ 50 mét liền chiếm hữu hai gã giao cảnh phiên trực, làm rất nhiều người đều ở suy đoán, hôm nay là có vị nào đại nhân vật từ nước ngoài mà đến. Kinh thành Khương gia nhà cửa nội, một người thân xuyên màu vàng trường bào lão giả đẩy ra viện môn, bước đi ra tới. Ở Khương gia nhà cửa ngoại, còn đứng lưỡng đạo thân ảnh, đều lấy tuổi già, một người thân xuyên màu trắng trường bào, một người thân xuyên màu tím trường bào, tản ra nồng đậm cổ phong. Khương lão đầu, hôm nay liền xem ngươi a, chúng ta hai nhà tổ khí vô pháp vận dụng. Không sao, ba cái xếp hạng dựa sau thị tộc mà thôi, một phen tổ khí, đủ rồi. Khương lão đầu lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Kia đi thôi, đi tổ đài. Ba người ánh mắt, đồng thời nhìn về phía phương Bắc. Kinh thành một đường hướng Bắc, có một tòa điền viên rừng rậm, nơi này nơi trốn tràn ngập điền viên phong cảnh, dĩ vãng ở tiết ngày nghỉ, đều sẽ bị coi như tiến đến du ngoạn giải sầu hảo địa phương. Chẳng qua, ở mấy ngày trước, này tòa rừng rậm, đã bị hoàn toàn giới nghiêm, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Rừng rậm giữa tràn ngập vô số thân ảnh, đang ở làm chuẩn bị. Thật lớn lâm phố chung quanh, bãi đầy cái ghế. Khắp nơi ngầm thế lực, chiều này chỗ rừng rậm sở tới. Tác Tô Tư phất lôi sa mạc hạ, Trương Huyền hít sâu một hơi, lặng lặng nghe Huyền Thiên sở giảng, mỗi một chữ, đối với Trương Huyền tới nói, kia đều có thể nói chí bảo, mỗi một cái tu luyện kinh nghiệm, bình cảnh đột phá, đối với Trương Huyền tới nói, đều quan trọng nhất. Tu luyện một đạo, một người. Cả đời chỉ có thể tu luyện một loại công pháp, nếu tưởng từ bỏ, cần thiết phế bỏ toàn thân, ngươi nếu tuyển diệt thế đồ lục, đương phải nhớ kỹ một cái diệt tự, trong lòng không sợ gì cả, đương có địch tới ta diệt chi thế, tâm chi sở hướng, một vĩ lấy hàng. Mấu chốt điểm, ta đã thuyết minh, ngươi đi lên, luyện thông tam thiên, tới tìm ta. Trương Huyền gật đầu, đứng dậy đi hướng tối cao chỗ ngôi cao, theo sau thả người nhảy, ra nhà giam. Khoảng cách Trương Huyền mới vừa vào nhà giam. Đã qua một tháng, châu Phi thời tiết dần dần nóng bức lên, cháy rực thái dương không có bất luận cái gì ngăn cản chiếu rọi ở cát đất thượng, làm khắp Tác Tô Tư phất lôi sa mạc giống như bếp lò giống nhau nóng bỏng. Trương Huyền lặng lặng đứng ở trên sa mạc phương, trong đầu không ngừng hồi ức Huyền Thiên theo như lời nói, hít sâu một hơi. Diệt chi nhất tự, đó là trước mắt có cái gì, liền dọn sạch cái gì. Trương Huyền hít sâu một hơi, dựa theo đồ lục đệ nhất trang sở ghi lại, làm khí ở trong cơ thể vận hành. Theo sau, một quyền oanh ra. Ầm vang. Kinh thành trên không, sáng lên một đạo tia chớp, rõ ràng chỉ tới giữa trưa, lại nhân này đầy trời mây đen, làm không ít người đều mở ra trong nhà đèn sáng. Tí tách mưa nhỏ tự không trung rơi xuống. Ăn thị thứ mân đến. Một đạo lảnh lót thanh âm, vang ở rừng rậm lối vào, này rừng rậm, cũng nghênh đón trừ kinh thành tam đại gia bên ngoài, cái thứ nhất ngầm thế lực. Hoa hồng trắng thân xuyên một thân bó sát người đồ tác chiến đã đi tới, kia mạn diệu dáng người không chút nào che giấu bị phác họa ra tới, hoa hồng trắng chỉ dẫn theo hai người đi theo, tiến vào sau, đầu tiên là hướng tam đại gia vấn an, theo sau đi tới lâm phố bên nhất bên ngoài ghế trên ngồi xuống. Cơ gia đệ nhất cao thủ cơ thủ một, Khương gia gia chủ Khương Thần, Bạch gia gia chủ Mây Trắng Thiên, lúc này cũng đều ngồi ở lâm phố bên, tam đại gia tộc đệ tử, đều đứng ở chung quanh, vẻ mặt chính xác.